Chương 431 Hải quân Hưu sừng đỏ. Nguồn Mê truyện audio.com. Lao đối với mình kiến văn sắc rất lợi hại có tự tin, hắn cũng là dựa vào cái này ăn cơm, từ trước kia bắt đầu cũng là dựa vào kiến văn sắc đến phân phân biệt cường độ, bất quá khi đó tại Đông Hải, không có gì có thể lấy uy hiếp được hắn. Đến Đại Hải trình về sau, hắn ngược lại là cảm giác qua mấy lần, nhưng có đôi khi chỉ là tránh không khỏi mà thôi. Duy nhất có qua một lần là tại Bôn Mã đảo sư tử viên, vô dụng kiến văn sắc cảm giác được cụ thể cường nhược chẳng lẽ cái này cái gọi là bạo viêm sử, cũng có cùng loại thủ đoạn. Ba lỗ ba lỗ ba lỗ. Cổ tay điện thoại trùng vang lên. Lao mở ra cái nắp, bên trong liền truyền đến Kuro thanh âm. Lao tiên sinh, số 10 khu vực cùng số 20 khu vực thanh tra không sai biệt lắm, số lớn phạm tội phần tử tiến vào số không khu vực, hiện tại có thể khởi xướng tổng tiến công sao. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mễ mễ duyệt APP dựt sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Ồ, tốc độ vẫn rất nhanh lao ngẫm lại, gật đầu nói. Chờ ta quá khứ liền để sở hữu đóng tại số không kết nối miệng hải quân tiến hành tổng tiến công, hôm nay muốn đem số không khu vực cho thanh sạch sẽ. Vâng. Đạt được Kuro trả lời chắc chắn, lao cúp điện thoại, đem rượu uống một hơi cạn sạch, đứng người lên đối xa quay cu nói. Chờ nhà ngươi lão đầu kia trở về, nói cho hắn biết một tiếng, lão liền hảo hảo dưỡng lão vượt qua quãng đời còn lại, chính mình vơ vét điểm tiền quan tài liền không sai biệt lắm, lại nghĩ đến làm cái gì yêu thiêu thân, shampoo địa hắn nhưng là không tiếp tục chờ được nữa ta nhất định đưa đến. Sa quay cu mỉm cười nói. Đi. Lao đẩy ra quán ba môn, tay đi lên lúc lắc, đi ra ngoài. Sa quay cu duy trì mỉm cười nhìn lấy Lao rời đi, cầm lấy quầy ba hai cái cái chén trống không bắt đầu thanh tẩy, tắm tắm, tay chính là lắc một cái, chén rượu từ trong tay rơi xuống, ba, một chút ngã nát rơi. Nàng chầm chầm trên mặt đất toái phiến, ngồi xổm người xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt lên, cười khổ nói. Cũng không biết giống như là sư tử, vẫn là như rồng, rất lợi hại đáng sợ a à? này cái trẻ tuổi hải quân tiểu mông kỳ về sau thật có thể thuận lợi từ nơi này xuất phát sao ngươi tự hồ đối với nữ nhân kia rất quen a à. ngoại giới Vida cảnh giác nhìn về phía lao sa quay cung nha lão hải tặc 40 năm trước rửa tay không làm hiện tại cũng là người bình thường bất quá nhà nạn lão đầu kia theo ta có chút trừ oán ngươi gặp qua lao cắn xì gà vừa đi vừa nói năm ngoái tại sampo hắn kém chút một kiếm đem ta đánh chết minh vương Vida trừng to mắt Cả kinh nói, "Đó là Minh Vương lão bà sao?" 40 năm trước, nàng quay đầu lại, nhìn về phía quán Ba Đại Môn, hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ a, à, thật sự là hâm mộ. "Ngươi hâm mộ nàng?" Thiếu nói đùa, "Ta đã nghe ngươi nói, ngươi bản thể 16 tuổi về sau liền không có dài quá đi, quả thực năng lực có thể hâm mộ chết một mảnh nữ nhân." Lao cười cười, "Này không giống nhau." Rida trong mắt có chút cảnh giác, tóm lại, không cho phép ngươi lại theo nữ nhân này hổ động, ta chán ghét nàng nữ nhân kia, là trai lai lão bà, đó không phải là vợ người à, mặc kệ bao lớn, vợ người liền là không được. Lao nhúng nhúng vai. Hảo hảo, ngươi nói tính toán, ta không sao tìm nàng làm chi qua, hơn 60 tuổi lão thái bà. A Di mạnh khỏe A Di dịu A Di trong túi quần có tiền mặt. Nói đùa cái gì? Từ 13 GR xuất phát, rất nhanh hai người liền đạt tới số 10 khu vực thông hướng số không khu vực điểm kết nối. Cái này số không khu vực là không có GR phân chia, chính phủ thế giới từ trước kia bắt đầu liền không có cụ thể thăm dò qua, bởi vì nó quá sâu. Tại cầu cảng, Kuro đã mang theo một đám hải quân tại loại kia lấy. Lao tiên sinh, có cái tình huống. Nhìn thấy Lao tới, Kuro vội vàng nói. Vừa rồi có một nhóm người, từ 20 khu vực bên kia tiến vào số không khu vực. Ừm. Lao nhíu mày. Ta không phải nói làm cho tất cả mọi người về nhà đời à, chuyện gì xảy ra. Là cái kia gọi cha lốt thiên long nhân, Maxi thượng tá mang theo hắn cùng một đám người từ 20 khu vực bên kia quá khứ, bên kia hải quân không dám ngăn trở, Kuro đẩy tới kính mắt, ta cũng là vừa nhận được tin tức. Lao sững sờ. Người nào? Cái kia cặn bã chết thừa loại. Hắn không phải về Fort sao? Không biết. Nhưng nghe hải quân báo cáo, cha lốt bên người còn có một người nam nhân, tự như là trước kia phòng đấu giá chủ nhân, miệng bên trong nói cái gì đó nô lệ, đi vào chung. Thực sự là. Lao có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, tính toán, dựa theo nguyên kế hoạch khởi xướng tổng tiến công, loại kia ăn không đủ giáo huấn ngu ngốc liền để hắn bên trong thể hội một chút cái gì là hiểm ác, thật coi hải quân là ba hắn đâu. Vâng. Kuro ứng một câu, cầm điện thoại lên trùng, kêu lên. Hiện tại, khởi xướng tổng tiến công. Canh giữ ở các đại nhập khẩu hải quân tập thể hành động, mang theo đao ông súng chạy chậm đến hướng phía trước tiến, tiến vào cầu này phía kia. Số không khu vực mặc dù là gian mang hồng thụ tạo thành rừng rậm nguyên thủy, nhưng lạc lao người với, ba ngàn hải quân thảm thức, lại muốn lục soát không ra cái như thế về sau, đây không phải là hắn lao vô năng, là những hải quân này hưu sừng đỏ thật muốn trở về cải tạo. Tại số không khu vực trừng rậm nguyên thủy nội bộ, từng cây từng cây cự đại hồng thụ ngồi rơi thủ ốc, thủ ốc dưới, hai nhóm người đang đối đầu lấy, trên mặt đất có vết đạn cùng ngã xuống người, những người kia y phục rất lợi hại tùy tiện, tất cả đều là may vá đứng lên, mặt cơ bản đều là vỏ cây chế thành dày, tóc rất dài, dùng thụ gân lung tung ghim, tự hồ là bản địa dân bản địa. Chỉ là những này dân bản địa trên tay hoặc trên chân, đều có đứt gãy xiên xích. Mà một bên khác tạo thành, liền có chút kỳ quái đi đầu là một nhóm mang theo khăn trùng đầu ăn mặc các loại phục sức cầm đao thương hải tặc hải tặc bên cạnh làm theo là một đám đứng thẳng hải quân cầm đầu chính là cao lớn maxi thượng tá mà tại bọn họ hậu phương thì là một cái cưỡi cự đại nô lệ thiên long nhân thiên long nhân bị vũ trang đầy đủ binh lính cho bao quanh binh lính hai bên có hai cái người áo đen mà tại bên cạnh bọn họ còn có một người mặc chồn áo khoác bằng da thỉnh thoảng liếm đầu lưỡi cao gầy nam tử thánh cha lốt những người này cũng là bảy năm trước chạy trốn nô lệ giao cho ta lời nói quay đầu điều giáo điều giáo, liền có thể làm một trận thịnh buổi đấu giá lớn. Này cao gầy nam tử ha ha cười. Đến từ số không khu vực dân bản địa, trước kia phản kháng giả, đi qua thiên nhiên hung đúc, có ban đầu tự nhiên vị đạo, dạng này nô lệ, điều giáo đứng lên chắc hẳn phù hợp thánh cha lốt tâm ý. Ách, ta chỉ muốn phải nghe lời nô lệ. Cha lốt hút hút nước mũi, cái kia. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ta gọi mô thánh cha lốt. Cao gầy nam tử hướng về phía cha lốt cuối người thi lễ, xin yên tâm, ta nhất định sẽ điều giáo ra ngài muốn nô lệ. Từng. Vậy liền bắt bọn họ a, à, đáng giận, tài sản tại sao có thể chạy trốn? Cha lốt đương nhiên nói quy cái kia. Thiên Long Nhân Đại Nhân, nói xong, ta mang các ngươi tới nơi này tìm nô lệ, sau khi chuyện thành công để cho chúng ta an toàn rời đi. Hải Tặc bên trong, một cái mang theo thuyền trưởng mũ Hải Tặc quay đầu hướng cha lốt nói tâm. Một viên đạn đánh trúng người thuyền trưởng này bên người Hải Tặc đầu, rô dơ thương, ngẩng đầu, thần sắc cao ngạo, ai nha, đánh lệch ra bất quá ai cho phép ngươi nhìn thẳng cao quý thánh cha lốt đây chính là cao quý thiên long nhân ngươi thuyền trưởng nắm quyền đầu sắc mặt âm trầm xuống làm tốt ngươi sự tình làm xong sau các ngươi tự nhiên sẽ đi hải quân cái gì bất quá là chính phủ thế giới chó săn mà thôi mô rô thổi một chút họng súng đầu lưỡi duỗi ra liếm liếm bờ môi ta phòng đấu giá thế nhưng là bị các ngươi những này hải tặc cho hủy a đây chính là thiên long nhân giao cho ta phòng đấu giá không đem chuyện làm xinh đẹp các ngươi rất khó ra ngoài nha ta minh bạch. Thuyền trưởng cắn răng, quay đầu hướng những dân bản địa đó, nói. Chính là như vậy. Các ngươi từ bỏ chống lại đi. Mới không. Một cái ở bên tai ghim hai cái hai cái bím tóc nam nhân trẻ tuổi nắm lấy một thanh mộc thương, cắn răng nói. Ta mới sẽ không lại bị các ngươi bắt lại. Chúng ta nơi này chính là có sáp đại nhân. Các loại sáp đại nhân chạy tới, các ngươi liền chết chắc. Liền theo bảy năm trước một dạng, sáp đại nhân hồi cứu vớt chúng ta. Sáp thuyền trưởng sững sờ, lộ ra nhe răng cười. Cũng là lão già lừa đảo kia tin cho ta hay, ta tài năng lại tới đây a. À? Chương 432 Anh hùng mới không phải lừa đảo. Nguồn Mê truyện audio com Lão lừa đảo Người trẻ tuổi kinh ngạc một chút, cả giận nói. Sáp đại nhân tài không phải lừa đảo, hắn là chúng ta anh hùng. Anh hùng Thuyền trưởng cười lạnh nói. Vậy ngươi anh hùng ở nơi nào đâu, hắn hiện tại người đâu? Sáp đại nhân đang nghỉ ngơi, chúng ta đã có người thông tri, chờ lấy đi, chờ hắn đến, các ngươi liền chết chắc. Người trẻ tuổi mắt nhìn ngã trên mặt đất đồng bào, phẫn nộ nói. Sáp đại nhân nhất định sẽ ngăn cản các ngươi. Sáp. Thuyền trưởng lạnh lùng hừ vài câu, bỗng nhiên hét lớn. Ô lét sáp. Ngươi ở đâu, nhanh lên đi ra. Người trẻ tuổi đám người hậu phương, bỗng nhiên rối loạn lên, một đám người bao vây lấy một tên tráng hán chậm rãi tới gần. Sáp đại nhân. Này bệnh tóc người trẻ tuổi kinh hỉ nói. Ngài đến so rốt. Tráng hán kia đại khái hơn 50 tuổi, thái dương hơi trắng bệt, đối người trẻ tuổi mở đầu há miệng, cuối cùng vẫn nhấp hạ miệng, hắn đi đến trước đám người, nhìn về phía cái kia mang theo thuyền trưởng mũ người, thấy người thuyền trưởng kia khóe miệng nhe răng cười càng ngày càng thịnh, tại này trầm mặt. Sáp đại nhân. So rốt vội la lên. Người này nói ngài là tên lừa đảo. Bọn họ dẫn người muốn đem chúng ta bắt về một lần nữa làm nô lệ, ngài nhất định sẽ lần nữa giải cứu chúng ta đi. Nhất định đi. So rốt, ta. Sáp không có nhìn so rốt, mà chính là cúi đầu xuống, trầm mặt không nói gì. Lần này, để so rốt hoàn toàn kinh ngạc ở hắn không ngu ngốc, hắn biết đây là cái gì tình huống. Ô sáp. Giót giờ dùng súng nhất chỉ lấy tráng hắn, cười gằn nói. Bảy năm trước tại Sampo địa một mồi lửa thiêu hủy buôn bán nô thuyền, dẫn đến đại lượng nô lệ chạy trốn, xông ra, bạo viêm sử, xưng hào. Nhưng thực, hắn tại lúc ấy chỉ là một cái không có tiếng tâm gì tiểu hải tặc, không có thực lực, không có có danh tiếng, không có có đảm lượng. Sáp ngươi phải gọi ta cái gì? Sáp trầm mặt một trận, ngẩng đầu nhìn về phía giót giờ, chậm rãi nói. Giót giờ thuyền trưởng. Không sai. Ta là ngươi thuyền trưởng. Chúng ta uống qua kết nghĩa tửu. Lúc ấy là ngươi thuyền trưởng, cả một đời cũng là ngươi thuyền trưởng. Giót giờ hét lớn. Nhiều năm như vậy, ngươi không biết nói ngươi quên ngươi lúc đó đã thề, muốn cùng bọn này nô lệ lăn lộn cùng một chỗ đi. Thuyền trưởng, ta không, ta vĩnh viễn nhớ kỹ lời thề. Sáp vội la lên đúng, hẳn là dạng này. Giót giờ thu hồi thương, đối sáp nói. Vậy liền vận dụng ngươi anh hùng đặc tính, khiến cái này người từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hoàn thành chuyện này, ta cho phép ngươi một lần nữa lên thuyền. Chờ một chút, giót giờ thuyền trưởng. Sáp vội la lên. Không phải đã nói để cho ta triệu tập bọn họ về sau, ngươi liền để ta lên thuyền à, tại sao phải bọn họ từ bỏ chống lại, tại sao muốn bắt bọn họ à. Ngươi tại nói đùa ta à, so rốt. Giót giờ nói ra ngươi lấy trước như vậy đần, hiện tại làm sao một điểm tiến bộ đều không có, đằng sau ta thế nhưng là thiên long nhân, còn có vị kia chớ la đại nhân, 7 năm trước ngươi đốt thuyền cũng là hắn, hắn có thể đối ngươi mở một mặt lưới đã coi như là nhân từ. Chúng ta tới nơi này mục đích, chính là vì bắt nô lệ, chỉ có dạng này, bọn họ tài năng thả chúng ta từ hải quân đang bao vây rời đi. Ngươi hô đều kêu đi ra, vậy liền thử lại lần nữa, những người này nghe ngươi, ta cũng không muốn đổ máu, dù sao cái này có thể đều là bảo vật quý, tài sản. Sáp đại nhân, sau so rốt sững sờ nhìn lấy sáp, hắn nói là thật sao? Ngài! Ngài lấn gạt chúng ta! Sáp thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên nhớ lại. Thuyền trưởng, lúc nào tài năng giống như ngươi nổi danh A? À? Trong tử quán, uống say khước sáp hỏi giót giờ. Hắn thuyền trưởng giót giờ là treo giải thưởng 28 triệu hải tặc, tuy nhiên tại đại hải trình không tính là gì, có thể đối bọn hắn những này không có treo giải thưởng người mà nói, cái kia chính là danh nhân. Nổi danh! Giót giờ một thanh đem một bôi bên trong uống rượu rơi đánh cái tửu nấc rất đơn giản a à, người thấy trên bờ biển những đại thuyền đó không vậy cũng là buôn bán nô thuyền người nếu có thể phá đi những vật kia ngươi liền nhất định sẽ nổi danh đến lúc đó ngươi liền sẽ bị chính phủ thế giới treo giải thưởng nói không chừng còn có thể vượt qua ta đâu có phải hay không tiểu nhóm a à. trong tửu quán hải tặc từng cái dơ ly rượu lên lớn tiếng hô quát ha 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 quên đi sáp hảo hảo theo sau lưng thuyền trưởng liền tốt một tên hải tặc lung la lung lay đi tới, vỗ vỗ sáp bả vai, người lá gan nhỏ như vậy, làm sao dám làm ra dạng này sự tình, ha 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 ha. Ai nói ta không dám? Sáp đỏ lên mặt, nắm chặt quyền đầu, thân là hải tặc, chính là muốn tự do đi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, chờ đó cho ta. Nói, hắn đặt chén rượu xuống, từ tử quán đi ra ngoài. Uy, sáp, cẩn thận một chút, không muốn té ngã, ha 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 ha. Trong tử quán vang lên làm càng cười to. Hỏa diễm, cơ hồ bao phủ toàn bộ Sampo địa. Trong đêm khuya, dừng sát ở cảng khẩu mấy chiếc đại thuyền nhóm lửa quang. Bên bờ bên trên, sáp cầm còn tại thiêu đốt bó đuốc, bị gió thổi qua, hoảng sợ một cái cơ linh, tửu. Hoàn toàn tỉnh. Uy, sát, ngươi bị treo giải thưởng, bạo viêm sử, oles sát, tiền truy nã 130 triệu berry. Chính phủ thế giới là đòi mạng ngươi A. Vượt qua thuyền trưởng, vượt qua thuyền trưởng. Giót giờ thuyền trưởng, sáp thật thành công. Trong biển rộng thuyền hải tặc bên trong, một đám hải tặc tại này hò hét. Người nào cũng không có chú ý đến, bọn họ cái kia bình thường sáng sủa lại bị người kính trọng giót giờ thuyền trưởng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sát, dạng này không được, bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi bây giờ đơn độc thoát đi, trước để cho chúng ta rời đi, đến lúc đó chúng ta tới tòa đảo này tiếp ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi thức ăn nước uống. Ta minh bạch, thuyền trưởng, ta hồi tại bực này các ngươi. Vâng, so rốt. Sáp mở mắt ra, chậm rãi mở miệng. Ta từ năm trước trốn sau khi đi ra, vẫn nghĩ biện pháp tại liên hệ giót giờ thuyền trưởng, thẳng đến hôm qua, giót giờ thuyền trưởng tin cho ta hay, để cho ta đem bọn ngươi triệu tập tại một chỗ, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn muốn bắt các ngươi. Thật xin lỗi, ta không phải là các ngươi muốn anh hùng, chỉ là một cái uống say, cháy khét đầu, muốn thu được ra một phen danh tiếng ngu xuẩn hải tặc A. Đề cử dưới, mấy mấy duyệt APP dịch thực tình không tệ, đáng giá trang cái, tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, lanh lãng. Ngươi minh bạch chính mình liền tốt, sát, nhanh lên để bọn hắn từ bỏ chống lại giót giờ quát. Chẳng lẽ ngươi liền thuyền trưởng mệnh lệnh đều không nghe sao? Thuyền trưởng, bọn họ đều là người đáng thương a, à, bỏ qua cho bọn họ đi. Thực sự không được lời nói, ta đi với các ngươi, ta tiền truy nã. Cái này lời còn chưa nói hết, giót giờ sắc mặt hung ác, giờ súng lục lên nhắm ngay sáp, không muốn sách tiền truy nã sự tình, hỗn đảng. Âm. Cò súng bị bóp, phát ra một tiếng vang trầm. Sáp trừng to mắt, tại cái này một trong nháy mắt phản phất đều thả chậm, trơ mắt nhìn lấy này viên đạn dần dần nhích lại gần mình. Bà. Đột nhiên, một cổ cự lực từ một bên truyền đến, đem hắn cho đẩy ra. Sau so rốt ra hiện tại hắn vị trí, bả vai chính bầm nơi trần, kêu lên một tiếng đau đớn, một cánh tay đạp kéo xuống. Sau so rốt. Sáp ngã trên mặt đất, sững sờ nhìn lấy hắn. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Sau so rốt bưng bít lấy bả vai, cắn răng nói. Bảy năm trước ngươi cứu chỉ có chín tuổi ta, là chuyện gì thực, mặc kệ ngươi lừa gạt người nào, nhưng là ngươi không có lừa gạt ta, không có lấn gạt chúng ta. Ngươi là ta tinh thần chi trụ, Coi như thế nhân lại thế nào miệt thị ngươi, ngươi vĩnh viễn. Mãi mãi cũng là ta anh hùng. Hắn nhìn về phía giót giờ, rống giận. Anh hùng mới không phải lừa đảo. Mới sẽ không là. Chương 433 Anh hùng là muốn hy sinh. Nguồn Mê truyện audio.com Sáp sững sờ nhìn lấy so rốt, thần sắc có chút phức tạp. Chính là như vậy. Một cái cầm một đau người ngăn tại sáp trước người, nói Sáp tiên sinh, ta cũng là bị ngươi cứu vãn mặc kệ ngươi lúc đó là dạng gì tâm tính, nhưng bị ngươi cứu vãn là sự thật, ta không có so rốt như vậy sùng bái ngươi, thế nhưng là ta biết cảm ơn. Hắn nắm chặt một đao, giống như cầm thần binh lợi khí gì, cho hắn vô cùng lực lượng. Không sai, sắp tiên sinh, mặc kệ người kia nói cái gì, một năm này, là ngươi đang khích lệ chúng ta, chúng ta mấy năm này vẫn luôn là tại ngơ ngơ ngát ngát, chỉ có năm ngoái ngươi tại thời điểm, chúng ta mới có điểm hy vọng. Lại có một người đứng ra, ngăn tại sáp trước mặt, mặc kệ người khác nói cái gì, ở chỗ này, ngươi chính là chúng ta anh hùng. Ba cái, bốn cái, năm cái. Từng cái người đi tới, ngăn tại sáp trước người, ánh mắt kiên định đối đối diện người. Xem ra là không có cách nào đàm. Giót giờ lắc đầu, cười lạnh nói. Cầm một đầu, cũng có thể cùng chúng ta đánh. Tiểu nhóm, đem bọn này nô lệ bắt. Còn lại hải tặc nhóm quát một tiếng, xông đi lên cùng bọn này nô lệ đối đầu, chiến đấu như trước đang tiếp tục. Trước đó bọn họ liền đã đánh qua. Bọn này nô lệ mặc dù nói không có vũ khí tốt, nhưng lâu dài tại cái này rừng rậm nguyên thủy sinh tồn, thể trạng cũng không yếu. Mà dốc giờ những người này là tại đại hải trình lịch luyện thật lâu hải tặc, chiến đấu ý thức cũng không kém, đánh nhau ngược lại là không về không, nương tựa theo vũ khí, thậm chí chiếm thượng phong. Quá chậm, quá chậm. Moro lắc đầu, đối Maxi nói. Uy, hải quân, các ngươi cũng tới qua phụ một tay. Nhưng bọn hắn là hải tặc. Maxi có chút do dự nói. Hải tặc làm sao, chậm trễ thánh cha lốt sự tình, ngươi gánh được trách nhiệm mà, Mô rô quát. Ta. Ta biết. Maxi khẽ cắn môi, đưa tay bãi xuống, bên trên, trợ giúp bọn họ bắt lấy những nô lệ kia. Thế nhưng là, Maxi thượng tá, chúng ta đã chống lại lao thiếu tướng mệnh lệnh, cái này còn muốn trợ giúp hải tặc lời nói, có phải hay không không tốt lắm. Một tên trung úy do dự nói. Ta mới là ngươi trưởng quan. Maxi quát. Hiện tại, nghe lệnh, qua giúp bọn hắn cầm xuống những nô lệ kia quỷ mới thích đợi tại cái kia căn bản bất thủ quy củ tùy tâm sở dục lao dưới trướng gia hỏa kia ỷ vào chính mình danh vọng cùng kia gia ru đại tướng cấp dưới thân phận muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng là hắn maxi không được hắn leo đến thượng tá tốn hao nhiều năm như vậy mới không muốn bội cái người điên kia đi chơi nếu như có thể ông vào thiên long nhân bắp đùi lời nói chờ sau khi sự tình lần này hắn liền có thể điều đến một chỗ tốt nói không chừng còn có thể nhờ vào đó thăng chức đây vâng maxi thượng tá đối mặt maxi phẫn nộ trong lúc này úy chỉ có thể nghe lệnh mang người hải tặc chiến tuyến cùng hải tặc cùng nhau đối kháng những nô lệ kia lúc đầu hải tặc cùng những này nô lệ chiến đấu liền chiếm cứ một số thượng phong hải quân một chiến đấu thì càng là thiên về một bên đáng giận trọng thương một tay so rốt đem một thương hướng phía trước một đỉnh đỉnh lật một tên hải tặc nhưng rất nhanh liền bị một tên khác hải tặc cho lấn người nhất đao đem hắn này thủ thương bả vai cho vạch ra một đường vết trách so rốt sau này vừa lui một thương lần nữa chống đi tới đâm lật tên kia hải tặc đang ngồi nô lệ bên trong cái này gọi so rốt rõ ràng là mạnh nhất giót giờ ở trong đám người dơ súng lên, nhắm ngay thiếu niên kia liền chuẩn bị bóp cò. Âm. Đột nhiên, một bóng người đụng tới, đem giót giờ đụng một cái lão đảo, trên mũi chảy xuống một điểm vết máu. Sát. Hắn lui về sau lại mấy bước, che mũi, chấn kinh nhìn lấy cái kia mặt lộ vẻ kiên nghị người, quát. Người điên sao? Thuyền trưởng, thu tay lại đi. Sáp nhìn lấy giót giờ đổ máu, sắc mặt có chút không đành lòng, mở đầu há miệng, vẫn là khuyên nhủ. Ta không lên thuyền, thuyền trưởng, nhìn ta mặt mũi, tha cho bọn hắn đi. Ngươi cho rằng đây là ta làm chủ. Giót giờ sắc mặt nhất âm, còn có, ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật gì sao? Ngươi tiền thưởng làm sao tới chính ngươi rõ ràng, đừng dùng này tấm thuyết giáo ngữ khí, đến nói chuyện với ta a. À. Nói, hắn đem thương thu hồi bên hông, nhào tới cùng sáp cuốn đấu. Không muốn lên thuyền. Này cũng không cần lên thuyền. Ngươi cho rằng ta thật coi ngươi là thuyền viên sao? Hắn nhất quyền đánh trúng sáp khuôn mặt, đem hắn đánh sau này rút lui thẳng đến, tại gọi là nói, chỉ là uống say làm một kiện chuyện ngu xuẩn, thế mà tiền thưởng còn cao hơn ta. Vô pháp tha thứ, vô pháp tha thứ A. Thuyền trưởng. Bị nhất quyền đánh trúng, sáp vốn định đánh trả, nhưng là giót giờ lời nói, để thân thể của hắn cũng là cứng đờ. Âm. Tiếp theo, hắn lần nữa bị xong lại giót giờ nhất quyền cho đổ nhau, giót giờ cưỡi ở trên người hắn, từng quyền từng quyền cuồng bạo công kích tới hắn. Cái gì bạo viêm sử? Cái gì treo giải thưởng quá trăm triệu? Ta mới hơn hai ngàn vạn A, à, ngươi năm đó trên thuyền, danh vọng cao hơn ta à ta rất lợi hại ghen ghét ta không bình thường ghen ghét nhìn lấy sáp dần dần thất thần giót giờ móc ra bên hông súng lục nhắm ngay hắn mi tâm cười gằn nói ngươi cho rằng lúc ấy ta thật sẽ đi đón ngươi sao không nếu như ngươi lúc đó không có bị hải quân cho bắt được ngươi sau cùng chỉ sẽ chết đói tại hòn đảo kia lên hòn đảo kia thế nhưng là một cái cô đảo chung quanh căn bản không có gì tuyền đường đi đến sau cùng ngươi liền sẽ chết ở nơi đó sau cùng ngươi bị hải quân bắt lấy ta vốn dĩ vì chuyện này liền kết thúc kết quả năm ngoái bắt đầu ngươi lại liên hệ với ta ta vốn là lại muốn xong một lần sampo nghĩ đến mượn ngươi tên tuổi chiêu mộ một số lợi hại hải tặc sau đó tìm một cơ hội một lần nữa đem ngươi ném xuống bất quá ta không nghĩ tới là bên này hải quân bắt đầu thanh tra đứng lên ta chỉ có thể trước lợi dụng ngươi nào biết được ngươi cái tên này hiện tại vẫn là ngu xuẩn như vậy ta nói thật cho ngươi biết oleksar ngươi trong mắt ta chỉ là cái duy nhất một lần nhiên liệu sử dụng hết ngươi liền vô dụng cái gì anh hùng cái gì đại hải tặc đều là giả vậy cũng là gạt người ta hiện tại liền vạch trần ngươi cái này cái lừa gạt bộ mặt thật sự nói giót giờ liền muốn bóp cò sáp đại nhân đột nhiên phía sau hắn truyền đến trống to một tiếng so rốt từ truyền đấu bên trong thoát ly khỏi qua thẳng hướng lấy giót giờ phá tan một tay lấy hắn từ trên người sắp đụng bay qua sáp đại nhân không muốn thụ năm nhân kia mê hoặc ngài vẫn luôn là lợi hại nhất a à? so rốt kêu lên là ngài nói cho ta biết trên đại dương bao la kỳ diệu cũng là ngài dạy bảo chúng ta nên như thế nào sinh tồn càng tốt hơn ngài quên à tại ngài trước khi đến chúng ta này mấy năm qua đều là ngày gì OLED sáp đại nhân ta gọi so rốt ngài sáu năm trước cứu vãn hài tử a à, ta cứu vãn qua sao tính toán tóm lại cảm ơn trước ngươi dẫn ta thoát đi hải quân đuổi bắt a nơi này là số không khu vực a ngươi ở đều là địa phương nào sáu năm liền chen tại cái này trong thụ động sao gian man hồng thụ có thể sản xuất không tệ phao phao a không bằng thu thập một số tài liệu chế tạo thụ ốc đi dạng này ngươi hồi ở dễ chịu chút cái gì? Ngươi cùng những đồng bạn kia đều không liên hệ. Này không tốt lắm, ta cùng ngươi giảng, mặc kệ là ở trên biển đi thuyền vẫn là tại lục địa sinh tồn, đồng bọn là rất trọng yếu. Ân, Ta đi thử một chút đi, ngươi không phải nói ta rất có uy vọng à, để ta giúp ngươi đi, coi như là ngươi cứu ta báo thù. Đại hải. Đại hải thế nhưng là rất lợi hại mỹ lệ, ha 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 ha, chờ về sau có cơ hội, liền từ ta Olesap mang các ngươi ra biển, bất quá bây giờ các ngươi nếu là đoán luyện thân thể, riêng là ngươi so rốt, nhìn xem ngươi đều gây thành cái dạng gì, không hảo hảo đoán luyện, thế nhưng là không có tư cách cùng ta ra biển. Hình ảnh rõ mồn một trước mắt, so rốt đang tay nắm chặt trường thương, đối sáp quát. Ô lét sáp, ngươi không phải muốn dẫn ta ra biển sao? Lời này, để thất thần sáp đột nhiên một cái giật mình, nhiều cho tàn đôi mắt lộ ra một tia chấn động, hắn bôi một thanh trên mặt vết máu, thẳng lên nửa người, ta còn muốn mang ngươi ra biển. Đúng a, à, ngươi muốn dẫn ta, mang bọn ta ra biển. Cái kia hải tặc không có gì không tầm thường. Ngươi mới là nhất không lên nếu như nhất định phải có cái gì thuyền trưởng lời nói này ngươi chính là thuyền trưởng tỉnh lại đi thuyền trưởng chúng ta bây giờ thế nhưng là tại gặp nguy cơ a à? so rốt hết lớn sáp sững sờ nhìn lấy so rốt lại quay đầu nhìn tại cùng hải quân cùng hải tặc dây dưa đồng thời dần dần bại lui các nô lệ mặc kệ nam nữ lão ấu tất cả đều tại cầm vũ khí không có vũ khí liền dùng nắm đấm dù là bị đánh ngã cũng không ai lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ thực rất yếu bọn họ không mạnh là bởi vì chính mình đề điểm, mới tại cái này trong vòng một năm đi qua huấn luyện, hiện tại mới có thể có dạng này chống cự quy mô. Là hắn công lao. Những người này, đều là hắn công lao. Hắn cũng có thể. Âm. Súng vang lên che lại chiến đấu kịch liệt thanh âm, trong nháy mắt này, không khí cơ hồ đứng im. Sau so rốt lập tức quay đầu, nhìn lấy viên đạn biến thành hư ảnh, sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một bóng người, ngăn tại hắn trước mặt. Sắp giang hai tay ra, chính đối so rốt, mặc cho này viên đạn lọt vào hậu tâm hắn, ở ngực vị trí choáng nhiễm lên huyết hồng. Sáp Đại nhân. Thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt OR điểm tệ, còn có iPhone 12, S vàng SSEMCH chờ người rút ra. Chú ý VX công chúng hào thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. So rốt ngu ngơ nhìn lấy sáp, bờ môi rung rẩy lên. Sáp đối hắn cười cười, thân thể liền hướng phía trước khuynh đảo, tựa ở so rốt trên bờ vai. So rốt. Thật xin lỗi, ta thật không phải, ngươi muốn như thế anh hùng. Không, sáp đại nhân, ngài là, ngài mãi mãi cũng là. Sau so rốt vô ý thức đem một thương buông ra, rung rẩy tay vịn chặt sáp, nước mắt liền rơi xuống, sáp đại nhân. Đừng nói chuyện. Sáp mỉm cười, ta, xác thực là không được. Sau so rốt, ta không bình thường cảm tạ ngươi. Thực, ta rất lợi hại mê mang, 7 năm trước cứu các ngươi, chỉ là trùng hợp hoàn thành, ta lúc ấy. Không có nghĩ như vậy phát. Tại ta liên lạc không được thuyền trưởng thời điểm, ta có nghĩ qua dứt khoát cứ như vậy chết mất tính toán. Là ngươi, là các ngươi, để cho ta tại lúc đương thời động lực, là ta lừa gạt các ngươi, để cho các ngươi tất cả đều tới nơi này. Bao quát hiện tại, ta vẫn là muốn về đến thuyền trưởng bên kia. Nhưng là, ngươi nói ta là anh hùng. Anh hùng, là muốn hy sinh. Hắn phí sức ngồi thẳng lên, duỗi ra mang huyết thủ, sờ về phía sau so rốt tay, liền từ ngươi, thay thế ta di chí. Ta không có tư cách trên lưng nặng nề như vậy đồ, vật, nhưng là ngươi lời nói, Ngươi là có thể, So Rốt, ngươi so với ta mạnh hơn, nếu như ta là ngươi anh hùng lời nói. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, đối So Rốt mỉm cười. Na anh hùng, ít nhất phải làm điểm anh hùng sự tình, tuy nhiên nó nhìn không có gì lực trung động, nhưng vì ngươi đỡ đạn, là ta có thể làm được tốt nhất. Ta chỉ là cái vô danh chi bối, một tiểu nhân vật, đời này có thể làm một kiện ta cam tâm tình nguyện làm đại sự, ta đã rất thỏa mãn. Ta như vậy người, cũng là có thể có chút tác dụng. Hắn thử mở răng con mắt bỗng nhiên trận lên, ra sức đem so rốt sau này đẩy, chạy. Sau đó, ra biển đi. Tại đẩy ra so rốt trong nháy mắt, hắn thân thể ngửa ra sau ngược lại, ngã trên mặt đất, cái tay kia từ trên người so rốt trời đi, mở đầu hướng lên bầu trời. Quy, tiểu hạ phổ, ngươi về sau muốn làm cái dạng gì ngươi? Ta. Hả? Ta muốn làm anh hùng. Chảy nước mũi tiểu hài tử, một mặt hướng tới nói dạng này. Cũng có thể xem như anh hùng đi. Hắn mang theo mỉm cười, trùng điệp ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Chương 434 Không chạy liền bắt các ngươi a. À. Nguồn Mê truyện audio com Sáp đại nhân Sau so rốt phát ra kêu to Lên Đồng thời, giót giờ gặp nhất thương không trúng, hét lớn một tiếng, thương nhắm ngay ngu ngờ so rốt, đang chuẩn bị bóp cò. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, một trận loạt tiếng bước chân từ nơi không xa vang lên, tiếng bước chân kia dày đặc trình độ, để chiến đấu người nhau nhau dừng lại, thống nhất nhìn sang bên kia chỉ gặp đại lượng hải quân, đột ngột đứng ở nơi đó, từng cái dáng người thẳng, trong tay nâng trường thương, ngang cái đầu, không nói một lời. Mà ở bên cạnh, một cái mái tóc màu đen, khuôn mặt dung chấm SOO nhưng có chút lười nhát nam nhân cắn xì gà, nhìn về phía trước. Tại bên cạnh hắn, Vida ăn đồ ăn vặt, nhìn chậm chậm sáp thi thể, mặt không biểu tình. Nhưng là một bên cái kia đeo kính, sắc mặt có chút phức tạp. Hải quân. Lại có hải quân đến, các nô lệ một trận tuyệt vọng, số lượng này, nhiều đến để bọn hắn không có cách nào chống cự. Lao thiếu đêm. Maxi nhìn người tới, biến sắc. A, à, là ngươi A, à, hải quân, nhanh lên giúp ta bắt bọn hắn lại, những người này thật chậm. Cha lốt nhìn thấy Lao, hút hút nước mũi, lên tiếng nói. Lao không để ý tí nào hắn, đi về phía trước quá khứ, đi vào sáp thi thể trước mặt, nhìn xuống cái này mang theo mỉm cười nằm nhân thật lâu, mới thở dài. Cho nên nói, chính ta loại vật này, mẹ nó có ai có thể phân rõ đây hắn đem trong miệng xì gà cầm xuống, ngồi sống người xuống, cắm trên mặt đất, mặc cho khói bụi tung bay cao lượng lờ, giống như là tại lễ tế nam nhân này một dạng. Lao thiếu tướng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, thánh cha lốt hắn. Maxi vội vàng giải thích nói. Lao khoát khoát tay, ngăn lại hắn lời nói, chợt cũng không chê mặt đất bẩn, đặt mông ngồi dưới đất. Anh hùng cái gì? Hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, cũng không phải nói thân phận hội hạn chế thứ gì, chỉ cần ngươi muốn khi, ngươi liền nhất định sẽ là hắn đối sáp thi thể nói khẽ tuy nhiên hơi trễ nhưng ít ra ta thừa nhận ngươi ole khắc tay sát một cái tiền thưởng quá trăm triệu từ tầng thứ sáu chạy đến tội phạm tiếp theo hắn đối cu nói nhớ kỹ tiền truy nã 130 triệu bạo viêm sử sát, là từ ta rusi lao giải quyết hết không phải cái gì hắn amil a cẩu vâng lao tiên sinh cu gật gật đầu chuyện này ta rất tình nguyện đi làm như vậy lao lúc này mới nhìn hướng maxi ngươi gọi là cái gì nhỉ lao thiếu tướng, ta gọi Maxi. Maxi thượng tá vô ý thức cúi chào. Giải thích cho ta một chút, ngươi đường đường một cái hải quân thượng tá, vì cái gì tại cùng một đám hải tặc đứng tại một khối, mà lại. Lao nhìn về phía đám nô lệ kia, đối phó vẫn là bình thường dân chúng. Không phải, lao thiếu tướng, chúng ta chỉ là nghe theo thánh cha lốt mệnh lệnh. Maxi thượng tá gạt ra nụ cười, bối rối giải thích nói. Đây chính là thiên long nhân, lao thiếu tướng, ngươi là có thể hiểu được đi thiên long nhân ra lệnh cho chúng ta không thể chống lại dù sao chúng ta là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp kết cấu thiên long nhân thế nhưng là thế giới quý tộc a à. lao nhìn lấy hắn một trận đột nhiên cười nhạo nói thật sự là haku đã lớn như vậy vóc dáng uy cái kia hải quân ngươi có nghe hay không ta nói chuyện ta để ngươi bắt im miệng cha lốt gặp lao không để ý tới hắn hút hút nước mũi nhưng lời còn chưa nói hết bên kia liền truyền đến thanh âm lời này làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc Uy, người ngươi nói cái gì? Đây chính là thiên long nhân A. À? Mô kinh ngạc kêu to. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lao quay đầu, đôi mắt hiện lên một tia đỏ thẳm, cứ như vậy trừng quá khứ. Oanh. Sát khí cơ hồ hóa thành thực chất, chuyển hóa làm bồn lưu dòng máu, thẳng hướng lấy chung quanh trào lên qua. Bị sát khí trùng kích đến hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, đều trong nháy mắt này con mắt trắng giả, từng cái ngã xuống. Sát khí này trùng kích đến cha lốt bên kia, đem chung quanh hắn binh lính tất cả đều xông lật cha lốt con mắt đảo một vòng, người liền từ trên người nô lệ rơi xuống dưới. Thánh cha lốt. Này hai tên duy nhất không có có nhận đến sát khí trùng kích người áo đen kinh hô một tiếng, đang muốn đưa tay đón, đột nhiên thân thể cũng là cứng đờ, trực tiếp ngã xuống. Két. Ẩn ẩn, lao bên kia bên hông vỏ đao phát ra một tiếng vang nhỏ. Tốc độ kia, trừ Rida cùng Kuro, không có bất kỳ người nào kịp phản ứng, có thể nói chỉ có Rida thấy rõ lao động tàn ảnh, mà Kuro chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy lao biến mất một cái chớp mắt mà thôi. Vida thu hồi ăn đồ ăn vặt động tác, nhỏ giọng nói. Lao nổi giận. A, à. Kuro đẩy tới kính mắt, ứng một tiếng, nhìn lấy cha lốt từ trên người nô lệ ngã xuống, trùng điệp quẳng xuống đất. Thiên Long Nhân. Té xỉu. Những cái kia không có ngất đi nô lệ, từng cái ngay ra như phỏng, thần sắc bối rối. Tuy nhiên tại cái này rừng rậm nguyên thủy đợi 6 năm, nhưng bọn hắn bản thân liền là các khắp nơi phương cư dân, chỉ là bị bắt tới, đối thiên long nhân là dạng gì tồn tại, từng cái tâm lý đều rõ ràng hiện tại thiên long nhân té xỉu, để bọn hắn trong lúc nhất thời không có cách nào qua suy nghĩ. Đây chính là đại sự A, à, ai nha? Lao thân hình nhất động, vọt đến cha lốt bên người, đưa tay liền tóm lấy này quỳ trên mặt đất tọa kỵ nô lệ trên cổ vòng cổ, ba giật xuống, thuận tay hất lên, liền trên không trung phát ra một đoàn nổ tung. À, quá xấu, vốn là muốn tiếp được thánh cha lốt, kết quả bắt sai, làm sao bây giờ đây? Lao gãi gãi đầu, nhìn về phía cái này có chút kinh ngạc nô lệ, ừm, người thoát ly trói buộc khẳng định phải phản kháng đi, cách thánh cha lốt gần như vậy không thể được. Âm. Nói, hắn bay lên một chân, đem nô lệ kia đá bay ra ngoài, vừa vặn ngã xuống tại đám nô lệ kia bên cạnh. Lao rút ra xuôi, đối lấy bọn hắn nói. Thánh cha lốt để cho ta bắt lấy các ngươi, nếu như đều bất động lời nói, ta liền muốn đi qua nha. Hắn lời này căn bản không có phản ứng gì, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy té xỉu cha lốt, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Uy, này tên tiểu quỷ. Lao nhìn về phía so rốt, nói ngươi không chạy sao? So rốt lần này mới phản ứng được, vô ý thức lui lại một bước, ta, ta. Nếu không chạy, ta liền bắt ngươi đi làm nô lệ nha. Lao tiếp tục đến một câu. Này tên tiểu quỷ, vẫn như cũ là tại này trù trừ, không dám nhúc nhích. Ta liền chưa thấy qua đần như vậy. Cảm ba. Lao trận mắt trừng một cái, vùng đao phát ra một đạo kim sắc trảm kích, này trảm kích tốc độ cực nhanh, dán so rốt sen kẻ ở trong đám người, trực tiếp đem hậu phương một cây đại thụ cho sụp đổ một đao kia xuống dưới, này tên tiểu quỷ cuối cùng là kịp phản ứng, hắn mắt nhìn ngã trên mặt đất sáp, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là nhặt lên mặt đất một thương, xoay người chạy. Đoàn người nhóm, theo ta đi, chúng ta. Ra biển. Sau so rốt hết lớn một tiếng, đám nô lệ kia nhau nhau kịp phản ứng, xoay người chạy. Mà cái kia bị lao một chân đá qua nô lệ, lúc này cũng đứng người lên, sờ sờ trên cổ đã sớm không có vòng cổ, phức tạp nhìn lao liếc một chút, quay người cũng theo sau. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Kuro, thông tri cái hướng kia hải quân, gặp được bọn họ, để bọn hắn cho đi. Thấy những người kia dần dần biến mất ở phía xa, Lao lúc này mới đem xuôi thu nhập trong vỏ, nói ra. Vâng, ta cái này thông tri. Kuro đáp. Lao lúc này, lại mắt nhìn sát, sách một tiếng, nằm ngón tay một nắm, chung quanh hắn khắp nơi liền cuốn lại, đem cái kia thi thể cho bao trùm, hình thành một cái đống đất. Đem hải tặc bắt, người khác đừng quản. Làm xong đây hết thảy, Lao mới phân phó. Đám hải quân lúc này mới bắt đầu hành động, đem ngã xuống đất ngất đi giót giờ các loại hải tặc bắt lại. Lao tiên sinh, vị này cha lốt. Thánh, nên làm cái gì? Kuro hỏi. Đặt ở cái này, ta đã sớm cho hắn khuyên bảo qua, gần nhất Sampo địa không an toàn, ngươi nhìn, số không khu vực cái này, bạo viêm sử, chết đều có thể chấn hám nhân tâm, cái này chẳng phải cho hắn chấn choáng sao? Lao tùy tiện kéo một câu, đi qua, chợt thấy tại cha lốt bên cạnh Moro, dừng bước lại, cái đồ chơi này. Giống như chết đây nói, hắn trọng mắt co rụt lại như cây kim, thẳng nhìn chầm chầm Moro thân thể. Một kiếm. Chỉ gặp té xỉu Moro một trận run rẩy, cân xứng hô hấp bỗng nhiên gãy mất, hoàn toàn không có khí tức. Ừm, là chết thật, nén bi thương. Lao thở dài, tháng nói, cái kia bạo viêm sử, thái đáng giận, chết đều dùng quả thực năng lực cho bọn hắn hạ bẫy rập, may mắn ta phản ứng nhanh, bảo hộ phần lớn người, ân, chính là như vậy. Chương 435 Ngươi muốn trở thành gian sao? Nguồn mê truyện audio com thả đi người lao đối người khác cũng mặc kệ liền mặc cho bọn họ té xỉu ở nơi đó mang theo người khác hướng hắn địa phương đuổi hiện tại hải quân tại tầng tầng tới gần số không khu vực cơ bản sẽ không có người trốn tới nơi này coi như đến lấy người ở đây nước tiểu tính người nào mẹ nó dám đi đụng cái kia cặn bã chết thừa loại đụng lao cũng cái gọi là cho cái này thiên long nhân thủ chút giáo huấn cũng tốt nhưng cơ bản là không thể nào lao tự mình định ra từ cu rô tại này dám thị vòng vây sẽ không ra sai trốn vào số không khu vực người tất cả đều bị bắt được, nên giết giết, nên thả thả, một ngày thời gian bên trong, số không khu vực bị hoàn toàn thanh tra sạch sẽ. Một ngày này, không tính ngắn. Quần đảo Sa Bao, từ 10. Số 70 khu vực, mới tốn hao 2 ngày, nhưng đối với rừng rậm nguyên thủy đồng dạng số 0, lao sở hữu binh lực đều đổi đi lên, mới lấy một ngày thời gian đến kết thúc. Số 60 khu vực, hải quân trụ sở, lần này tại số không khu vực thanh tra đến nhân khẩu tổng cộng 20.056 người, bên trong 13.579 người từng có đại tội, bao quát không giới hạn trong buôn bán nô, cướp bóc, giết người, tất cả đều là tại Sampo địa đợi thời gian lâu tội phạm, đã. Sự quyết rơi. Trong văn phòng, Kuro nhẹ nhàng toát ra một con số, ở trước mặt hắn Klau cùng Rida, nghe được cái số này, thờ ơ nhưng là ngoại giới người biết, cái số này phía sau là bực nào tàn khốc, tại ngày đó, Sampo địa cơ hồ là máu chảy thành sông. Hải quân trung thực chấp hành mệnh lệnh, tại một cái tiêu chuẩn dưới dựa theo chính mình giác quan xử quyết một nhóm lại một nhóm tội phạm có lẽ có tội không đáng chết nhưng tuyệt đối không có vô tội đối với điểm này lao biểu thị dọn dẹp sạch sẽ liền tốt đây không phải rất tốt sao lao nhìn về phía ngoài cửa sổ kiến văn sắc bao trùm phía dưới sample địa những hỗn loạn đó tâm tình cơ bản tương đương không có bạo lực giải quyết không vấn đề nhưng là bạo lực có thể giải quyết xảy ra vấn đề người a hắn nhún nhún vai, từ trên bàn hộp xì gà bên trên cầm lấy một điếu xì gà, nhóm lửa đứng lên kẹp tiếng miệng bên trong. Từ ngày đó trở đi, đã qua ba ngày, tại giải quyết đại lượng tội phạm về sau, Sampo địa rốt cục không có như vậy hỗn loạn. Cái gì hải tặc hát bang, cái gì lưu manh du côn, đã sớm biến mất không còn tâm hơi vô tung. Nhưng cái này có chút tác dụng phụ. Liên liền những bình dân đó, hiện tại đi ra ngoài đều cẩn thận, mặc cho hải quân làm sao tuyên truyền, những người kia vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại ra cửa, chào hỏi đều là sợ mất mật sợ nói chuyện quá lớn tiếng dẫn tới hải quân tới đề cử dưới ta gần nhất đang dùng truy sách app mễ mễ duyệt app dực chậm lưu giữ đọc sách offline lãng đối điểm này cloud cũng không có cách muốn lấy lôi đình chi thể giải quyết hết nơi này hỗn loạn đây là tất yếu một điểm nhỏ đại giới người nào mẹ nó có tâm tư ở chỗ này mài nước công phu hao phí đại lượng thời gian một chút xíu giải quyết a à, hắn còn muốn lấy bị khiếu nại sau đó đều đi đây chờ qua một thời gian ngắn trí nhớ biến mất mọi người cũng liền quên lãng cái này khủng bố, bắt đầu hưởng thụ thuộc về bọn hắn chánh thức hòa bình. Đi vào. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, xa bớt xô đẩy một tên tráng hán đi tới, hắn một chân đạp trúng tráng hán cái mông, để hắn một cái lão đảo ngã tiếng trong văn phòng. Tráng hán kia vốn là còn chút giận, nhưng tiếng văn phòng vừa nhìn thấy ngồi ở phía trên cloud, nhất thời hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ đi xuống. Cloud thiếu tướng, đây là Sampo địa còn sót lại hắc bang lão đại, tự như là làm buôn lậu, trước đó không có phạm cái gì đại tội, cho nên liền để thoát khỏi. Sa bớt đi tới, chỉ tráng hán kia nói, vất vả. Lao xong sa bớt gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía quỳ tại đó thân thể dốc hết ra thành cái sàn tráng hán. Hắn gạt ra một cái hiền lành mỉm cười. Quý danh A. Tuy nhiên hắn nỗ lực duy trì mỉm cười, phóng thích ra hiền lành tâm tình, nhưng tráng hán lại là dốc hết ra lợi hại hơn. Ba ngày này, Rusi Lao đại danh đó là mọi người đều biết. Từ đổ bộ một khắc này, hắn ngay tại giết người, không ngừng giết người. Trong mắt bọn hắn, đây chính là cái lung tung giết người người điên không phân tốt xấu bắt lấy người liền giết bọn họ trước kia chỗ sùng kính tiền bối cũng tốt danh nhân cũng tốt giống như gà con giống bị đuổi tới một chỗ sau đó tập trung đồ sát rơi ba ngày thời gian sampo địa chảy xuôi dòng sông cơ hồ thành huyết sắc sau đó hội tụ đến trong biển rộng trên vạn người hắn giết chết trên vạn người cùng ma quỷ so ra đến khác nhau ở chỗ nào mặc kệ lao nói cái gì tại tráng hán trong lỗ tai nghe được chỉ có một câu muốn chết như thế nào à ta 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 không muốn chết a à. tráng hán trực tiếp khóc lên van cầu ngươi đừng có giết ta ta cái gì đều nguyện ý làm còn xin đừng giết ta lao ngươi hù đến hắn rida cầm lấy một khối khoai tây chiên bỏ vào trong miệng nói ra cái gì đồ chơi ta liền hù đến hắn họ cũng không thể hỏi lao trợn mắt trừng một cái đối xa bớt ý chào một cái âm xa bớt nhất quyền đánh trúng tráng hán đầu quyền đầu lực đạo không lớn để tráng hán đầu run run khôi phục một số thanh tĩnh. Ta nói, ngươi mẹ nó kêu cái gì? Lao hung ác nói. Mát, ta gọi mát, ru si Lao đại nhân. Mát trời nước mắt, run rẩy nói. Không cần khẩn trương. Lao xuất ra một điếu si gà ném qua qua, mát lúng cuốn tay chân tiếp nhận, hai tay dân, tại này cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn phun ra điếu thuốc sương mù, nói. Tìm ngươi đến đâu, cũng là muốn hiểu một chút tình huống, sampo địa nha. Loại địa phương này bất kể thế nào qua ngăn cản, hắc ám đều là sẽ không biến mất nhưng là đâu lão tử lại chán ghét quá hỗn loạn cho nên nói có khả năng lời nói ngươi muốn làm gian star sao ương ca star mát có chút sững sờ từng cũng là hát ban ngôi sao ý tứ lao đứng người lên đi đến mát bên cạnh một cái tay đặt tại bả vai hắn từ từ nói ngươi ngày bình thường cũng không có làm qua cái gì đại ác đem hắc ám khu vực giao cho ngươi lời nói ngươi hẳn là có thể dựa theo ta ngoài ý muốn nghĩ để ước thúc cho dù là nước khác nhà hòa thuận hòn đảo hát bang cùng lưu manh đều là có ở cái thế giới này bọn họ nhất định sẽ tồn tại liền theo hải tặc một dạng không có cách nào ngăn chặn thanh nhất sống một cái khác sống lập tức liền hội đứng lên giống như cỏ dại làm sao đều đốt không hết phi mã đảo tình huống không giống nhau hòn đảo kia lạc lao từ không tới có làm đứng lên nhưng sampo địa loại địa phương này muốn từ không tới có làm sao cũng làm không được a à, loại địa phương này tràn ngập đại lượng kẻ có tiền cùng quý tộc mà lại tới gần mariford thỉnh thoảng còn sẽ có một đám ngu ngốc hạ giới du ngoạn nhất định sẽ sinh sôi một ít hắc ám ngăn chặn không vậy cũng chỉ có thể khống chế khống chế lại lời nói vậy liền hội thư thái rất nhiều mặc kệ hắn quay đầu điều không điều đi đem sampo địa hắc ám khống chế lại không cho nó có như vậy hỗn loạn cảm giác kia là được rồi cho nên clao tại những cái kia bị thả lưu manh bên trong tuyển bên trong một cái thằng xui xẻo tới làm dạng này sự tình nam nhân này vừa vặn liền thích hợp mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 436 Không phục cáo ta à? Nguồn Mê truyện audio.com Mát rất thích hợp, là trước mắt người may mắn ở trong hát bang thế lực lớn nhất. Buông lậu một số sampo để cắm vận rượu thuốc lá lập nghiệp, ném đi cắm vận điểm này, hắn cùng thương nhân không khác nhau nhiều lắm. Cũng là có một chút. Lao nhìn lấy mắt dốc hết ra như cái sàn thân thể, lắc đầu. Lá gan quá nhỏ. Nhưng đây đã là không tệ, xuống chút nữa tìm, cũng là phổ thông lưu manh du côn. Này đừng nói cái gì giang Star, liền múa ương ca đều không có tư cách gì. Hắc. Hắc ban ngôi sao, ta sao? Mắt lắp bắp nói ngài ý tứ là muốn cho ta thống trị Sampo địa hắc ám. Không phải vậy tìm ngươi tới làm gì, cho ngươi treo cổ a?" À? Lao tức giận nói. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Mắt lời này không dám nói, hắn sợ cái này người đáng sợ một giận lên liền phân phó hải quân bắt hắn cho treo cổ. "Thả lỏng điểm, ta phải có ý kia ngươi không gặp được ta." Lao khoát khoát tay, nói. "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta ngoài ý muốn nghĩ làm, hắc ám thế giới những tên đó bên trong, khẳng định có ngươi một phần." Ta, một phần. Mắt sững sờ nhìn lấy Cloud, vững tin người này nói không là nói dối, đột nhiên kích động lên. Đúng vậy a, à, lợi hại như vậy nhân vật, chẳng lẽ hội dùng lời lừa hắn sao? Hắn còn có cái gì tốt mất đi? Đối dạng này người mà nói, muốn muốn đối phó hắn, không cần gì mưu kế. Phải biết tại Sampo, ba ngày này đến nay cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, đối Cloud truyền ngôn đều có biến hóa. Đến từ Đông Hải người điên đổ bộ Sampo địa. Không thể nói rõ sát nhân ma vương tại 30 khu vực giết hại bị ổi vô sĩ hải quân tướng lãnh đem ánh mắt đặt ở 20 khu vực. Rushi Lao chính đang duy trì trật tự. Lao thiếu tướng xuất lĩnh hắn chính nghĩa hải quân tiến vào 10 khu vực. Cao thượng chính nghĩa vô địch hải quân anh hùng hoàn toàn thanh tra Sampo địa. Giết hại đến sau cùng, để cho người ta e ngại sau khi, cũng sẽ cho người kính sợ. Sampo địa mặc kệ là bình dân vẫn là hát bang, thương người vẫn là quý tộc, đều đối vị này mới tới hải quân bản bộ trưởng biểu thị thâm trầm nhất kính sợ. Không người nào dám phản kháng vị này hải quân thiếu tướng, ít bên ngoài là không có mà đối với mắt loại người này mà nói như thế cái kinh khủng tồn tại nguyện ý ném cho hắn một cái cơ hội cái kia chính là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh nghe lời đó là đương nhiên nghe lời người ta coi như không tìm hắn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời bởi vì hắn sợ chết a à, sampo địa hắc ám trật tự từ ngươi đến chấp chưởng ta muốn kết quả rất đơn giản ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn hắn ngồi trở lại vị trí bên trên chỉ mát trong tay xì gà cái kia cũng là tính vật đem ta yêu cầu, báo cho những cái kia hiện nay còn còn sống lấy hắc ám thế lực, có cần lời nói. Sa bớt, việc này giao cho ngươi không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên. Sa bớt tinh thần chấn động, hưng phấn tràn đầy nói. Lao thiếu tướng ngài có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Rốt cục có việc làm. Rốt cục không là mỗi ngày bị đánh. Quả nhiên, hắn là hữu dụng. Được được, mang đi ra ngoài đi. Lao khoát khoát tay. Vâng. Sa bớt kính cái lễ, mang theo mát đi ra ngoài. Quy, Sa Bớt. Kuro cũng theo ra ngoài, gọi lại còn tại hưng phấn ở trong Sa Bớt, trầm giọng nói. Lao tiên sinh khó được giao cho ngươi sự tình, ngươi làm thiếu úy, là có quyền lực điều động một số hải quân, ta cũng sẽ cho ngươi ủng hộ. Nhưng ngươi nếu là còn không giải quyết được, hoặc là có một số việc còn muốn làm phiền Lao tiên sinh, ngươi biết hậu quả. Vâng. Ta minh bạch. Sa bớt một cái giật mình, hưng phấn chi ý tiêu tan cái hơn phân nữa. Loại sự tình này, thật muốn lại phiền phức bên trên Lao thiếu tướng, này đoán chừng Kuro tiên sinh có thể đem chính mình sinh hoạt lột. Dù sao điều kiện đều bày ở này, địa vị heo đều có thể hoàn thành. Cái này muốn làm không tốt, chính hắn cũng đừng nghĩ đến cái gì về sau thăng chức báo thù, dứt khoát về nhà tính toán. Nhưng cái này cũng cần tỉnh táo, ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Người minh bạch liền tốt. Kuro nhìn hắn liếc một chút, gật gật đầu, hãy làm cho thật tốt nhé, ngươi là ta lệ thuộc trực tiếp, nếu để cho ta tại Cloud tiên sinh trước mặt mất mặt, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi các bạn đọc trước đó dùng tiểu thư đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều đang dùng mễ mễ duyệt app dựt. Nói, hắn đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào. Sa bớt nhếch miệng, bỗng nhiên trừng liếc một chút mát, nếu là ngươi hỏng chuyện ta, ta liền đem ngươi ra cho lột, có nghe hay không? Ta, ta minh bạch. Sa bớt đại nhân. Mát yếu ớt nói. Muốn gọi ta thiếu úy. Người đi. Nhìn lấy cu rô tiến đến, lao hỏi. Vâng, đã dặn dò qua, sa bớt hội để cho chúng ta hài lòng. Kuro nói ra. Chút chuyện nhỏ này lại làm không xong hắn liền về nhà trồng trọt. Lao tức giận nói. Đều cho hắn giải quyết không sai biệt lắm, tại nỗi sợ hãi này không khí dưới, nếu là lại làm hư hại, hắn không cho xa bớt ném đến bản bộ huấn cái một năm nửa năm chuyện kia cũng không tính là xong. Đúng, Maxi tên hỗn đảng kia đâu, đi không có. Lao hỏi. Đi. Chạy đợi hắn còn mắng ngươi một hồi, ta cho đánh ngất đi đưa lên thuyền. Kuro đẩy tới kính mắt, nói, Maxi chuyện này tính chất đi, nói ác liệt cũng không ác liệt, hợp tác với hải tặc nha, có cái lão gia hỏa cũng không phải chưa từng làm, nhưng tính chất lại không giống nhau, chỉ ít lao rất lợi hại chán ghét, cho nên hắn qua viết tiểu viết văn. Bản bộ ngược lại là thẳng ra sức, trung gian khoảng cách không đến một ngày, đối Maxi xử lý liền xuống tới. Xuống chức đến bản bộ thượng úy, xung quân đến Bắc Hải ngoại hải bộ phận. Cùng năm đó phạm sai lầm phun body không sai biệt lắm, nhưng hắn hẳn là không phun body vận may kia. Uy, không thể đi vào. Lao thiếu tướng không có có mệnh lệnh, các ngươi không thể đi vào đột nhiên ngoài cửa vang lên thanh âm phòng cửa bị đẩy ra hai tên người áo đen trực tiếp xông tới mà phía sau bọn họ hải quân nhìn không ngăn trở kịp nữa chúng ta là chính phú bên trong một tên người áo đen mặt không biểu tình đối lao nói tới tìm ngươi hỏi thăm chút tình huống chính phú lao thiêu thiêu mi chính phú tìm ta làm gì có vấn đề qua tìm bản bộ a à? chỉ là hỏi thăm chút tình huống hy vọng ngươi có thể hợp tác rusi lao người áo đen kia nói ra liên quan tới thiên long nhân thánh cha lốt trước mấy ngày tại Sampo địa số không khu vực đột nhiên té xỉu, đồng thời đại lượng nô lệ chạy trốn sự tình, chúng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Chú ý ngươi tìm từ, chính phủ tổ chức. Lao còn chưa lên tiếng, Kuro liền đứng đi qua, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hỏi thăm là hải quân, chúng ta không phải là các ngươi cấp dưới cơ cấu. Người áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn Kuro, ánh mắt đặt ở Lao trên thân, trả lời ta, Rushi Lao, đây là thiên long nhân hỏi thăm. Lao ngửa ra sau ngửa, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, cắn xì gà phun ra một điếu thuốc sương mù mạo mùi một chút ngươi cấp bậc gì trả lời ta vấn đề người áo đen không kiên nhẫn quát ngươi không muốn bị thiên long nhân ghen ghét đi lao trận mắt trừng một cái khoát khoát tay âm kuro thân hình lóe lên cấp tốc xuất hiện tại hai tên người áo đen sau lưng này hai tên người áo đen nôn khang một tiếng quỳ rạp xuống đất đều nói chú ý ngôn từ kuro đẩy tới kính mắt lạnh lùng nói lao nhìn về phía này hai cái người áo đen cười nhạo nói thiên long nhân có nghi hoặc liền để thiên long nhân tự mình đến đối ta có ý kiến liền khiếu nại cho nguyên soái ta chỉ là trung thực chấp hành bản bộ hạ đạt cho ta mệnh lệnh mà thôi dù sao ta là bị bản bộ hạ lệnh thăng chức đồng thời điều nhiệm sampo địa đám nô lệ kia chạy mất lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta vội vàng chỉnh đốn sampo địa hoàn cảnh không có chiếu cố đến toàn diện không phải rất bình thường nha các ngươi muốn thật nhìn ta khó chịu không phục lời nói cáo ta qua a à. lao một mặt không có sợ hãi chương 437. Lại điều không đi ta đem cái bàn ăn. Nguồn. Mê truyện audio com con. Ngươi. Ngươi áo đen bưng bít lấy bụng, cầm tức nhìn Cloud, ngươi cần nghĩ kỹ, Rushi Cloud, thái độ này đối với chúng ta, hậu quả là ngươi vô pháp tưởng tượng. Lão tử là thiếu tướng. lao ngồi thẳng lên, hai tay chống ở trên bàn làm việc, đối này hai cái người áo đen kêu lên. Các ngươi thân phận gì liền theo lão tử trả lời, trước khi đến liền báo cáo chuẩn bị đều không có sao. Chất vấn ta chất vấn ta cái này sampo địa đương nhiệm cơ địa trưởng chất vấn ta cái này hải quân thiếu tướng ta cái này vừa mới xử lý rét phiêu hải quân ta cái này kizaru đại tướng lệ thuộc trực tiếp trong lời nói tự hồ mang lên một điểm sát khí để này hai tên người áo đen trong lúc nhất thời nghẹn lời người áo đen mở đầu há miệng nhược khí nói không ta chỉ là thay thế thiên long nhân đều nói để thiên long nhân chính mình qua tìm khiếu nại lao đôi mắt trừng một cái sát khí mãnh liệt mà ra ép người áo đen kia gần như ngất Ta nói cho các ngươi biết, hải quân cơ địa là hải quân cơ địa, chính phủ thế giới chuyên dụng là chính phủ thế giới chuyên dụng, không phải vậy lời nói thiết lập hải quân dùng làm gì, chính phủ thế giới chính mình mà tính. Kuro, ném ra. Nói, hắn đẩy ra hậu phương cửa sổ. Kuro đi qua, cầm lên hai cái người áo đen sau cổ áo, trực tiếp hướng cửa sổ này quăng ra, liền đem hai người từ cửa sổ này ném ra. Làm xong đây hết thảy, hắn mới có hơi lo lắng nói. Lao tiên sinh, làm như vậy lời nói, chính phủ thế giới, chính phủ thế giới cái bóng. Lao đôi mắt trắng giả, lão tử ước gì bọn họ cáo ta qua, cáo ta à, nói ta tại Sampo rất làm người ta ghét a, à, đem ta điều đi a, à, dù là qua ngoại hải lão tử cũng được a. À. Tuy nhiên hắn trơ trẽn Maxi làm người, nhưng là Maxi kết quả, hắn muốn a, à, chính như một câu tên lời kịch, ta muốn theo hắn đổi. Lão tử là thật nghĩ cùng Maxi đổi a. À. Lao để Kuro đem cửa sổ đóng kỹ, nhìn cũng không nhìn tình huống bên ngoài, ngồi trở lại qua, hút xì gà, tại này nói thầm lấy. Làm nhiều như vậy, tên ta đều báo cụ thể chức vị ta cũng báo khiếu nại cũng sẽ khiếu nại tinh chuẩn một điểm đi hy vọng sẽ không ra đường rẻ có cần phải làm khoa trương như vậy sao Vida ăn khoai tây chiên nói ta cảm thấy sampo rất tốt lại tốt chơi lại tốt ăn ngươi biết cái gì lao trừng nàng liếc một chút nói chỗ nào không thể ăn chỗ nào không thể chơi lão tử khai phát phi mã đảo không thể so với cái này tốt trọng yếu nhất là an toàn an toàn biết hay không Loại này địa phương quỷ quái, mỗi một năm đều muốn thanh tra một lần, bản bộ tại Marinfo thời điểm, hải tặc đều không gián đoạn, hiện tại bản bộ không tại, ngươi cho rằng có thể tốt bao nhiêu. Làm như vậy xuống dưới ta mẹ nó hội thăng chức A. Lại tăng lão tử ở giữa tướng, trung tướng biết hay không, đó là hội rất nguy hiểm. Ta mẹ nó hiện tại thiếu tướng đều đầy đủ nguy hiểm, có cái gì gió thổi cỏ lay ta liền sẽ lúc trước nửa đoạn đến tầng thế giới A. Ngươi không phải cơ địa trưởng sao? Không dễ dàng như vậy đi, điều lệnh cái gì lại không thể lập tức liền có thể đổi. Vida nói ra. Nàng hiện tại tốt xấu là trung tá, đối Hải quân cơ cấu đương nhiên là có hiểu biết. Điều lệnh loại vật này, cơ bản điều về sau, rất khó tại đoạn thời gian lần nữa sửa đổi, cấp bậc thấp dễ nói, cấp bậc cao đổi động liền phiền toái hơn. Muốn di chuyển bản bộ loại sự tình này, Akainu cùng phía trên câu thông bao lâu mới đem việc này định ra đến, mà lại đến tiếp sau một ít gì đó càng thêm rườm rà. Hải quân bên trong trung tướng cơ bản đều là các đại cơ địa cơ địa trưởng, một khi định thời gian dài liền sẽ không đổi. Ở cái thế giới này, hải quân đều là có hệ phái mình, một cái trung tướng cơ địa trưởng, vậy thì đồng nghĩa với là một cái đại phái hệ, muốn động một chút thực rất khó. Đồng dạng, lao trước kia làm thượng tá cùng chuẩn tướng thời điểm, khai phát phi mã đảo, cho nên cái chỗ kia cũng chẳng khác gì là lao chính mình cơ bản bàn, coi như hắn thăng chức bị điều đi, cái chỗ kia cũng sẽ bị hải quân ngầm thừa nhận là hắn. Không phải vậy các muốn thủ ở nơi đó, cũng không phải một câu bên trên báo lên liền có thể giải quyết, Trừ phi có trao đổi ít lợi, Lao chủ động từ bỏ phi mã đảo, có thể này tất nhiên là càng đại lợi ích. Đây chính là hải quân nội bộ, nghiêm túc phe phái giao dịch phương thức. Loại vật này, không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên giống Lao loại này, nếu như đến Sampo địa không có trong thời gian ngắn bị điều đi lời nói, một lúc sau, này Sampo địa cũng là hắn cơ bản bàn, tuy nhiên nơi này thuế rất thân. Nhưng trung thực giảng, Lao cũng không muốn muốn. Phi mã đảo với hắn ăn. Dựa theo ta ý nghĩ, chính phủ thế giới khẳng định hội nhìn khó chịu ta dù sao thiên long nhân đều phái người đến hỏi, đến lúc đó một tạo áp lực, bản bộ là chịu không được, Sakajiki mặc dù nói người vừa điểm, nhưng khi nguyên soái lời nói. Lao sờ lên cầm, nguyên soái vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy khi, cùng đại tướng khác biệt, nguyên soái muốn phối hợp địa phương quá nhiều, liền xem như hắn, có đôi khi cũng có thể là chịu không được áp lực. Giống như Gia Phi một dạng, phía trên khẳng định là không muốn hắn rời chức nhưng là chính phủ thế giới ngu xuẩn thao tác là trực tiếp vòng qua hải quân bản bộ dù sao thất vũ hải cũng là chính phủ thế giới tam đại lệ thuộc trực tiếp cơ cấu một trong cùng hải quân là bình khởi bình tọa hải quân có ý kiến có lẽ là hội sách nhưng vô pháp cải biến đám kia tử lão đầu ý nghĩ lời nói vậy cũng chỉ có thể đi làm coi như âm phụng dương vi nhưng là căn bản là cự tuyệt không càng đừng đề cập dạy chính phủ thế giới làm việc không phải vậy hắn náo lớn như vậy làm gì cũng là để cho người ta khiếu nại a à, các ngươi khả năng không biết lao nói ra không ai có thể kháng qua được những thương nhân kia, kẻ có tiền, quý tộc cùng thiên long nhân khiếu nại, chúng ta đồng dạng đem loại người này gọi là đầu sát quái, không nói xuống chức đi, ta đây nếu là lại điều không đi, ta liền đem cái bàn này cho ăn. Hắn lời này, lời thề song sắc, phản phất ăn chắc hết thảy. Ford Bàn cổ thành Quyền lực ở giữa Nằm cái lão đầu tại này bày biện POSS Hai cái người áo đen sau khi trở về, tin tức trước tiên liền truyền đạt đến nơi đây Sampo địa mấy ngày nay, ngược lại là ra đại sự A, à, cái kia Rushi Cloud, thủ đoạn thái bạo lệ. Trên đầu có địa đồ lão giả cầm báo cáo mắt nhìn, đối hắn bốn có người nói. Nên xử lý như thế nào, trước trăng dậy một chút Sakajiki sao? Không ổn. Râu dài lão giả lắc đầu. Rushi Cloud trong chuyện này tuy nhiên thủ đoạn kịch liệt, nhưng cũng phù hợp một cái hải quân chức trách. Hắn cũng là vì thiên long nhân có cái rất lợi hại hoàn cảnh tốt. Điểm này, cha lốt cũng đã nói, Cloud có lo lắng qua hắn, khuyên hắn tại Mariford đừng lộn xộn khi là cái gì Oleg thật có lợi hại như vậy? Vẫn là nói chạy đi một năm này, đạt được ác ma quả thực. Hồng bị lão giả có chút nghi vấn. Đã người chết, không cần lại nhiều nói, Rushi Cloud thừa nhận là hắn xử lý, hừ, rõ ràng là bị cái kia tiểu hải tặc xử lý, nghĩ như vậy tranh công cực khổ sao? Mang theo kính mắt ông đau lão người chép miệng một cái. Cái kia tiểu hải quân đoán chừng là cho là mình mới là thiếu tướng, có chút tức giận đi, làm được thủ đoạn. Là cho chúng ta nhìn sao? Tóc quan lão giả trầm ngâm nói. Bất kể nói thế nào, Shampoo địa hoàn cảnh đã biến, bất quá nhiều như vậy khiếu nại, chúng ta cũng không thể bỏ mặt, mở điện Sakajiki, để chỗ hắn lý đi. Chương 438 Ta muốn làm phía trước mâu. Nguồn Mê truyện audio com Mới bản bộ Nguyên soái văn phòng akanu cúp điện thoại, trong miệng xì gà lượng lờ lên khói bụi, đem hắn bộ mặt bao phủ đến thấy không rõ. Ẩn ẩn, có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn có chút câu lên. Làm rất tốt. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Một bên, ngồi ở bên cạnh nhàn nhã uống trà kizaru kinh ngạc nói. a à, lạc lao sự tình sao? Ừm, rushi lao, ngươi không phải sớm biết à, này tên tiểu quỷ tại Sampo địa sát không ít người. Akanu nói với kizaru, Ngũ lão tinh bên kia phát tới chất vấn, tại Sampo, có rất nhiều người khiếu nại Rushi lao xử lý bất đương. a à, thật đáng sợ đây. kizaru quái là một tiếng, đôi kia lao, xử lý như thế nào? Xử lý. Akainu nói ra, Ngươi hy vọng ta đối lao tiến hành xử lý à, Bosalino?" Kizaru nhúng nhúng vai, từ chối cho ý kiến. "Không cần xử lý." Akainu khóe miệng hiện lên mỉm cười. "Hắn làm rất tốt, dạng này thủ đoạn mới là chúng ta hải quân hẳn là có." Chuyện này, khác nói mặt trên đám kia lão đầu tử không truy cứu, liền xem như truy cứu, lão phu cũng sẽ cứng rắn tiếp tục chống đỡ. "A, à, ngươi hữu tâm liền tốt, lão phu cũng cho là như vậy đây." Kizaru chậm rãi uống một miệng nước trà, đạo nhất câu Marifort có việc lời nói, lão phu gần đây là có thời gian qua. Lão phu minh bạch ngươi ý tứ, hồi truyền đạt đến. Akainu gật gật đầu, nói. Về phần Cloud, tạm thời trước hết đặt ở Sampo địa đi, tìm cơ hội, lão phu sẽ để cho hắn lên. Chen một câu, mễ mễ duyệt APP dựt thực tình không tệ, đáng giá trang cái, tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, offline lãng. Nói, hắn trên nắm tay lại nổi lên hồng quang, chính nghĩa không cho phép kẻ khác khinh nhờn, một tên tuân theo chính nghĩa hải quân lão phu sẽ không để cho hắn khó làm hắc xì lao bỗng nhiên hắc cái xì hơi hắn xoa xoa mũi buồn bực ngán nẫm dựa vào ghế vô thần nhìn lấy cửa sổ thật lâu mới thở dài khí trời thật tốt a à? sampo địa thiên khí quả thật không tệ làm đại hải trình trứ danh du lịch thắng cảnh nơi này rất ít trời mưa lâu dài đều là sáng sủa khí trời tăng thêm từ trên cây không ngừng đi lên tung bay phao phao tại ánh mặt trời chiếu xuống thành thất thải chi sắc đặc biệt đẹp đẽ tốt như vậy khí trời, làm sao lại không có điện thoại đến đây? Lao lại thở dài, quay đầu mắt nhìn trên bàn không hề có động tĩnh gì điện thoại trùng, lại nhìn xem chính mình đồng hồ điện thoại trùng. Không có động tĩnh, không có âm thanh, thời gian thật dài, đừng nói điện thoại, điện thoại này lỗ sâu đục con ngươi đều không mang theo mở ra. Sửng sốt một chiếc điện thoại đều không có. Nói xong khiếu nại đâu? Nói xong hỏi thăm đâu? Nói xong cho lão tử điều đi xuống chức đâu? Cái này mẹ nói liền theo bên ngoài cái kia bọt khí một dạng, nổ tung liền cái gì cũng không có. Khiến cho Cloud liền theo mẹ nó người vô dụng một dạng, ten ten tại bực này đợi, lại mất đi linh hồn. 3. Cửa bị đẩy ra. Vida một mặt hưng phấn xuất hiện tại cửa ra vào, quy, oui, Cloud, đi ra ngoài chơi đi. Chơi cái rắm. lao về nguyết hắn một cái, lão tử không tâm tư, muốn chơi chính mình đi chơi. À. Rida chu mỏ nói một tiếng, lại yên lặng lui ra ngoài. Làm cái quái gì? Lao trận mắt trừng một cái, sau đó lại thở dài không có một cái để lão tự bớt lo. Bởi vì mẹ nói những người này lại bắt đầu. Vida mỗi ngày đều đang chơi cùng ăn. Kuro lại bắt đầu dò xét shampoo, mỗi khi gặp người gọi hắn, Kuro tiên sinh, quân dân mối tình cá nước, khâu. Sa bớt vội vàng, giang star, sự tình, gần nhất tiến triển không tệ, ngược lại là không có gì có thể phiền hắn. Fanny thì là ở chỗ này lại làm cái sở nghiên cứu, mỗi ngày tiếng nổ mạnh không ngừng. Kikio mỗi ngày đều vội vàng món ăn mới thức, tuy nhiên để Cloud có chút có lọc ăn, nhưng đúng không? Cái này mẹ nó thường ngày không đúng chỗ A. À? Lao Thái Dương nổi gân xanh, đây coi là cái quỷ thường ngày A. À? Tại Sampo địa thường ngày chẳng phải đại biểu cho lão tử muốn trú đóng ở Sampo địa sao. Chuyển sang nơi khác dạng này làm, tỷ như hắn đại bản doanh phi mã đảo, hoặc là hắn nhà Đông Hải, này Lao hội rất vui vẻ, những người này nếu là thường ngày đứng lên, cơ bản đại biểu hắn an ổn. Nhưng là tại Sampo địa an ổn tính toán cái bóng A, à? không có đạo lý A. À? Lao cao mày, theo lý thuyết ta là có A. À? nhiều người như vậy khiếu nại bản bộ cũng chịu không nổi a à, sakajiki lại vừa cũng muốn cân nhắc ngũ lão tin ý kiến a à, luôn không khả năng phía trên này năm cái sẽ chỉ chơi chính trị ngu xuẩn lúc này ủng hộ lão tử a à. chính trị nghệ thuật cũng là thỏa hiệp Người lui một bước hắn lui một bước sự tình liền có thể giải quyết thái vừa người, không thích hợp làm chính khách về phần chính trị gia đừng đùa cái thế giới này không có loại sinh vật này lao với cái thế giới này hiện thực nhất thanh nhị sở nhưng chính là bởi vì quá rõ ràng cho nên mất đi hứng thú như là lão gia tử một dạng, thấy quá lộ, ngược lại liền sẽ ẩn giật. Thế giới quá nặng, trọng đến mặc kệ là phương nào đại nhân vật, cũng không dám nói mình có thể cổng lên tới. Lao thì càng đọc không nổi. Cho nên, hắn tìm một chỗ dưỡng lão hắn không thơm sao. Lao. Nơi cửa, Vida đầu lại nhô ra tới. Làm gì? Chúng ta bên này, chuyển tới một cái mới thượng tá, thay thế Maxi. À. Lao sững sờ, mới thượng tá. Ta không có đưa yêu cầu a à. Rida bên cạnh xuất thân tử, đi vào văn phòng, mà phía sau nàng, thì là tiến tới một cái mang theo ngại ngùng chi sắc trắng hán. Lao thiếu tướng, đã lâu không gặp. Uy bua có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, nâng lên đầu kính cái lễ, lớn tiếng nói. Thượng tá Uy bua, chính thức từ Marinfo chuyển tới Sampo địa. Hả, là ngươi a? À? Lao nói. Là có một đoạn thời gian không gặp, ngươi từ bản bộ điều tới. Bình điều. Ngươi đắc tội người nào? từ Marinfo Bình Điều đến Sampo Địa. Mặc dù nói khoảng cách rất gần, bất quá thoải mái dễ chịu trình độ là không cách nào so sánh được, tuy nhiên Marinfo không còn là bản bộ, nhưng dầu gì cũng là dê, một, ở nơi đó khi hải quân không thể so với tại cái chỗ chết tiệt này muốn hương, Marinfo không có hải tặc trùng kích, mà Sampo Địa. Hải tặc như rau hè A, à, cắt xong một đợt còn có thể lại dài, vẫn phải ứng phó thiên long nhân, kẻ có tiền cũng không cách nào đắc tội, như thế cái địa phương quỷ quái, cái nào hải quân người nào mẹ nó đến A, à, cái này, ha 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 bản bộ có bản bộ an bài đi. bua xấu hổ cười một tiếng, hắn không dám nói là mình yêu cầu xin. Tuy nhiên hắn rất lợi hại sùng bái Cloud, nhưng chuyện này hắn cũng không thể nói, nếu để cho Cloud thiếu tướng cho là mình là có ý định tiếp cận liền không tốt. Tính toán, tới thì tới, ngươi còn là rất không tệ, so ta mấy cái người bộ hạ tốt nhiều. Lao khoát khoát tay, dạng này, hải quân cơ địa nội bộ sự tình, từ ngươi phụ trách. Dưới tay hắn, đến cấp giáo lại có thể trợ lý chỉ có Kuro cùng Cass, các cái kia nhiệt huyết ngu ngốc hắn khẳng định không dám mang theo trên người, lưu tại Phi Mã đảo rất tốt. Bận rộn như vậy đứng lên chỉ có Kuro, trừ làm vì chính mình phó quan, vì chính mình loại bỏ tình báo cùng cùng phía trên câu thông, hắn vẫn phải toàn quyền phụ trách Sampo Địa Hải quân cơ địa bên trong hết thảy, bao quát ngoại giới trị an các loại sở hữu hải quân sự vật. Mặc dù bây giờ mỗi ngày đều tại quân dân mối tình cá nước, nhưng đây cũng là hắn duy nhất an ủi, làm cho quá ác lao cảm thấy hắn phải bận rộn chết. Uy đến vừa vặn. Người này hiểu chuyện a. À? mổ tính lại cao chia một ít quyền lực cho hắn lao vẫn là rất lợi hại yên tâm vâng uy bua nghe được lao nói như thế tiếng trả lời âm cự đại thần tình kích động đứng lên ta vừa đến liền có như thế trách nhiệm sao lao thiếu tướng quả nhiên là thưởng thức ta cái này thật sự là thật sự là quá tuyệt trong khoảng thời gian này uy bua cũng không có nhàn rỗi bởi vì thái sùng bái thần tượng cho nên sưu tập lao thiếu tướng lý lịch bao quát bên cạnh hắn bộ hạ florida Thể thuật cường hãn đại thiên tài, bình thường duy trì còn nhỏ hình thể, lúc chiến đấu khắc liền sẽ biến thân, không bình thường cùng bạo. Lạc Lao thiếu tướng thuộc hạ Đắc lực. Kuro trước kia nghe nói là hải tặc, nhưng này cái đã trâu riêng, hiện tại Kuro Lạc Lao thiếu tướng trợ thủ đắc lực, định gian sơn một dạng cố vấn nhân vật, làm ra mỗi một sự kiện đều chu đáo, sau quản gia còn muốn quản gia. Còn có đường Redcats, tại cuộc chiến thượng đỉnh cũng trực rỡ hào quang người, nghe nói năm đó hắn chỉ là một cái bình thường hải quân, cũng là bởi vì đi theo Lạc thiếu tướng, mới có được hôm nay thành tựu hiện tại cũng là đơn độc quản lý phi mã đảo cơ địa trưởng. Về phần càng hạ hạ thuộc, quy bùa ánh mắt cũng không ở nơi đó, hắn nhưng là thượng tá, muốn so liền cùng những này bộ hạ trực thuộc so sánh. Lao thiếu tướng trợ thủ đắc lực, cùng phía sau thuẫn đều có, nhưng còn có một chỗ không có. Ta muốn trở thành lao thiếu tướng phía trước mâu, vì hắn dọn sạch hết thảy chướng ngại. Quy bùa trong lòng âm thầm thề. Chương 439 Làm người phải để ý Nguồn Mê truyện audio.com ngươi tại này mù kích động cái gì? Lao hồ nghi nhìn lấy thần sắc kích động uy bua. Ta chỉ là vì ngài tín nhiệm mà cảm động. Uy bua nói lời này thời điểm, không khỏi rơi lệ. Cái này đáng thương hài tử. Lao lắc đầu, khẳng định là tại Marinfo bị người khi dễ hung ác, không phải vậy làm sao vừa đến đã rơi lệ không thôi đâu, một điểm nhỏ quyền mà thôi, có thể thấy được hắn tại Marinfo là cái gì quýnh dạng. Được được, dưới đi làm việc qua, không muốn lãng phí thời gian. Lao khoát khoát tay. Vâng. Uy bùa bôi một chút nước mắt, nói. Bất quá. Ta trừ chuyển đến Sampo, thuận đường mang đến Akainu nguyên soái cho ngài tin tức. Ồ, hắn có tin tức gì? Lao tinh thần chấn động. Không thông qua điện thoại, cũng không có điện báo, mà chính là kéo một cái hải quân thuộc lại. Vậy chuyện này khẳng định liền là có lỗi với việc khác a à, đảo ngược tư duy một chút, Akainu như vậy cương, hắn là muốn sách chính mình, nhưng lần này khẳng định không chỉ là không có sách đơn giản như vậy, nói không chừng hắn liền xuống chức, không phải vậy làm sao như thế không có ý tứ mở miệng liền lão gia tử đều không tin tức phát tới nói. Mau nói mau nói. Lao có chút kích động. Ách. Quy bùa ấy nấy cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Nguyên soái nói, hy vọng ngươi tại Sampo mới tốt tốt nỗ lực, mặt khác, Sampo địa chuyện này làm không tệ. Ừm ân, còn có đây này. Lao trong mắt lóe ra chờ mong ánh mắt. Không có. Không. Lao đầu duỗi ra, con mắt trừng lớn. Lão tử xuống chức tin tức đâu? Lão tử điều đi tin tức đâu? không có loại đồ vật này, lao thiếu đem. Quy bùa há hốc mồm, khuyên lơn. Ta biết lao thiếu tướng tâm tình, rõ ràng sửa trị Sampo địa hỗn loạn, nhưng lại liền cái thăng chức đều không có, bản bộ không làm thật sự là để cho người ta uể oải. Nhưng là ta cho rằng, bản bộ khẳng định có bản bộ khó xử, lao thiếu tướng, ta là đứng tại ngài bên này, ta nhất định ủng hộ ngài. Còn cái gì xuống chức, cái gì đều đi. Cái này không phải là đang nói nói mát sao. Bất quá nghĩ đến cũng là, tại Sampo địa làm chuyện lớn như vậy, cơ hồ vì chính nghĩa trên lưng sát nhân ma vương tội danh kết quả vẫn là không có thăng chức phía trên cũng quá đáng giận phải biết lao thiếu tướng danh tiếng tại hải quân nội bộ đã truyền ra ba ngày giết trên vạn người loại trình độ này có thể so với đồ ma lệnh đây là hắn một người đồ ma lệnh áp lực có thể nghĩ kết quả chính nghĩa hành động lại không chiếm được hồi báo có oán khí thái bình thường chắc hẳn nguyên soái cũng là biết điểm ấy mới nắm chính mình đến chuyển cáo cho lao thiếu tướng đi ngươi ủng hộ ta cái gì lão tử thảo lao há hốc mồm nhìn lấy cái gì cũng đều không hiểu còn một mặt ấy nấy uy bua đột nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi được ngươi đi ra ngoài trước đi lao bất đắc dĩ phất phất tay để uy bua đi ra ngoài trước cái sau kính cái lễ yên lặng rút đi uy lao lần trước ngươi muốn nói ăn cái bàn tới vida cười hì hì qua 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 lao tức giận nói ta đó là ăn cái bàn à ta chỉ là đánh cái so sánh hải quân nói chuyện sao có thể làm thật nói, hắn cũng là liên tiếp, đây là ví von, tu từ thủ pháp, loại hình để cho người ta nghe không hiểu lời nói, văn phòng trong nháy mắt tràn ngập khoái hoạt không khí. Sau đó, càng nghĩ càng mẹ nó khí. Âm. Hắn nhất quyền chú ý trên bàn, từ trên mặt bàn tự hồ truyền tới một, một tiêu chí, cùng một tiếng rất nhỏ nghi vấn. Làm cái gì a? À? Lao gầm thét lên. Cái kia cặn bã chết thừa loại không phải mẹ nó thiên long nhân mà. Lão tử liền hắn chó săn đều ném ra, hắn không cảm thấy mất mặt sao đến làm ta à? Thiên Long Nhân năng lượng thấp như vậy à? liền điều đi một cái thiếu tướng mặt mũi đều không. Vida mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Thiếu tướng, thiếu tướng cũng chia đồng dạng cùng không tầm thường a. À, ngươi ten ten miệng bên trong treo cái gì? Kizaru lệ thuộc trực tiếp. Terminator, cái kia có thể là bình thường thiếu tướng có thể đạt tới sao? Vậy không có điều đi làm sao bây giờ đâu? Sampo địa đã bị ngươi thanh sạch sẽ a, à, lại dết một sóng lời nói, liền lan đến gần bình dân. Vida hỏi. Lão tử không có không có lương tâm như vậy lao tức giận trừng rida liếc một chút đặt mông ngồi xuống đốt một điếu xì gà cắn ở trong miệng tại này trầm ngâm t rida ngươi nói có thể hay không ta là bị đặt tại cái này bất động hắn sờ lên cầm, nghĩ đến một cái khả năng lần trước sự tình có phải hay không náo quá lớn ta thế nhưng là nghe nói mặt trên đối ta bất mãn a à, sau đó đem ta đặt tại cái này ta làm sao biết a à? rida lắc đầu nói bất quá đặt tại cái này không có gì không tốt sampo địa chơi rất vui a à. ngươi cho ta thêm chút tâm đi coi như ta cầu ngươi, ngẫu nhiên có dùng một chút được hay không? Lao thở dài. Hừ, ta vẫn luôn rất hữu dụng a. À. Rida không phục nói. Được được, qua đêm cu rô tên ngu ngốc kia tìm cho ta đến, đừng cho hắn lại chơi cái gì, quân dân mối tình cá nước. À. Rida ứng một tiếng, chạy chậm đến ra ngoài, rất nhanh, nàng lại lần nữa trở về, mang về cu rô. Lao tiên sinh, ngươi tìm ta. Cu rô nói ra. Ừm. Ngươi cho ta phân tích phân tích. Lần trước ta tại Bắc Hải lúc ấy, Vinsmo khiếu nại có phải hay không gián tiếp dẫn đến lão tử theo ở chỗ này bất động nguyên nhân." Lao phun ra điếu thuốc sương mù, nói: "Vinsmo à, tự hồ là có, bọn họ năng lượng cũng không thấp, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính phủ thế giới chính sách." Kuro đẩy tới kính mắt, nói: "Gia tộc kia bản thân đặt thù phục chế binh cùng chiến lực, là chính phủ thế giới cần muốn liên lạc với, nếu không lời nói." "Lao tiên sinh, ngươi bây giờ hẳn là trung tướng thậm chí nói là đại." "Đừng bảo là đáng sợ như vậy sự tình a." À lao liền vội vàng cắt đứt cu rô lời nói sau đó tiếp tục nói như vậy lần này có phải hay không nói thiên long nhân khiếu nại hữu hiệu nhưng là lão tử bời vì một loại nào đó duyên cớ sửng sốt bị theo ở chỗ này có khả năng dù sau đó là thiên long nhân mà lại chính phủ thế giới quyết nghị không phải một lát có thể lấy tiêu tan nếu không chỉ bằng chúng ta tại sampo địa làm xuống sự tình bất kể nói thế nào ngươi cũng hẳn là thăng đều cùng ngươi giảng đừng bảo là đáng sợ như vậy sự tình a à hỗn đảng lao trừng cu rô liếc một chút ngươi muốn bị đánh à cu Kuro nhếch miệng, nói. Tóm lại, Lao Tiên Sinh, ngươi bây giờ có thể là bị chính phủ thế giới đặt tại cái này. Akainu nguyên soái cùng Kiyaru đại tướng có lẽ là bởi vì nguyên nhân này không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, sợ ngươi có sự hiểu lầm, cho nên mới không có chủ động liên hệ ngươi. Ngươi có được Marinfo một nửa chỉ huy quyền quyền lực, rất lợi hại ngạch khả năng cũng là bản bộ tại đền bù tổn thất. Lão tử muốn cái trứng đền bù tổn thất. Lao trận mắt trừng một cái, thân hình dựa vào phía sau một chút, trầm ngâm. Muốn thật bị theo tại cái này cũng không phải là không thể tiếp nhận không thăng chức là được a à, chỉ cần không thăng chức bị đặt tại sampo địa mặt kệ bao lâu đều có thể đến lúc đó một lúc sau hắn vẫn như cũ có thể hoàn thành hắn tâm nguyện nhưng trong lúc này cần chút thao tác a à. lao suy nghĩ nói dựa theo cái này hai lần hành động sự tình lão tử làm người ta cũng đắc tội làm như vậy lời nói nói không chừng chơi đến tốt chính phủ thế giới một khi đối ta phiền liền mặc kệ ta đến lúc đó mặc kệ là điều đi vẫn là liền chết đặt tại sampo đều xem là khá hắn nhãn tình sáng lên, đúng, cứ làm như thế. Hắn thẳng lên nửa người, đối cu rô nói. Qua, cho ta làm khối bản hiệu đến, an toàn chính nghĩa bản hiệu, lão tử nói thế nào cũng là thiếu tướng, tắm biển vẫn là muốn, làm người chính là muốn coi trọng một chút. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 440 Tứ hải có thế có nguy hiểm gì? C. Nguồn Mê truyện audio com An toàn chính nghĩa, lạc lao thờ phụng chính nghĩa Trên thực tế hắn cũng là theo trào lưu, dù sao mỗi cái hơi nổi danh hải quân, đều tin phụng một loại chính nghĩa, còn muốn công khai nói ra. Hắn dù sao cũng là cái thiếu tướng, cũng có thể đem chính mình chính nghĩa nói ra miệng đi dùng để che giấu một chút chính mình sợ không là là muốn an toàn bản chất đền thờ nha có một cái luôn luôn tốt thật là lắm chuyện đều có thể cầm cái này khi lấy cớ hắn dù sao bây giờ bị phía trên cho đặt tại cái này biến tướng tới nói đây cũng là một loại phù hợp tâm ý của hắn hình thức tốt nhất cho hắn đè vào thiên hoang địa lão mới tốt nếu là đè không được cho hắn dời này cũng không tệ đương nhiên vì không điều qua tân thế giới một số thủ đoạn hắn là muốn làm hải tặc nha, quy củ cũ. Nhưng là đối Sampo địa những người này, hắn cũng phải cam đoan một loại cao áp thủ đoạn, để bọn hắn khiếu nại không ngừng, dạng này chính phủ thế giới liền sẽ một mực đau đầu. Nơi này nhất định phải cao áp, mà lại đến ép cái 3 bốn năm, buôn bán nô lệ tình huống mới có thể có chuyển biến tốt, những cái kia người có tiền cùng quý tộc mới sẽ không động tâm tư này, hoặc là bọn họ dứt khoát qua tân đảo tự bắt đầu từ số 0, lao mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng trừ Sampo địa chi bên ngoài, hắn địa phương, chưa hẳn liền có như vậy an toàn dưới áp lực mạnh, coi như mỗi một năm có cái gì hải tặc đến đây, dựa theo quy củ cũ nên dết dết nên thả thả, cũng sẽ không ra vẻ mình quá, muốn công lao. Đến lúc đó cũng chỉ có hai loại kết quả, thứ nhất, hắn bị đặt tại cái này bất động, thứ hai, hắn bị bình chức hoặc là xuống chức dời đến nơi hẻo lánh. Loại nào hắn đều có thể tiếp nhận. Đây là hiện nay có thể nghĩ đến, thỏa đáng nhất biện pháp xử lý. Hừ ha ha ha, cuối cùng cho lão tử tìm tới một đầu tốt đường đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Vida hiếu kỳ hỏi. Lão tử cười ngươi thiếu trí, cười cu rô vô mưu. Lao mắt trận trắng nói. Làm nửa ngày vẫn là đến lão tử tự thân lên trận. Ngươi biến, ngươi trước kia chẳng phải trống ta. Vida chu cái miệng nhỏ nhắn. Qua qua qua, ít tại cái này giả ngây thơ, không có việc gì ăn ngươi đồ, vật qua, sampo địa nhiều như vậy thực vật còn không chận nổi ngươi miệng. Lao khoát khoát tay. Nói đến đây cái, các lần trước phát tới điện báo nói phi mã đảo tình huống, rất tỉ mỉ đâu, không có gì ngoài bình thường phát triển bên ngoài, giống như gần nhất còn tới một cái rất biết làm điềm điềm vòng thờ thủ công, à, ta muốn trở về nếm thử. Vida nghĩ đến cái này, khóe miệng ẩn ẩn có nước bọt chảy xuống. Đề cử dưới, mẩy mẩy duyệt APP dựt thực tình không tệ, đáng giá trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Để hắn gửi tới không phải, hoặc là để cái kia thợ thủ công đến một chuyến, làm gì khó khăn như vậy. Lao nói ra. Gửi tới lời nói muốn qua vài ngày, vì đạo liền không đúng, cái kia sẵn còn nóng ăn mới tốt nhất đi. Cái kia thợ thủ công. Các nói hắn này cũng không nguyện ý qua, cũng chỉ muốn tại phi mã đảo đợi, tự như là coi trọng phi mã đảo hoàn cảnh. Vida nói ra. Phi mã đảo bị lão tử khai phát tốt như vậy, là cá nhân đều muốn an cư tại vậy được rồi. Lao Dương Dương tự đắc nói từng. Vậy ta trở về một chuyến, muốn nếm thử cái kia điềm điềm vòng vị nói sao dạng. Tùy ngươi vậy, bất quá nhân viên phải phối chuẩn bị đầy đủ, dùng ta biên chế, đi chọn lớn nhất tàu chiến, nhân viên muốn đầy biên, hậu cần muốn dẫn tốt, qua thời điểm đi hướng Cass chào hỏi, liền nói ta hướng hắn vấn an, còn có, coi chừng hắn động tĩnh, để hắn gần nhất không muốn làm gì não tàn sự tình. Ta biết, nhưng Cass lời nói, tại phi mã đảo hẳn là không có việc gì đi. Vida nói ra, lấy phòng ngừa vạn nhất, tỉnh táo hắn một phen cũng được, tuy nhiên Tây Hải hiện tại khẳng định không có việc gì, cái chỗ kia cũng không có gì hải tặc dám tới gần. Lao cắn xì gà, nói, dù sao tại tứ hải, người nào đầu ngốc dám đi trùng kích phòng ngự nghiêm mật như vậy phi mã đảo. Đây chính là trải qua quá dài thời gian đến nghiệm chứng qua. Hắn tại phi mã đảo 8 tháng, không biết đến bao nhiêu hải tặc, không có một cái có thể thành công đổ bộ. Hoặc là chìm biển, hoặc là xám xịt chạy thoát, không có loại thứ ba lựa chọn. Lại nói, có các tên ngu ngốc kia tại, coi như bị xung kích, lấy hắn thực lực, đây còn không phải là vài phút giải quyết sự tình, mặc dù nói ta đối với hắn đau đầu, nhưng không thể phủ nhận, luận đáng tin trình độ, hắn còn mạnh hơn các ngươi nhiều đây là cloud đặc biệt bất đắc dĩ một điểm, hiểu người khác, không có trứng dùng. Đảo ngược hiểu người khác, kết quả đặc biệt đáng tin. Mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Tây Hải. Phi mã đảo. Lao sau khi đi, phi mã đảo cũng chưa từng xuất hiện cái đại sự gì kiện, sinh hoạt như trước đang tiếp tục, ở trên đảo cũng càng thêm phồn hoa. Không phải vậy nói, hắn sau khi đi, từ các tiếp quản phi mã đảo, càng có sức sống. Trước kia Lao tại thời điểm, rất nhiều chuyện đều là bất kể, hắn một mực chính mình an toàn, khi hậu kỳ không có hải tặc uy hiếp thời điểm, hắn cơ bản liền vung tay. Trên làm dưới theo phía dưới, dẫn đến lúc ấy coi như các tại, nhưng càng nhiều cũng là ở căn cứ bên trong huấn luyện, hoặc là có việc trực tiếp ra ngoài tìm hải tặc, đối trong đảo không hề quan tâm quá nhiều. Nhưng hắn tiếp nhận về sau, vậy liền không giống nhau lắm. Các cùng Cloud không giống nhau địa phương, là hắn không bình thường tận tâm tận lực. Đây là Cloud tiên sinh giao cho việc khắc nghiệp, không chỉ có muốn giữ gìn tốt, càng là muốn cao hơn một bước. Đảo dân có việc, hải quân lên có oan khuất, hải quân đến hoạt động hiểu biết. Dù là thu cái hạt lúa, hải quân có thể đại lao liền để hải quân lên. Thời gian dài lấy dưới lên, phi mã đảo cùng hải quân liên hệ càng thêm chặt chẽ, đồng thời cũng càng vì an toàn. Cái này hấp dẫn nhiều người hơn tới nơi này định cư. Bên trong có một cái, là gần nhất trong đảo danh nhân. Phi mã đảo, du lịch đường phố. Một nhà trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng điềm điềm vòng cửa hàng trước, nhân khẩu nối liền không dứt tại này sắp xếp hàng dài. Tại đội ngũ kia bên trong, Cass cũng tại này sắp xếp, rất nhanh liền đến phiên hắn, hắn đứng nghiêm phía trước, quát lớn. Oga sư phụ. A, à, lại là ngươi a, à, Cass trung tá. Bị hắn xưng là Oga ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp phục, mang theo mũ cao, thân hình gầy còm, con mắt có nồng đậm mắt quần thâm. Là ta. Oga sư phụ, xin ngươi nhất định phải đi một chuyến Sampho, nơi đó có người muốn nhắm nháp tay nghề của ngươi. Cass nghiêm túc nói. Đều nói ta này đều không đi. Oga khoát khoát tay, nơi này như thế an toàn ta ngay tại cái này một mực tiếp tục chờ đợi, quy, ta thế nhưng là dùng tiền mua nhà sinh, hàng năm còn muốn giao nộp một số lớn thuế, các ngươi hải quân sẽ không không bảo vệ ta đi. Này ngược lại sẽ không, ta cách làm việc, một mã là một mã, ta chỉ là muốn cho ngươi đi một chuyến sampo, cho ta sùng kính người trọng yếu nhất bộ hạ nếm thử tay nghề của ngươi. Cát nói ra, vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng, nếu như để ý như vậy nguy hiểm lời nói, ta thậm chí có thể phái một nửa binh lực, để đường nạp đức dẫn đội, hộ đem ngươi đến Sampo địa. Ta không muốn đi. Olga trừng nói. Trên biển không có chút nào an toàn, lại thế nào khoa trương phòng ngự lực lượng, cũng chỉ là chen tại trên một con thuyền mà thôi. Ta thế nhưng là thật vất vả từ. Tính toán, tóm lại ngươi thuyết phục không ta, nếu như người kia nghĩ như vậy nếm lời nói, để người kia tới không là tốt rồi, ta sẽ dùng ta tốt nhất thủ nghệ qua chào hỏi hắn. Thế nhưng là. Như thế vô pháp thỏa mãn tâm nguyện ta. Các nghĩ chính từng nghiêm nói. Ta chỉ là muốn tự mình dẫn đội, nhìn thấy ta sùng kính nhất người, hướng hắn ở trước mặt báo cáo phi mã đảo hết thảy. Hắn đột nhiên không người chào, hướng về phía Oga chân thành nói. Nhờ ngươi, nếu như có khó khăn gì, còn mời nói cho ta biết, ta nhất định sẽ hết sức giải quyết. Ngươi. Oga phức tạp nhìn lấy Cax, thật lâu mới thở dài, ngươi cũng là nhận chân nam nhân A. À. Hắn nhìn về phía chung quanh xếp hàng người, khoát tay một cái nói. Hôm nay không tiếp tục kinh doanh, ngày mai vội. À, không phải đâu, ta hàng lâu như vậy đội. Quy, ngươi cái này nói không tiếp tục kinh doanh liền không tiếp tục kinh doanh mà. Tốt xấu đem chúng ta khách hàng coi ra gì a? À? khách hàng không phải lên đế sao? Đúng vậy a, à, lại buôn bán một đoạn thời gian đi, ta hàng 2 giờ. Những khách chú ý nhau nhau kêu oan. Bảo hôm nay không tiếp tục kinh doanh liền hôm nay không tiếp tục kinh doanh, không được ầm ĩ. Oga đối lấy bọn hắn trống to một câu, tức giận đem cửa tiệm kéo đến hơn phân nữa. Xem xét điều bộ này, những khách cũ kia biết lần này lại không có ăn, nhau nhau tứ tán mở trước đó cũng là như thế này cái này làm điềm điềm vòng oga từ khi đến từ về sau thường thường liền sẽ tại chỗ không tiếp tục kinh doanh cũng không biết làm cái gì làm rất nhiều khách hàng tại gọi là khuất nhưng để cho khuất về sau vẫn là hội nhìn không được đến xếp hàng bởi vì hắn làm điềm điềm vòng vì đạo xác thực rất tốt chờ người sau khi đi oga nhìn lấy còn tại này cúi đầu cát thở dài ta thật không thể cùng ngươi đi không phải ta sợ cái gì mà chính là trên đại dương bao la xác thực rất nguy hiểm các ngươi hải quân giải quyết không không có hải quân giải quyết không sự tình. Cát ngồi dậy, nghiêm túc nói. Nếu như là chống cự tà ác, ta Cát một cái mạng đều sẽ hiến dân lên qua. Thật hiểu quyết không? Oga lắc đầu, ta không nguyện ý ra ngoài nguyên nhân, là tứ hoàng bssi m Trên biển lớn, một chiếc thuyền hải tặc phá vỡ thủy triều, hướng phía trước trực hành. Phía trước cũng là phi mã đảo đi, tòa kia gần nhất rất nổi danh hòn đảo. Một người cầm ống nhầm trông về phía xa phía trước. Từng hắn phụ cận còn có một người, khoanh tay, một mặt nghiêm túc, mụ mụ muốn người, là trốn không thoát. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 441 chỉ là tứ hoàng. Nguồn Mê truyện audio com Trên đại dương bao la tàu thuyền, là một chiếc tiêu chuẩn bssi m cán bộ dùng thuyền hải tặc. Cầm ống nhầm, là một cái có một đầu mái tóc dài màu trắng, khoát xuống tới che khuất mắt phải cao gầy nam tử, hắn hất lên một đầu hắc sắc áo choàng, áo choàng phía dưới là một kiện một bộ quần áo màu trắng, bên hông còn vác lấy một thanh bội kiếm. Chát ló trai xin, chát ló linh linh cái thứ 33 nhi tử. Mà tại hắn một bên, là một cái mập mạp nam tử cao lớn, nam tử này là cái mũi dài, mái tóc màu đen bàn thành một cái búi tóc, dùng cây trâm buộc, mặc một bộ dương mau áo khoác, mang theo một đầu đỏ trắng đường vân khăn quàng cổ, khăn quàng cổ đem nửa gương mặt cho che khuất, trên cánh tay trang bị bọc thép, cùng mập mạp kia thân thể so sánh, đầu hắn ngược lại là rất nhỏ. Nam tử này trên lưng, cổng một thanh đại hình thái đao. Chát ló sơ nắc, chát ló linh linh thứ 25 con trai. Ban đầu, tứ tướng tinh, một trong, là Tô Tô Len tăng nhẹ đại thần. Sơ nắc đại ca, lần này bắt được Oga, mụ mụ nhất định sẽ một lần nữa đối ngươi ưa thích, đến lúc đó, nói không chừng ngươi có thể khôi phục tứ tướng tinh vị trí đây. Rai xin để ống dòng xuống, nói ra. Loại chuyện đó không thể nào. Sơ nghe vậy, sắc mặt chính là nhất âm, Rai xin, ta cho ngươi biết, tướng tinh là không cho phép bại thảm như vậy, ta bại, cái kia gọi u rút hỗn đảng đánh bại ta, để cho ta tại mụ mụ trước mặt hổ thẹn, mặc kệ mụ mụ về sau lại thế nào thích ta, ta cũng không có khả năng lại trở thành tướng tinh. Bất quá, Muộn muộn muốn, chúng ta liền nhất định phải hoàn thành. Sơ nắc nhìn chầm chầm biển phương trước mặt, đánh bất ngờ hải quân cơ địa, cũng muốn làm đến. Không có khoa trương như vậy, sơ nắc đại ca. Raisin nói ra. Nơi này trước kia là hải quân Rushi lao trụ sở, nhưng là hắn đoạn thời gian trước bị điều đến đại hải trình Sampo địa qua, nơi này đóng quân là hắn bộ hạ, đường Red Cax, nghe nói tại Bắc Hải thời điểm tham gia Vinsmo gia tộc và bốn quốc gia chiến tranh, đồng thời đoạt Vinsmo gia tộc 3.000 phục chế binh, bản sự không kém, nhưng tự thân thực lực lời nói, tự hồ không mạnh. Phi mã đảo phòng ngự lực lượng rất lợi hại, mạo mùi xông vào chỉ sợ không được, nhưng một khi đổ bộ lời nói, sờ nát đại ca ngươi chỉ cần dẫn đầu xử lý trước đường Red Cats, như vậy tòa đảo này liền sẽ bị chúng ta chỗ chấp chưởng. Ừm. Sơ nát gật gật đầu. Ngươi nhất biết phân tích, ấn ngươi nói đến liền tốt. Rai xin cười rộ lên. Phi mã đảo là Tây Hải gần nhất phồn hoa nhất hòn đảo, nếu như đánh cướp đến lời nói, chúng ta cũng có thể thu được không nhỏ tài phú nhưng duy nhất phải cân nhắc là rushi lao người này làm ra chuyện như thế sẽ để cho hắn đố kỵ hận chúng ta chúng ta là hải tặc sơ nắc hừ lạnh nói hắn coi như không đố kỵ hận chúng ta gặp được nên bắt vẫn là đến bắt không cần quản hắn mụ mụ là mạnh nhất cũng thế mụ mụ là mạnh nhất rai xin tán đồng gật đầu tàu thuyền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền rất nhanh liền thấy phi mã đảo hình dáng ở trên đảo Olga đang hướng các giảng thuật kinh lịch ta nguyên lai là tân thế giới một cái thôn trấn điềm điềm vòng tượng sư, bởi vì có chút danh khí, cho nên bị BSSI GOM coi trọng, ta trước kia rất lợi hại hưng phấn, dù sau đây chính là Tứ Hoàng, bị Tứ Hoàng mời trở thành hán bộ hạ, coi như ở quê hương, cũng là một kiện rất lợi hại vinh diệu sự tình. Cho nên ta qua Tô Tô Len. Oga trên mặt hiển hiện hoảng sợ, nhưng là nữ nhân kia. Cái kia đáng sợ nữ nhân, BSSI GOM, nàng thật sự là thật đáng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút ta cũng không dám ngủ, đó là có thể khiến người ta linh hồn đều đang phát trung nữ nhân. Nàng hút đi ta linh hồn cùng sinh mệnh, mà lại ở nơi đó, mỗi sáu tháng đều muốn nộp lên trên một tháng sinh mệnh, loại kia địa phương quỷ quái. Olga khẽ cắn môi, đây là nhẹ, nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng không phải là không thể được nhẫn nại, dù sao ta lúc ấy, B-S-S-I-G-O-M, hải tạc đoàn, phụng hiến một chút đại giới là có thể. Thế nhưng là... Thế nhưng là nữ nhân kia thật đáng sợ, nàng đói đứng lên thời điểm, cho dù là chính mình thân sinh nhi tử, đều sẽ giết chết. Ta sợ hãi sớm muộn có một ngày, ta cũng lại biến thành dạng này, riêng là nàng gần nhất thích ăn điềm điềm vòng. Sau cùng ta tìm mua sắm thời cơ, từ trên thuyền đào tẩu, nhưng chỉ cần là tại đại hải trình, mặc kệ là nhạc viên, vẫn là tân thế giới, ta đều cảm thấy không an toàn, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày ta đều đang tìm hạ cái địa điểm, theo dựa vào tay nghề của mình lợi ích tiền tài, vì đi tới cái địa phương làm chuẩn bị. Phi mã đảo cũng giống như vậy. Oga ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi này thực ta rất lợi hại ưa thích, rất hòa bình, không có cái gì hắc ám, cũng không có hải tặc dám đi vào, các ngươi hải quân cũng rất tốt, nếu như có thể, ta là muốn thời gian dài đợi ở chỗ này. Nhưng lần này có thể đợi thời gian dài như vậy, đã là cực hạn. Ta sinh mệnh nắm giữ tại BSSI Go M trên tay, nàng có thể tùy tiện nắm giữ động tĩnh, mặc kệ ta đi nơi nào, ta đều dài hơn lâu không? Có lẽ qua một thời gian ngắn, ta liền nên đi, không chỉ là BSSI Go M hải tặc nguyên nhân, Toto Len năng lực tình báo, đó cũng là thế giới nhất đẳng, bọn họ thậm chí không cần vận dụng hải tặc là có thể đem ta bắt lấy. Giải thích, hắn thở dài, đối cát nói. Là có người muốn ăn ta điềm điềm vòng sao? Nếu như ta qua Sampo, ngươi có thể đưa ta qua Đông Hải sao? Cái kia xa xôi địa phương, có lẽ ta sẽ đợi càng lâu một chút. Cát sau khi nghe xong, đến một câu. Vẹn vẹn dạng này. Vẹn vẹn. Olga sững sờ, kêu lên. Đây chính là tứ hoàng. BSSI GOM, thế giới cường đại nhất nữ nhân A. À? Chỉ là tứ hoàng. Các xét lớn một tiếng, để Oga kinh hãi tại này, ngốc trệ nhìn vẻ mặt nghiêm mặt hắn. Cái này đại hồ tử tại này kêu to. Chúng ta thế nhưng là hải quân. Hải quân tác dụng liền là bảo vệ bình dân không nhận khi dễ, mặc kệ hắn là hải tặc vẫn là cái gì, tại chính nghĩa trước mặt, cũng không lui lại có thể nói. Ta thế nhưng là lao tiên sinh bộ hạ, là cái kia khẳng định sẽ trở thành đại tướng người bộ hạ. Mặc kệ là tứ hoàng, vẫn là hải tặc vương cái gì, chỉ cần ảnh hưởng Lao tiên sinh, ta Cát liền nhất định sẽ không cho phép. Cát trên người cuốn ra một cổ bạch khí, ta là thầy muốn trở thành Lao tiên sinh hậu thuẫn nam nhân. Nếu như hắn liền yêu thích nhất bộ hạ Rida tiểu thư nguyện vọng đều thỏa mãn không, mà chính là e ngại tại chỉ là hải tặc danh tiếng liền thỏa hiệp lời nói, ta còn làm cái gì hậu thuẫn, làm sao còn có mặt mũi đối Lao tiên sinh. Nếu như Clau tiên sinh ở chỗ này, hắn cũng sẽ không để bình dân bởi vì e ngại hải tặc mà lâm vào khủng hoảng cùng chạy trốn dù sao nơi này chính là phi mã đảo, là Cloud tiên sinh trụ sở, là tà các trụ sở, là hải quân trụ sở. Hải quân phía trước, hải tặc nên lui lại. Chính nghĩa phía trước, tà ác liền sẽ không xuất hiện. Ở lại đây đi. Oga sư phụ, mời tin tưởng chúng ta hải quân, chúng ta. Nhất định sẽ không để cho hải tặc thương tổn đến ngươi. Bạch khí kia mờ mịt phía dưới, bao phủ lại các thân thể, để hắn lộ ra mười phần thần thánh, giống như từ thượng giới rơi xuống thần chi. Không khỏi, để Oga nhìn có chút ngốc, chương 442. Ta muốn bắt ngươi. Nguồn. Mê truyện audio com Báo. Ngay tại Oga có chút ngu ngơ thời điểm, một tên du hải quân chạy chậm đến tới gần, sau khi chào ngữ khí ngắn gọn nói. Biết mom thuyền hải tặc tới gần. Đến. Oga biến sắc, thân thể có chút sụi lơ, tuyệt vọng nói. Bọn họ thật đuổi theo. Trốn lâu như vậy, kết quả vẫn là bị phát hiện sao? Chớ cần kinh hoảng. Các nghiêm mặt nói giao cho ta đi nói hắn quay người đối này hải quân phân phó nói thông tri ở trên đảo cư dân lánh nạn triệu tập bộ đội chúng ta qua đã kích hải tặc vâng giúp hải quân dùng lực cúi chào chạy chậm đến rời đi oga sư phụ Cát nghiêm túc nói ta hội hướng ngươi chứng minh hải tặc là đánh không phá hải quân lấy cương ngành chính nghĩa tên phát thệ ta hội bảo hộ ngươi giải thích hắn nên bước liền đi áo choàng múa may theo gió này tại áo choàng sau lập tức tung bay chính nghĩa hai chữ để oga có chút thất thần hắn không phải là không có giống hải quân xin giúp đỡ qua nhưng đạt được trả lời chắc chắn cơ hồ đều là bất lực dù sau đó là tứ hoàng trên đại dương bao la hoàng đế cũng là chính phủ thế giới đều phải thận trọng đối đãi tồn tại mặc kệ là thực lực vẫn là thực lực đều là trên đại dương bao la cao cấp nhất bình thường hải quân nơi nào có năng lực qua ngăn cản tứ hoàng hắn gặp được tốt nhất trả lời chắc chắn cũng chỉ là thuyết phục cáo bản bộ sau đó liền không có đoạn dưới đề cử một cái app, sánh ngang cựu bản truy thư thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn mễ mễ duyệt dực. Dần dần, Oga liền không còn có xin giúp đỡ qua, như là chạy nạn một dạng, tại trên một hòn đảo dàn xếp một đoạn thời gian, tiếp lấy liền xuất phát đến một cái khác đảo. Thẳng đến ở chỗ này, hắn lần thứ nhất, bị một tên hải quân trịnh trọng như vậy nói đến đây dạng lời nói. Vì cái gì a? À? Oga há hốc mồm, bỗng nhiên hét lớn. Tại sao phải bảo hộ ta cái phiền toái này a? À? Các bộ chỉ là có chút dừng lại, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước đi. Hải quân bảo hộ bình dân, chính là chúng ta chức trách cùng sứ mệnh. Trước khi đi, Cass nói ra lời nói, để Oga như bị sét đánh. đúng vậy a, à, hải quân bảo hộ bình dân là chức trách, nhưng vì cái gì? ta sẽ như thế giật mình đây. hắn thở sâu, nhìn Cass bóng lưng, thật sâu không người chào. nhờ ngươi. cản khẩu chỗ, theo Cass đến, hắn dù hải quân cũng tập kết không sai biệt lắm làm Vinsmo gia tộc trung kiên lực lượng, phục chế binh, năng lực hành động đương nhiên là nhất đẳng, sau chịu qua huấn luyện bản bộ hải quân càng có hiệu suất, chỉ gặp bọn họ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, trong tay bưng súng kiếp, bên hông vác lấy dao quân dụng, đứng thẳng tắp. Bên bờ, đại lượng trọng pháo tiến vào khởi động trạng thái, đám hải quân ba người làm tổ một tài trọng pháo tiến lên được chờ lệnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn này mênh mông đại hải. Dần dần, tại này trên đường chân trời, một chiếc cự hạm hình dáng dần dần tăng lên, hướng phía bên này cực tốc chạy đến ống nhầm. Cas đưa tay, một tên hải quân đưa ra ống nhầm, hắn hướng phía trước xem xét, liền thấy Big Mom tiêu chí. Thật là Big Mom cán bộ thuyền. Chiếc thuyền kia bên trên, rất nhiều người ăn mặc cùng loại cờ Vu Quân cờ một dạng phục sức, tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đó là Toto len, quân sự lực lượng, cờ Vu binh. Không thể nghi ngờ, đây là tứ hoàng Big Mom cán bộ mà làm thủ. Chắc ló Snak cùng chắc ló trai sinh. Big Mom hai đứa con trai à, riêng là Snack tiền truy nã 600 triệu, nghe nói tại tân thế giới bị năm ngoái siêu tân tinh cho đánh bại. Cax để ống dòng xuống, trịnh trọng nói. Với ta mà nói, đây là người mạnh mẽ địch nhân, dạng này địch nhân, ta không nhất định là đối thủ, thế nhưng là vì chính nghĩa, ta cũng sẽ không lui lại. Cùng bạn bè. Hắn đại hống. Người nhà của ta nhóm. Địch nhân là tứ hoàng Big Mom hải tặc đoàn dưới cờ cán bộ, ban đầu tứ tướng tinh, một trong chát ló sờ nắc, bọn họ mục đích cũng là phi mã đảo, chính là chúng ta sau lưng dân chúng, làm hải quân, làm thủ vững người chính nghĩa, chúng ta phải làm thế nào làm? Thủ hộ. Đám hải quân cùng nhau lên tiếng. Nếu là đánh không lại đâu? Không buông bỏ. Du hải quân tiếp tục lên tiếng. Rất tốt. cats gật gật đầu, nói. Lấy tương ngành chính nghĩa, phát thệ, ta đợi tuyệt không không buông bỏ. Chuẩn bị. Theo này cự hạm càng ngày càng tiếp cận, hắn vương tay, chuẩn bị xuống lệnh. Quy, sơ nát đại ca, hải quân bên kia phát hiện chúng ta, nơi này chỉ có thể như thế xong, hắn địa phương đều là đồi núi cùng dốc núi, không dễ dàng như vậy đổ bộ. Tàu thuyền đầu kia, Rai giờ ống nhầm, nói ra. Sơ nắc âm trầm nói. Ta thế nhưng là con trai của mụ mụ, vọt thẳng qua đi là được, chỉ là một số đại pháo mà thôi. Phát xạ. Rầm rầm rầm. Theo tàu thuyền tới gần, Cax đưa cánh tay trùng điệp vung lên, bên bờ đại lượng trọng pháo đồng loạt phát ra oanh minh, vô số đạn pháo từ bên bờ bay bắn tới giao cho ta đi, sơ nắc đại ca. Rai xin để ống dòng xuống, nhìn lấy cái này bay tới đại lượng đạn pháo, đột nhiên nhảy lên, trên không trung trong nháy mắt rút đau ra, hóa thành một đầu ăn khớp bạch tuyến, xoát 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 mấy lần, bay vụt đến tàu thuyền bên cạnh đạn pháo bị chỉnh tề mở ra. Oanh! Đạn pháo trên không trung nổ tung, cùng chung quanh rơi vào trong nước đạn pháo chỗ tóe lên bọc nước kêu gọi kết nối với nhau. Đạn pháo, không có một phát đánh trúng. Lại tới. Vừa giải quyết xong một đợt, trên bờ lại là một phát giống như thiết mạc ai ẩn cu tai đạn pháo gần sát, Raisin vừa dứt ở đầu thuyền, liền lại nhảy lên, lần nữa đem những cái kia hướng tàu thuyền hạ xuống đạn pháo đem cắt ra. Tàu thuyền hành động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, rất nhanh, tàu thuyền liền gần sát bên bờ. Thật sự là với, coi là bằng vào chỉ là đạn pháo liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Sơ nắc sắc mặt âm trầm bước ra cước bộ, đột nhiên hướng phía trước phương sông bắn xuyên qua, phía sau thái đao tại cái này một cái chớp mắt cũng bị hắn rút ra, hai tay nắm, dùng lực bổ hướng về phía trước cái kia đại hồ tử. du -Kats đi chết đi. Hàng quan chiếu vào, sơ nắc chém bổ xuống đầu. Công. Đao kia lưỡi đao, tại cát trên đỉnh đầu đứng vẫn không tiếng, một vòng màu trắng khí tức từ trên người cát phát ra, liền đới lấy chung quanh hải quân đều mờ mịt thành màu trắng khí tức, những khí tức đó hội tụ tại cát đỉnh đầu, ngăn cản được sơ nắc thái đao. Đây là thứ quái quỷ gì? Sơ nắc nhất kích không trúng, rơi xuống từ trên không, đao nhận xẹt qua, từ bên cạnh mạnh mẽ đụng tới. Công. Lại là một tiếng vang dọn. Thái đao đao nhận, bị màu trắng khí tức chặn lại. Chính nghĩa sẽ không nhượng bộ. Cát nhìn sơ nắc, nghiêm túc nói. Ta muốn bắt ngươi, chát ló sơ nắc. Này vô số bạch khí, bao phủ lại Cát, cũng bao phủ lại đông đảo hải quân, hình thành một bức cự đại thủng bài, ngăn cản tại sơ nắc trước mặt. Chính nghĩa chi thuẫn. Cát đóng to lên tiếng, trở tay quốc ra giao quân dụng, một cái tay khác nắm tay, đột nhiên đánh tại ở ngực, gấp ba. Hô. Nguyễn như gió lốc lóe sáng các sau lưng hải quân cấp tốc tụ tập tại một khối, tại màu trắng khí tức choáng nhiễm dưới, hình thành một cái càng thêm dậy đặc màu trắng chỉnh thể, giống như một đầu cự thú. Cùng ta, xong. Theo các tiếng trống, chỉ gặp này màu trắng khí tức bên trong truyền ra giao quân dụng rút ra vỏ, kiếm, đao, thanh âm, phản phất để cái này màu trắng cự thú có răng nanh một dạng, dương nanh múa vuốt hướng về phía sờ nắc xong lại. Cái này đến là cái gì? Sờ nắc vô ý thức lui lại một bước, có chút kinh ngạc nói. Hắn sống lâu như thế, còn từ chưa có xem dạng này lực lượng, là năng lực sao? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 443 Vướng viếu Nguồn mê truyện audio com nhưng mặc kệ là cái gì sơ có chút không kịp phản ứng hắn vừa lui lại một bước cái này màu trắng cự thú liền lấn người lên mở to miệng đem sơ nuốt không tiến vào này cự thú bên trong là các các loại một đám hải quân cầm dao quân dụng cùng súng ống tập thể trùng kích lên làm thứ gì sơ dùng trường đao rời ra một tên hải quân chém thẳng đang muốn thuận thế nhất đao bổ về phía cái này hải quân đột nhiên một cái giật mình quanh thân nhất chuyển chỉ thấy một viên đạn dán hắn khuôn mặt sát qua công sơ nắc đem trường đao quét ngang ngăn trở một tên khác chặt tới hải quân hắn động tác này vừa mới làm phụ cận lại có đại lượng hải quân nhào tới suy âm viên đạn cùng đao chém thẳng cùng xạ kích tại sơ nắc trên thân mà trong chớp nhoáng này tại viên đạn cùng đao nhận công hướng sơ nắc thân thể vị trí bên trên xuất hiện một vòng đen nhánh vũ trang sát bá khí bất quá bá khí mới hiển hiện liền có nhiều người hơn công kích đánh lên qua phanh phanh ba ba màu trắng khí tức bên trong phát ra liên tiếp tiếng vang với gặp lấy công kích sờ nát nắm chặt trường đao trên lưỡi đao kích thích bá khí đang muốn nhấc đao chém tới nhưng mà hắn vừa mới làm ra động tác này công kích hải quân bỗng nhiên tứ tán từ sờ nát bên người thối lui từ ngoại giới nhìn tương đương với màu trắng cự thú đem sờ nát phun ra một dạng căn bản không có chặt tới sờ nát đại ca lúc này tàu thuyền hoàn toàn cập bờ rai xin mang theo cờ vu binh đổ bộ xuống thuyền có chút lo lắng hướng phía sờ kêu bởi vì hắn tình huống nhìn không hề tốt đẹp gì, dương mau áo ngoài bị chặt trách tung tóe, trên thân cũng có một chút vết thương, búi tóc bị làm lộn xộn không chịu nổi, mười phần chật vật. Đáng giận, đó là cái thứ quỷ gì, tốc độ cũng rất lợi hại quỷ gì. Sơ nắc nắm chặt trường đao, trên lưỡi đao kích thích vũ trang sắc, nhưng mặc kệ là cái gì, loại trình độ này, ngăn cản không ta, đều lên cho ta. Những cờ vua đó binh nghe vậy, hết thảy phóng tới này màu trắng cự thú. Cái này một thuyền nhân số lượng cũng không ít, ước chừng 500 khoảng chừng, tập thể tiến lên tư thế, còn tính là ra dáng. Vì chính nghĩa. Cát phát ra trống to, cuốn lên màu trắng cự thú so với những này cờ vu binh càng nhanh cuồn cuồng cuốn tới. Nổ vật dừng A. À. Đúng lúc này, sơ nát phi thân lên nhảy, hoành thân nhất đao thẳng chém tới. Âm. Bao trùm bá khí nhất đao, hung hăng đụng vào cái này màu trắng cự thú trung gian hộ thuẫn bên trên, chỉ là cái này hộ thuẫn, không chút nào động. Cái này phòng ngự lực là chuyện gì xảy ra? Sơ nát nhất kích không có có hiệu quả, một lần nữa rơi trên mặt đất, có chút khó có thể tin nhìn lấy cái này cự thuẫn. Hắn sơ nắc công kích cũng không yếu, liền xem như bị cái kia gọi là Uruk đã đánh bại, nhưng là gia hỏa kia, cũng là dựa vào quả thực năng lực, đem hết toàn lực mới đánh bại chính mình. Hắn dạng này công kích, thế mà để cái này hộ thuẫn liền một tia vỡ tan đều làm không được. Sơ nắc không biết, ban đầu ở Bắc Hải thời điểm, liền Redfield đều không phá vỡ cái này phòng ngự, nếu là biết lời nói, vậy hắn ý nghĩ lại sẽ khác nhau. Hộ thuẫn, hắn không đánh tan được, nhưng các lại có thể hành động hắn rất nhanh liền xông lại, màu trắng cự thú đem những cờ vua đó binh cho nuốt hết, đi vào. Ngu ngốc, cờ vua binh mới không có yếu như vậy đâu, coi như người bên này là Vinsmo phục chế binh, nhưng muốn đánh bại bọn họ, cũng là không thể nào. Sơ nắc tự tin cười nói. Ngược lại là trai xin, nhìn lấy một màn này ánh mắt có chỗ chấp động, hắn hướng chung quanh nhìn xem, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Không có tất muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới Oga mang về nơi này dù sao cũng là hải quân cơ địa, ở chỗ này dặn có nữa không phải chuyện tốt, sẽ có viện quân đến, sơ nát đại ca ở chỗ này liền đầy đủ. Chỉ cần tìm được Oga, nhiệm vụ coi như hoàn thành, đến lúc đó, có là biện pháp bào chế những hải quân này. Ngay tại Trai xin vừa biến mất không thấy gì nữa, màu trắng khí tức liền một trận, phun ra nuốt vào, giống như là ăn xong thứ gì sau đi ra một dạng, lần nữa lui về sau, lưu lại siêu siêu vẹo vẹo cờ vu binh. Cái này, Sơ nát sững sờ một chút, cả kinh nói. Nói đùa cái gì a, à, đây chính là mù mù binh lính a chính nghĩa không dung vũ nhục các một mặt kiên nghị giao quân dụng trực chỉ sơn nắc hải tặc không cho phép tiến vào thành trấn nửa bước hư sơn nắc nheo mắt lại cười nói nói dễ dàng vậy ngươi đến đón thêm gần ta thử một chút hắn không đánh tan được cái này hộ thuẫn nhưng là những người này lại muốn tiếp cận lời nói hắn liệu mạng thù thương cũng có thể xử lý cái này đại hồ tử làm có lâu dài chiến đấu kinh nghiệm hắn hiện tại cũng phát giác cái này quỷ dị năng lực liền đến từ cái này đại hồ tử, Yukas. Rushi lao thủ hạ tương đối khó chơi một nhân vật, từ Bắc Hải trọng lấy Vinsmo thành quả liền có thể chứng minh, người này khó đối phó. Nhưng là, lại không khó như vậy đối phó. Hắn thực lực rất yếu, điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể lần nữa tiếp cận, là hắn có thể trước tiên chém tới nam nhân này. Nhưng Cax cũng ý thức được điểm ấy, cho nên giờ khắc này, hắn không có tiếp cận nam nhân này, mà chính là liền ngăn tại thành trấn cửa vào, chết sống bất động. Không dễ dàng như vậy tiếp cận, bất quá nha. Sơ nắc hiện lên nhe răng cười. Hải quân. Các ngươi là có nhược điểm. Sơ nắc trở tay nhất đao tấn công hướng thành trấn, vùng ra một đạo cự đại cảm kích, thẳng bay qua. Bảo hộ thành trấn, bảo hộ cư dân. Các bọn người tạo thành màu trắng cự thuẫn cực nhanh chuyển dời đến này trảm kích trước mặt, trảm kích đánh vào hộ thuận phía trên, đối cứng một hồi mới tiêu tán rơi. Nhìn, đây chính là các ngươi nhược điểm, cái gọi là hải quân, thật sự là quá trói buộc. Sơ nắc đi một bước, từ một phương hướng khác thẳng đến thành trấn, thử ngăn cản ta à, nếu không, ta liền giết sạch những người này. Phi mã đảo bởi vì lúc ấy tại Lao mở rộng phía dưới, không có gì duy nhất thành trấn cửa vào, bởi vì phồn hoa, cho nên thành trấn rất lớn, chỉ cần đặt chân lên, chỗ nào đều có thể tiến vào. Chủ yếu là lúc ấy Lao cho rằng không ai dám tới gần nơi này. Dù sao hắn tọa trấn tại cái này, đây chính là Tây Hải, cũng không phải cái gì tân thế giới, lại thêm bờ phòng nhiều như vậy trọng pháo, nào có hải tặc sẽ đến. Chỉ là hắn vừa đi, tại Tây Hải khả năng không có gì, thế nhưng là gặp được tứ hoàng cán bộ loại này. Vậy thì có vấn đề. Sơ liền nhạy cảm phát giác được bây giờ vấn đề. Không thể để cho hắn tiến vào thành trấn. Thấy một lần sơ muốn xông về phía trước, các khẽ cắn môi, mãnh liệt đắm ngực miệng, gấp năm lần. Cái này màu trắng cự thú, lấy càng nhanh chóng hơn độ tiếp cận sơ đem thân hình hắn nuốt hết tiếng màu trắng khí tức bên trong. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải chủ động đưa tới cửa. Sơ nắc các loại chính là cái này, gặp các bọn người một đầu tiếng đụng vào đến, trong tay thái đao vũ trang sắc nồng đậm hơn, nhất đao liền bổ về phía đi đầu tới gần đại hồ tử. Gấp năm lần, né tránh. Cass đang muốn hướng bên cạnh tránh ra, chỉ thấy sơ nát đao bỗng nhiên thay đổi phương hướng, từ dựng thẳng chuyển hoành, nhất đao chính giữa các phần eo. Ta. Nhưng là sẽ kiến văn sắc A. Sơ nát cười gằn nói. Chương 444. Mua điềm điềm vòng lão đầu. Nguồn. Mê truyện audio.com Mang theo vũ trang sắc nhất đao, hung hăng đánh trúng các bên eo, cho dù là tại bạch khí mờ mịt phía dưới, vẫn như cũ đánh trúng. té cai. Các biết không có cách nào tránh né, đành phải hét lớn một tiếng, thân thể đứng thẳng, đối cứng cái này thế tới hung mạnh nhất đao. Âm. Đao nhận đụng vào các eo sườn, chỉ nhất đao liền đem hắn đụng bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa mặt đất, đang bay khỏi đồng thời, sơ nắc tận mắt thấy, các bên eo choáng nhiễm ra máu tươi. Bảo hộ các gia chủ. Những hải quân kia, tại các ngã xuống ở phía xa đồng thời, cũng như một trận gió vây quanh quá khứ. Màu trắng khí tức thoát ly Snack, tại cách đó không xa hình thành hộ thuẫn. Hứ! Cái này kỳ quái năng lực còn không có biến mất sao? Xem ra nhất đao còn chưa đủ. Snack nắm chặt trường đao, cười gằn nói. Nhưng là không quan hệ, ta tìm tới phá giải biện pháp. Hắn không phá nổi cái này hộ thuẫn thì thế nào, nơi này lớn như vậy, cái này hộ thuẫn lại không thể bảo toàn tất cả mọi người, chỉ cần hắn nhằm vào những bình dân đó, những này ngu ngốc hải quân nhất định sẽ vây lại hắn, chỉ cần chủ động thu nạp hắn tiến vào cái này hậu thuẫn, là hắn có thể đối phó những người này. Các gia chủ Màu trắng khí tức bên trong, du hải quân lo lắng đem các đỡ dậy, từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ta không sao. Các che eo sườn, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra, một đau kia không chỉ có là phá hắn, tét cai, càng làm cho hắn nhận tổn thương không nhỏ, đau kia lưỡi đau uy lực, trực tiếp phá vỡ hắn eo sườn, chém ra một đạo lỗ hổng lớn. May mắn, cái này màu trắng khí tức, cho hắn ngăn cản không ít, nếu không một đao kia không chỉ có riêng là chỗ thủng đơn giản như vậy, đoán chừng có thể đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nhưng là, đây cũng không phải là là hắn lui bước lý do. Địch nhân là nổi danh hải tặc, nhưng vậy thì thế nào? Các sắc mặt càng thêm kiên nghị, ta tuyệt sẽ không lui lại, uy hiếp bình dân gia hỏa, tuyệt đối không thể làm cho ta lui lại. Chiêu quân, cùng ta cùng một chỗ, ngăn cản hắn. À, đám hải quân lần nữa kêu lên. Vây quanh hắn. Các trực chỉ giả bộ muốn công kích thành trấn sờ nắc, hải quân tập thể xuất động, lần này thật không có như trước đó như thế đem sơ nát nuốt không tiến vào, mà chính là vây thành một vòng tròn, này màu trắng hộ thuẫn kéo dài, hình thành lấp kín tường, đem sơ nát hoàn toàn vây quanh đi vào. Từng. Sơ nát sắc mặt nhất âm, trở tay nhất đao bổ về phía cái này màu trắng tường vây, phát ra một trận quanh minh, này tường vây, thoáng có chút dấu hiệu buông lỏng. Ồ, dùng loại này đần biện pháp sao? Ngươi cho rằng ta sơ nát sẽ sợ sao? Loại vật này, ngăn cản không ta. Sơn nắc lần nữa hiện lên nhe răng cười, đưa tay vung đao, bổ về phía cái này màu trắng khí tức hình thành tường vây. Phi mã trấn. Olga nhìn chăm chú lên phía trước cảng khẩu chỗ, này thỉnh thoảng truyền đến oanh minh, để thần sắc hắn khẩn trương. Đối phương thế nhưng là Tứ hoàng Big Mom hải tặc đoàn, mặc kệ người tới là người nào, muốn ngăn cản đều là rất lợi hại khó khăn sự tình, về phần đánh lui. Chỉ có thể nhờ ngươi, các trung tá, ngươi để cho ta đối hải quân một lần nữa giấy lên hy vọng, ngàn vạn. Ngàn vạn phải thắng a. Olga nắm chặt quyền đầu, thì thào lên tiếng: "Này sợ là không được." Đột nhiên, ở phía trên vang lên một thanh âm. Olga kinh ngạc chuyển mắt xem xét, liền gặp một cái tóc trắng người đàn ông tóc dài đứng tại trên nóc nhà, nhìn xuống hắn. "Ngươi, ngươi là Raijin?" Olga cả kinh nói. Raijin cười lạnh. "Olga, không ai có thể yên ổn từ mụ mụ này thoát đi mà không trả giá đắt, muốn rời khỏi chúng ta, nhất định phải chịu qua mụ mụ xét duyệt, ngươi cái gì cũng không làm, một mình chạy trốn, đây chính là không được." muộn muộn muốn ăn ngươi làm điềm điềm vòng, ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi. Ngươi. Oga thân hình bắt đầu run rẩy, hắn vô ý thức nhìn về phía cảng khẩu bên kia, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Bên kia hải quân, sơ nát đại ca tại đối phó bọn hắn, vì bắt ngươi, liền sơ nát đại ca đều xuất động, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy thoát sao. Rai -xin tự tin cười. Dù các coi như nổi danh, nhưng dù sao không phải Rusi Cloud, nếu như là hắn tại lời nói, chúng ta có lẽ sẽ không tới, nhưng không phải chúng ta, cũng sẽ là người khác mụ mụ muốn muốn đồ, vật, liền nhất định sẽ đạt được. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, Mễ mễ duyệt APP dựt Android táo điện thoại di động đều cái kia du không phải sợ nắc đại ca đối thủ, rất nhanh, sợ nắc đại ca liền sẽ lại tới đây, hòn đảo này, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, để thế nhân nhìn xem, vi phạm mụ mụ mệnh lệnh, hạ tràng lại là cỡ nào thê thảm. Mới sẽ không. Oga đột nhiên quát. Các trung tá đã đáp ứng ta, hắn nhất định sẽ bảo hộ ta. Đồng dạng, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, ta có chính mình ý chí, ta không phải biết mâm công cụ, ta muốn nói là, ta không muốn vì nàng làm tiếp bất luận cái gì thực vật. Rai xin thần sắc lạnh lẽo, rút ra bên hông bội kiếm, kiếm kia lưỡi đau dưới ánh mặt trời hiện ra hàng quang. Xem ra là nói không thông, trước tiên đem ngươi mang trở về rồi hãy nói. Nói, thân hình hắn lóe lên, kiếm nhận nổi lên hàng quang mang theo một đầu màu trắng lưu tuyến, bay thẳng Oga. Xong. Oga trong nháy mắt này nhắm mắt lại, nhưng giờ khác này, hắn lại vô ý thức thẳng tắp lòng ngực. Hải quân đang bảo vệ hắn. Hắn lại ở chỗ này giao phó hắn tín nhiệm. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không phải chịu biết mom bại bố. Tới đi. Ta dùng tử vong đến chống lại các ngươi. Âm. Một tiếng vang lớn, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dự đoán đau đớn không có tới lâm, Oga cũng chưa kịp nói ra hắn dự đoán lời kịch. Hắn nhắm mắt lại các loại một trận, vẫn là không đợi được cái gì cảm giác đau đớn, liền vô ý thức mở mắt. Phốc ha 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 con mắt này mở ra trong nháy mắt, hắn liền nghe đến một trận phóng khoáng tiếng cười. Chỉ gặp một cái tóc trắng tráng kiện người, trong tay dẫn theo tại này không ngừng run rẩy ra xin đưa lưng về phía hắn tại này cười to. Người này cũng là một tên hải quân, hất lên hải quân áo choàng. Người kia cười một trận, quay đầu hướng Oga nói. Uy, nghe nói ngươi điềm điềm vòng ăn thật ngon, chúng ta tới mua, nói đến, ta dẫn theo người này. Ai vậy? Đó cũng là một cái lão giả, thử mở răng Haku cơ hồ phản quan. Tại bên cạnh hắn, một cái đồng dạng tóc trắng, sợi râu như biếm tóc một dạng, mang theo kính mắt lão giả chỉ rai xin tại này cười. Thật là xui xẻo đâu, ha 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 ha. Đó cũng là cái hải quân, ăn mặc nghỉ dưỡng áo sơ mi cùng đại quần cộc, nhưng tương tự hất lên áo choàng. Ngươi, các ngươi. Oga có chút ngốc, cái này lúc nào lại ra hai cái hải quân, vẫn là hai cái lão đầu. Quy, điềm điềm vòng ngươi còn bán không? Lão đầu nhìn về phía Oga, hỏi lần nữa. Oga cái này mới phản ứng được, nuốt ngụm nước bọt, chỉ rai xin nói ngươi. Đây chính là trai xin tứ hoàng biết Mom nhi tử A, làm sao lại nhanh như vậy mất đi sức chống cự. Lão nhân này chuyện gì xảy ra? Biết Mom! Hai cái lão đầu liếc nhau, cái kia đeo kính lão đầu hỏi. Nàng đến tòa đảo này không có phát giác được A. Không. Tới là cái này trai sinh, còn có sờ nắc, cái kia nổi danh hải tặc, các trung tá đang cùng sờ nắc chiến đấu. A. Mang theo trai sinh lão đầu gật gật đầu, đối này đeo kính lão đầu nói. Ui, Sengúc, ngươi mau mau đến xem sao. Ha ha ha, lão phu cũng muốn đi xem nhìn đâu, rất lâu không có hoạt động. Đeo kính lão giả cười lớn. Vậy được, đợi chút nữa tìm ngươi đến mua điềm điềm vòng. Lão đầu đối Oga khoát khoát tay, dẫn theo Rai Sin, cùng đeo kính lão giả sóng vai hướng đi cản khẩu. Lưu lại Oga tại này trong gió lộn xộn. Hai cái này lão đầu đến là ai a? À? Chương 445 Là ai? Nguồn Mê truyện audio.com Âm Phanh phanh cản khẩu chỗ, sơ nắc từng đau từng đau chém vây quanh hắn màu trắng tường vây. Có lẽ là đội ngũ tách ra, lại có lẽ là cái kia đại hồ tử thụ thương, tại sơ nắc vung chặt phía dưới, cái này màu trắng tường vây là tại buông lỏng. Mỗi một kích xuống dưới, cái này màu trắng tường vây liền sẽ lui lại một điểm, tuy nhiên đằng sau sẽ còn để lên, nhưng mỗi một đau chặt qua, cái này màu trắng tường vây buông lỏng dấu vết lại càng lớn, liên tiếp công kích phía dưới, sơ nắc tận mắt thấy, cái này màu trắng tường vây xuất hiện vết rách. Công phá xuống tới, chỉ là vấn đề thời gian tuy nhiên hải quân số lượng không ít, nhưng không có cái này kỳ quái màu trắng khí tức, sơn Nắc liền hoàn toàn không sợ. loại này chất lượng hải quân nhân số tuy nhiên rất lợi hại phiền phức, nhưng sơn Nắc cũng không phải muốn đối phó toàn bộ hải quân, xử lý cái kia đại hồ tử, sau đó qua tập kích bình dân gây ra hỗn loạn là được rồi. hắn mục đích vốn cũng không phải là tới đối phó hải quân. âm, uhm. sơn Nắc lại là nhất đao chém tới, cuốn sạch lấy bá khí nhất đao đem cái này tường vây hộ thuận chém ra một đạo kẻ nước, đạo này kẻ nước, để hắn ý cười càng tăng lên mỗi một đao buông xuống đều bị màu trắng khí tức nội bộ hải quân một trận chấn động bọn họ cắn răng gắt gao đỉnh lấy sơ nát công kích dù là bị đánh chấn động lui lại y nguyên chống đi tới đứng vững chư quân đứng vững các một tay che eo sườn một tay nắm lấy dao quân dụng đứng tại phía trước nhất tại này trống to chúng ta không có đường lui một khi chúng ta lui bước thụ thương sẽ chỉ là bình dân tòa này thôn trấn Là lao tiên sinh giao cho ta thôn trấn cho dù là chết ta cũng sẽ không để lao tiên sinh đối ta thất vọng chính nghĩa cũng không lui lại có thể nói ba ngàn du gia tộc hải quân chỉ là đứng càng thêm thẳng tắp cùng kêu lên nói ra chúng ta tuyệt không lui lại chỉ là cái này hậu thuẫn không có càng thêm ngưng thực tình huống chỉ là duy trì lấy đồng dạng cường độ tâm tình kích động nhất chỉ có các mà thôi các ngươi ngăn cản không ta sơ nát cười gằn nói phá vỡ cái này kỳ quái lại ngu xuẩn hậu thuẫn chỉ là vấn đề thời gian lại cho các ngươi nhắc nhở một chút đi có phải hay không cảm thấy thiếu một người, rai xin hắn A, đã sớm trước đi qua. Chúng ta nhiệm vụ hội hoàn thành, mù mù muốn người tuyệt đối có thể được đến, mà các ngươi. Sơ nắc nắm chặt trường đao, mạnh mẽ hướng phía trước bổ một cái. Âm. Hậu thuẫn kẻ nước mở rộng, giống như vỡ vùng pha lê một dạng, hoàn toàn tản mát mở, hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một mặt lấy chèo chống hải quân bộ dáng. Vinsmo gia tộc phục chế binh. Không có gì không tầm thường, đứng lên, tiểu nhóm, Sơ nắc cao giọng nói. Những cái kia mới vừa rồi bị cực nhanh giải quyết cờ vu binh, từng cái đứng lên, trọng chỉnh đội hình. Chúng nó vốn cũng không phải là người, là mụ mụ thu thập linh hồn mà chế thành homie mi, coi như bị đánh ngã, chỉ cần không phải hình thể nhận tổn thất cực kỳ lớn hỏng, đều có thể tiếp tục đứng lên. Mà đối phương, chỉ là người mà thôi. Trùng kích quá khứ. Sơ nắc nắm chặt trường đao, kêu gọi cờ vu binh cùng nhau trùng kích quá khứ. Lộ ra sơ hở, chỉ cần lộ ra sơ hở là được. Tiến hành phòng ngự, ta cũng sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào du hải quân. Các hét lớn một tiếng, bạch khí gánh vác ra, bao phủ ra một hàng kia lộ ra sơ hở hải quân, nhưng rõ ràng là cái này bạch khí càng thêm mỏng manh. Một đại đát. Sơ Nặc lộ ra nụ cười, nên tiếp lần nữa bổ chém tới, liên tiếp mấy đao đánh vào hộ thuẫn phía trên. Đây càng vì mỏng manh hộ thuẫn, căn bản gánh không được hắn mấy cái đao, lại lần nữa vỡ vụn. Nếu như nói lần thứ nhất Sơ Nặc phí một điểm kình, có thể nắm giữ phương pháp về sau, đối mặt đây càng thêm mỏng manh hộ thuẫn, liền không cần như vậy phí sức. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Chú ý về ít công chúng thư hữu đại bản doanh liền có thể nhận lấy. Tan tác loại vật này, mãi mãi cũng là phát sinh liền vô pháp ngăn cản. Mà theo màu trắng khí tức tán loạn thời cơ, cờ vu binh cũng thừa cơ đột nhập đi vào, cùng hải quân chiến làm một đoàn. Hải quân tuy nhiên phản ứng kịp thời, đơn thuần đối phó những này cờ vu binh không có vấn đề, nhưng là bọn họ đối mặt, còn có một cái sờ nắc bạch khí kia thậm chí cũng không kịp tiếp tục khuếch tán ra sơ nát thừa cơ công kích mấy cái đao hạ xuống hoàn toàn đem các chỗ đứng lập vị trí hậu thuẫn cho chém tan âm trường đao mạnh mẽ đánh xuống bị các hai tay nắm ở dao quân dụng ngăn trở lực lượng khổng lồ để hắn chìm xuống Cước bộ liền vào trong đất buồn Hư dùng sức quá độ để cát kêu lên một tiếng đau đớn eo sườn chỗ máu tươi chảy càng thêm lợi hại ta đã tiến đến sơ nát nghe răng cười người cái kia quỷ dị tốc độ cùng màu trắng khí thể đối ta vô dụng, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Ta, ta sẽ không lui lại, dù là ngươi là 600 triệu treo giải thưởng phạm. Các nắm chặt dao quân dụng, cắn răng quát. Cái này cùng tại trên đỉnh không giống nhau, hắn tuy nhiên nhiệt huyết, nhưng là không phải dân bạch si. Cuộc chiến thượng đỉnh, hắn là có Kuro tiên sinh trợ giúp, lấy chính mình làm thuẫn, Kuro tiên sinh vì mau mới giết chết mấy tên thuyền trưởng. Mà người này, có thể so những thuyền trưởng kia mạnh hơn. Hắn là có cái, mau, đường nạp đức, hắn bộ hạ trực thuộc, chỉ là hắn ra ngoài tuần tra, không thể nào nhanh như vậy trở về. nhưng là hậu phương cũng là bình dân, cũng là lao tiên sinh cho ta sự nghiệp to lớn, chỉ là hải tặc, đừng nghĩ để cho ta tùy tiện nhận thua a. À. không biết từ đâu tới lực lượng, các sổ gầm một tiếng, đau nhận đi lên dương lên, thế mà bắn ra sờ nát trường đao. chỉ là cái này đánh một lúc sau, các lập tức nửa quỳ đi xuống, miệng lớn thở phì phò, này eo sườn chỗ máu tươi chảy càng nhanh. đang cùng cờ vu binh chiến đấu du hải quân, tốc độ trở nên chậm không ít thụ thương tình huống dưới, hắn năng lực cũng tại dần dần biến mất. Những hải quân kia tại các quỳ xuống trong tích tắc, liền hướng hắn phương hướng kia dân trào. Chết đi. Sơ nắc sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ, đau nhận quét ngang, vũ trang sắc bá khí càng thêm nồng đậm, hướng phía hải quân cùng các phương vị hoành chém tới. Một đao cắt đứt nổ vật dừng A. À. Sơ nắc trong mắt dữ tợn, trên lưỡi đao cơ hồ bao phủ ra cuồng phong, quét ngang quá lớn địa đều rạn nước mở. Một đao kia nếu là chém trúng, Cass cùng bên cạnh hắn tụ tập hải quân, chỉ sợ đều muốn biến thành hai đoạn. Bành. Đúng lúc này, hắn thân thể phản phất gặp cái gì trọng kích một dạng, lòng ngực đi đến một lõm, há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người hướng về sau bay ra ngoài, rơi ầm ầm mặt đất. Khục. Sơ nắc trên mặt đất trượt mấy mét, lại khục mấy ngụm máu tươi, ngửa đầu nhìn sang, là ai? Nơi xa, chậm rãi đi tới hai cái thân ảnh. Cái ý chí này lực lượng, vẫn là nhược điểm A. Tóc ngắn lão giả kéo lấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh, chậm rãi đi tới, mà bên cạnh hắn, đeo kính lão giả chính thu tay lại, đồng dạng đi tới. Dù các ý chí lực lượng quan tâm kêu gọi lên nhân tình tự cùng ý chí, bất quá phục chế binh bản thân không có nhiều tâm tình, cùng nhân loại bình thường khác biệt, không có phổ thông hải quân như thế có thể bắn ra cường đại tâm tình. Nói đến, suy nghĩ thái đơn giản, tốt cũng không dễ. Lão giả kia thẳng nhiên nói, có thể ổn định bắn ra loại ý chí này hình thành phòng ngự, nhưng muốn lại đề thăng lời nói, chỉ bằng vào bọn họ tạm thời là làm không được chỉ có suy nghĩ phức tạp nhân loại bình thường, tài năng bị kích thích càng cường đại hơn lực lượng. Dũng khí cũng tốt, ý chí cũng được, từ suy nghĩ phức tạp người nơi đó được đến, mới trân quý nhất. Phóc ha ha ha, lão phu mới không hiểu những này, bất quá có thể chống cự nam nhân này lâu như vậy, đã rất không tệ. Tóc ngắn lão giả cười ha ha âm thanh, thuận tay đem dẫn theo rai xin ném, nhìn về phía Cass nói. Làm rất tốt. Sen gúc nguyên soái gáp bên trong đêm. Cass nhìn về phía hai vị, cúi đầu ấy nấy nói. Hết sức xin lỗi, ta không có đánh bại Snack. Ta bây giờ không phải là nguyên soái, gọi ta đại giám sát liền tốt. Sen Gúc cười ha hả khoát tay, tiếp lấy nhìn về phía Snack, vung. Tiếp xuống cũng là ngươi. Chương 446 Thế giới lớn nhất vợ người Nguồn Mê truyện audio com Sen Gúc Gáp Snack kinh ngạc nhìn lấy đi tới hai cái lão đầu, hai người này, hắn đương nhiên nhận biết. Chỉ là Vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này a? À? sơ nắc không thể tin hết lớn. Phốc ha ha ha, đương nhiên là khách du lịch a. À. Gáp cười ha ha. Đúng đấy, phi mã đảo chơi vui như vậy, lão phu còn muốn chờ lâu một hồi đâu, quay đầu cũng cùng tơ su nói một tiếng, nơi này về sau có thể coi như hải quân chuyên chúc nghỉ phép địa phương. Sen gúc gật gật đầu, nói hai người, một trái một phải hướng đi sơ nắc, tại ánh mặt trời chiếu xuống, để bọn hắn chính diện hiện ra một mảnh bóng râm, bóng ma này che lại sơ nắc, để sắc mặt hắn càng ngày càng không tốt. Không, ta sẽ không ngược lại ở chỗ này. Sơn nắc bắt lấy trường đao, đột nhiên nhảy lên, hướng phía hai cái lão đầu bổ tới. Lao tiên sinh, lao tiên sinh, đại tin tức. Sampo địa. Kuro cầm một phần giấy báo tại hành lang chạy trước, cấp tốc tiếp cận lao văn phòng. Còn không có tiếng vào, hắn liền nghe đến bên trong thanh âm. À đau. Vida thở nhẹ âm thanh trong phòng làm việc vang lên. Ngoan, không đau, đừng lộn xộn, ngươi cái này thật chặt không tốt đâm đi vào. Có thể xác thực rất thương A, à, ngươi liền không thể điểm nhẹ nha, A à dễ chịu. Kuro mặc không biểu tình đẩy cửa ra, chỉ thấy Rida nửa nằm tại cloud trên đùi, mà cloud chính cho nàng móc lấy lỗ tai. Hắn đem ngoáy tai tại Rida trong lỗ tai hơi quấy quấy, lúc này mới vỗ vỗ nàng cái ót, đúng không, móc lỗ tai là kiện rất lợi hại dễ chịu sự tình, có rảnh sẽ giúp ngươi móc móc. Kuro, chuyện gì? Đại tin tức. Kuro dương dương trong tay giấy báo, nói. Phi mã đảo bên kia. Thế nào, các lại xảy ra chuyện gì, mang ta lên. Kuro lời nói đều không kể xong. Lao phản ứng đầu tiên chính là cái này. Kinh hải từ trên ghế salon đứng lên. Hắn phản ứng đầu tiên không phải phi mã đảo xảy ra chuyện, mà chính là các cái kia đại hồ tử lại làm cái gì yêu thiêu thân. Không có cách nào. Sợ a? À? Này thật không có. Cu lời nói để Lao thở vào, hắn đi đến bàn công tác này, ngồi vào trên ghế, cầm lấy một điếu xì si gà đốt lên tới. Chuyện gì a? À? Phi mã đảo. Gặp hải tặc tập kích. Liền cái này. Lao nhướng mày, không phải liền là hải tặc à. Này phiến biển không có hải tặc, tây hải hải tặc mà thôi, cũng sẽ không ra cái gì. Là biết Mom. Khụ khụ khụ. Lao lời nói đều chưa nói xong, cái này một thanh xì gà thiếu điều rút ra tiếng trong phổi, tại này không ngừng ho khan. Biết Mom cán bộ. Kuro lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi ngứa da đúng không, nói chuyện cho lão tử nói một nửa, đem giấy báo lấy tới. Lao Trừng Kuro liếc một chút, đưa tay ra nói. Kuro ngoan ngoãn đem giấy báo đưa tới. Lao quét mắt một vòng, tâm liền để xuống hơn phân nữa. Sơ bị hai cái này lão đầu cho bắt. Chuyện gì xảy ra, cái này hai lão đầu còn tại ta ở trên đảo đâu? Trên báo chí đại khái ý tứ, cũng là con trai của tứ hoàng, ban đầu tứ tướng tinh, một trong, treo giải thưởng sáu ức berry sơ đánh bất ngờ phi mã đảo không thành, bị ở đây sen gúc cùng gáp bắt được. Vâng, giống như một mực không đi. Kuro đẩy tới kính mắt. Không phải. Big Mom cán bộ tìm ta phi mã đảo làm gì? Lao nhíu mày. Kuro nói, Việc này ta đặc địa gọi điện thoại cho Cass, tự như là một cái gọi Oga người làm điểm điểm vòng ăn rất ngon, trước kia là Tô Tô Len, về sau chạy trốn tới Phi Mã Đảo, cho nên Snack là đến bắt hắn. Mặt khác, Cass, giống như thụ thương, đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Chú ý về ít công chúng thư hữu đại bản doanh liền có thể nhận lấy. Từng. Lao nhíu mày lại, nhiều nghiêm trọng. Còn tốt, eo sườn chỗ thụ thương, đi qua xử lý, hiện tại cơ bản không ngại. Kuro nói, Big Mom lao phun ra điếu thuốc sương mù, nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không trêu vào nàng, chạy tới Tây Hải tìm ta phiền phức, có phải hay không làm quá mức, như vậy tham ăn, cẩn thận có một ngày ăn chết a. À? Tham ăn. Người nào tham ăn? Rida vừa vặn mang ra một hộp tiểu bánh bích quy, sững sờ, hỏi. Với người không quan hệ. Lao trận mắt trừng một cái, hỏi. Sơ nắc xử lý như thế nào? Sen giám sát cùng gấp trung tướng chuẩn bị đè ép hắn trở về. Hy vọng không có gì ngu xuẩn hạng người qua tập kích chiếc thuyền kia, lại nói hạng hắn cũng không phải biết mâm thủ hạ a. À. Cloud cười lạnh lắc đầu. Kuro nhìn lấy Cloud biểu lộ, hợp thời im lặng. Hắn có chút tức giận. Làm đi theo Cloud hiện tại tương đối dài Kuro, hắn cũng sợ chuẩn Cloud tập tính, tuy nhiên không có ri đa chuẩn như vậy, nhưng cơ vốn cũng là có thể nhìn ra. Hiện tại Cloud là thuộc về tức giận trạng thái. Nhưng cái này cũng làm cho Kuro nội tâm có chút noãn lưu. Lao Tiên Sinh cũng không chỉ là đối Rida một người đặc thù chiếu cố nha, bọn họ những bộ hạ này thụ thương, vẫn là sẽ tức giận. Các như thế, vậy hắn Kuro thụ thương, vẫn như cũ như thế. Big Mom, hội tiến hành trả thù sao? Rida đột nhiên hỏi. Hẳn là sẽ không. Kuro ngẫm lại, nói. Đây không phải là râu trắng, Big Mom bản thân không có cái kia giả tâm, tuy nhiên danh xưng là mạnh nhất gia tộc, nhưng trên thực tế Big Mom đối với mình hài tử không có nhiều như vậy thân tình tại, chuyện này, rất có thể liền không chi có việc cũng là bản bộ sự tình, không quan hệ với ta, trừ Cass. Kuro, ngươi thay ta cho Cass thông cái điện, liền nói ta thăm hỏi hắn. Lao nói ra. Đúng. Kuro kính cái lễ, ta cái này qua gọi điện thoại. Theo Kuro rời đi, Vida nhìn lấy Lao biểu lộ, hỏi. Ngươi tức giận à nha? Khí khẳng định là có chút, nhưng dù sao chỉ là thù bị thương, khi hải quân nào có không bị thương, lão tử cũng không phải bảo mẫu, không có khả năng chiếu cố đến ta toàn bộ thủ hạ. Lao gật gật đầu, lão nhân kia vợ vì ăn thật đúng là không từ thủ đoạn, cũng không biết là chính nàng yêu cầu, vẫn là con trai của nàng tự mình muốn làm. Nhưng Kuro nói không sai, chuyện này, phát triển không cái thứ hai cuộc chiến thượng đỉnh, không cần quản nó, Sakajiki bên kia khẳng định hội chú ý biết mâm động tĩnh. Lão nhân vợ. Vida khác lời nói không nghe thấy, cái này trọng điểm ngược lại là bị nàng bắt lấy. Từng a, Bích mâm nha, trượng phu không biết có bao nhiêu, năm đó hơn 50 đều còn tại kiên trì sinh con, không biết gần nhất có hay không. Lao sờ lên cầm, nói thực ra, tứ hoàng bên trong, nàng là phiền toái nhất, ta không muốn gặp cũng là nàng. Tuy nhiên Kaidu cùng Big Mom là một cái lượng cấp, Lao đều không muốn gặp, nhưng lớn nhất không muốn gặp, thật đúng là chính là cái này Big Mom. Sắc thép khí cầu A, năm tuổi liền có thể xử lý cự nhân thôn anh hùng, này thân thể tố chất, có thể nói là cái thế giới này đỉnh điểm. Quả thực năng lực cũng rất lợi hại phiền phức, có hỏa có vân có nước, này vân còn có thể thả lôi, căn bản là thân thể cùng nguyên tố đều đạt tới một cảnh giới. Bất quá, cái này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn lại không đi tân thế giới. Gần đây về một chuyến phi mã đảo đi. Mặc dù nói không đến mức phát triển thành chiến tranh, nhưng là lấy Big Mom năng lực tình báo, đơn độc đối phó mấy cái, các đoán chừng chịu không nổi, riêng là này hai cái lão đầu không đang bay phan cần tình huống dưới. Lao ngẫm lại, nói. Chương 447 Nghĩ ăn chứng Nguồn Mê truyện audio com Tại Cloud có kế hoạch xuất hành phi mã đảo thời điểm, lúc này, tân thế giới một nơi, lúc này cũng dựng dục nguy cơ, tô tô lên vương quốc, bánh kem đảo. Đêm đêm vòng. Một cái bóng người to lớn tại tràn đầy món điểm tâm ngọt làm thành kiến trúc bên trong không ngừng tiến hành phá hư, này bóng người to lớn nhất quyền liền đạp nát một khối bính kiền phòng, thuận tay cầm lên một khối thả ở trong miệng nhai lấy, nước miếng theo khóe miệng rơi xuống, phía trên hai con ngươi đã là một mảnh đỏ thẫm, tràn ngập điên cuồng. Mụ mụ. Xin hơi nhẫn nại một chút, điềm điềm vòng đã trên đường. Một cái cao lớn cường tráng, trên tay mang theo quyền kích thủ sáu năm tử tốc vàng mang theo rung rẩy đi tới nơi này bóng người to lớn phía dưới hy vọng gọi lên cái này cự đại người lý trí điềm điềm vòng cự đại người cúi đầu quét mắt một vòng không lưu tình chút nào nhất quyền đập tới âm người kia cấp tốc né tránh nhưng là quyền đầu đánh xuống mặt đất dẫn dắt sóng xung kích vẫn như cũ để hắn bay rớt ra ngoài ta muốn điềm điềm vòng cho ta điềm điềm vòng phát cùng cự nhân thân hình cao lớn hình thể mập mạp tại này không ngừng ăn bánh bích quy miệng bên trên có nồng đậm sau môi trên ánh mắt có màu tím nhạt nhãn ảnh ăn mặc phấn hồng sắc váy đầm cũng mang theo phấn hồng sắc thuyền trưởng mũ đây là bít mom hải tặc đoàn thuyền trưởng tô tô lên vương quốc nữ vương tứ hoàng chát ló linh linh bavari không muốn ở nơi đó khuyên mụ mụ ngươi sẽ bị giết tại này bay rớt ra ngoài người hậu phương một cái trường tỷ lưỡi dài đầu đội lấy cao mũ và dạ tay cầm bánh kẹo quải trường nam nhân tại gọi là lấy cách xa như vậy điểm mụ mụ nghĩ ăn chính phát tác thế nhưng là lại tiếp tục như thế bánh kem đảo hội bị mù mù phá đi a à, rốt tư ca bavari đứng lên gấp giọng nói sơnacca cũng không có mang oga trở về chỉ nhìn bọn họ cũng không kịp a à. dài bánh mì đã mang theo opera đang nghĩ biện pháp oga trước đó ở chỗ này làm lâu như vậy điềm điềm vòng cách điều chế sớm đã bị dài bánh mì biết dùng không bao lâu điềm điềm vòng liền có thể đưa tới về phần hiện tại không ai có thể ngăn cản đến mụn mụn. có lưỡi dài đầu chính là chác ló linh linh con trai thứ nhất chác ló Perosveto đồng thời cũng là bít mâm trên lý luận phó thuyền trưởng. Thế nhưng là, Bavari hướng phương nhìn lại, cái kia cao hơn 8 mét cự nhân, lúc này chính đang khắp nơi phá hư. Homie, cùng ở lại đây người, tất cả đều bởi vì nàng khủng bố mà bốn phía chạy, chăm chú làm ra kiến trúc, tại nàng phá hư dưới, biến thành phế tích, Bavari khô khốc há miệng. Bánh kem đảo. Không có việc gì. Đột nhiên, một thanh âm tiếp nhận Bavari lời nói, chỉ gặp một cái cao lớn người nhanh chóng đi tới, cao gót giày đánh chạm đất mặt phát ra có tiết tấu thanh âm. Người này có một đầu hiện hồng sắc tóc ngắn, bắp thịt rất là cường kiện, riêng là hai chân rất lợi hại thon dài, trên gương mặt đều có đường may sữa vết sẹo, trên cánh tay trái có phấn hồng sắc khô lâu hình dáng hình xăm, mang theo một đầu như hoa một dạng khăn quàng cổ, bao phủ nơi miệng, chỉnh thể ăn mặc phong cách, có loại kim loại đen phong. Kataki Kaka Bavari cả kinh nói Bavari, ngươi nhìn không có việc gì liền tốt, cách mụ mụ xa một chút. Kataki vừa đi vừa nói. Đêm đêm vong. Chắc ló linh linh như trước đang phát cuồng, cánh tay nàng vung vẩy, đem một loạt phòng trọ trực tiếp quét thành phế tích, tản mát cặn bã hướng phía Kataki bên kia bay tới, bị hắn nhẹ nhõm mấy cái nghiêng người tránh thoát, bước đi động tác không thấy chút nào trì độn. Kataki, làm sao ngươi tới? Perosvepo hỏi. Có một cái không tốt tin tức. Kataki nhìn về phía còn tại phát cuồng chát ló linh linh, nhưng bây giờ không phải là nói thời điểm. Đêm đêm vong chắc ló linh linh nhìn thấy kataki hai tay hướng lên trên dùng lực đập xuống mau tránh ra kataki kaka bavari hét lớn không sao kataki sắc mặt trầm tĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn chắc ló linh linh đập tới sông quyền thản nhiên nói ta đã đoán được một màn này mụ mụ hồi tỉnh táo lại điềm điềm vọng đến đột nhiên chỉ gặp hậu phương một cái cự đại đầu cùng cánh tay đều bị bơ dịch thể bao trùm nam nhân cổng một cái thấp bé ăn mặc phấn hồng sắc đầu bếp chịu già đầu cấp tốc chạy tới dài bánh mì. Ngươi làm tốt sao? Perospepo kinh hỉ nói. Đương nhiên. Opera, ném ta đi lên. Dài bánh mì phân phó lấy dưới cự hắn. À. Opera bắt lấy trên lưng thấp bé dài bánh mì, dùng lực đem hắn đi lên ném một cái, chỉ gặp cái này thấp tiểu lão đầu, cổng một cái cự đại kiện hàng, thẳng hướng lấy cự đại nữ vương bên kia bay đi. Linh Linh, ngươi điềm điềm vòng. Không trung, hắn từ trong bao móc ra một cái điềm điềm vòng, dùng lực hướng quyền kia đầu liền muốn đập xuống tại này miệng mở rộng phát ra vô ý thức gào thét linh linh miệng bên trong ném qua qua. Cự đại song quyền, tại Kataki trên đầu dừng lại, kình phong mãnh liệt, tại Kataki dưới chân kích thích một đoàn sóng xung kích, đẩy ra chung quanh phế tích. Mà trong miệng nàng, chính đang nhắm nuốt lấy cái gì, này điên cuồng thần sắc, dần dần bình tĩnh trở lại. Linh linh, đều ở nơi này. Thấy chát ló linh linh biểu lộ bình tĩnh trở lại, dài bánh mì đem phía sau cự bao lớn hướng phía trước ném một cái, tất cả đều ném đến trên mặt nàng, chát ló linh linh nhãn tình sáng lên, tiếp nhận này cự bao lớn, đưa tay liền từ bên trong móc ra một cái điềm điềm vòng, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu ăn. Dạng này liền. Dài bánh mì bôi một thanh trên đầu mồ hôi, đột nhiên phát hiện hắn còn ở giữa không trung, mất đi trùng lực, hắn hai đầu tiểu đoạn thối tại này vô vị trượt một lát, chợt một chút hướng tiểu rơi xuống. Cứu ta a. À. Dài bánh mì hô to. Ba. Ngay tại hắn mặt sắp kề sát đất thời điểm, một cái tay bắt hắn lại chân, để hắn mặt cùng mặt đất chỉ lưu một điểm khoảng cách. Kataki bắt hắn lại chân. À, Kataki, cảm ơn. Dài bánh mì từ dưới dương mắt mắt nhìn Kataki, thở phào. Âm. Vừa dứt lời, Kataki cổ tay chuyển một cái, liền đem dài bánh mì cả người lật chính, mượn ngón tay buông lỏng, để hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Không có sao chứ, đầu bếp trưởng. À, may mắn có ngươi. Dài bánh mì chín chín trên đầu cái mũ, nhìn về phía tại này ăn như gió cuốn chát ló linh linh, thở phào. Xem ra vị đạo còn có thể, cuối cùng là bắt kịp này ngồi xếp bằng cự đại người nhanh chóng ăn điềm điềm vòng rất nhanh này bao lớn bên trong đồ vật liền dần dần gặp kiện hàng khô quát đứng lên thẳng đến ăn xong cái cuối cùng cái này tự đại nhân tại nhắm mắt lại tự hồ là đang dư vị thật lâu nàng phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm mà 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 nha vị đạo rất tốt dài bánh mì ta đầu bếp trưởng chắc ló linh linh cười rộ lên có hay không o đã không trọng yếu ta ăn vào vị đạo tốt hơn điềm điềm vòng ngài hài lòng liền tốt dài bánh mì cuối người thi lễ mà 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 nha, ta rất hài lòng. Chát ló linh linh ngửa đầu cười to. Rốt cục giải quyết. Perosvepo bôi một thanh trên đầu mồ hôi, đối một bên Opec nói. Ngươi làm rất tốt, Opec. Bắt kịp là được. Opec ngu ngơ nói, mụ mụ. Đúng lúc này, Kataki hướng phía trước đi mấy bước, tiến vào chát ló linh linh tầm mắt. Ồ, Kataki à, nhi tử ta, có chuyện gì? Chát ló linh linh cười hỏi. Kataki trầm mặt một trận, nói. Sơ bị hải quân bắt, Chương 448 Chợt nghe thằng chức kinh hải ngồi dậy, không có việc gì đàm tiếu lại một ngày. Nguồn Mê truyện audio.com Sơ nắc Bị hải quân bắt Nghe nói như thế, trước hết nhất kịp phản ứng là Perospepo. Đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý trong Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Sơ nắc Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại bị hải quân bắt lấy, chỉ là qua Tây Hải mà thôi. Là ngươi hạ lệnh à, Perosvepo. Kataki quay đầu nhìn về phía Perospero để sờ nắc qua Tây Hải mệnh lệnh là ngươi hạ đạt. Đây hết thảy đều là vì mụ mụ, Kataki. Perospero nói ra. Cái kia Oga không xuất hiện, nếu như lần này không có dài bánh mì, mụ mụ hắn liền lại. Đằng sau lời nói không cần lại nói, vừa rồi dáng vẻ đó cũng là tốt nhất chứng minh. Sau khi khiếp sợ, Perospero phát hiện điểm đáng ngờ, không thể tin nói. Mà lại Tây Hải tại sao có thể có có thể đối phó Sơn Nắc, nói đùa cái gì a? À? Senkoku cùng gắt là bọn họ bắt Snack cùng Raisin, rất lợi hại không may là, bọn họ lúc ấy liền tại phi mã đảo, trùng hợp đụng vào Snack cùng Raisin, bọn đệ đệ liền bị bắt. Còn có, phi mã đảo cơ địa trưởng, Yucax, lúc ấy chống cự Snack thật lâu, trên báo chí cũng có chỗ đưa tin, nếu như không phải hắn lời nói, có lẽ Snack liền bắt về Oga. Kataki nhìn về phía chát ló Linh Linh, nói. Mù mù, làm sao bây giờ? Senguk? Gáp. Chát ló Linh Linh nghe được hai cái danh tự này, hơi sững sờ, mà 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 nha, này hai tên gia hỏa thế mà tại Tây Hải, sơn nắc rất lợi hại không may đây. Perosvepo. Vâng, mụ mụ. Perosvepo thân thể nghiêm, chảy lên mồ hôi, chuyện này không có vấn đề, chúng ta có cường đại mạng lưới tình báo, đồng thời gần nhất cũng cùng Vinsmo đưa trước dây, có thể từ chính phủ thế giới nơi đó, đem người trao đổi đi ra. Chúng ta cùng râu trắng lão đầu kia không giống nhau, mà lại con của hắn, Acer, là bị tích chọc tới khi thất vũ hải đầu danh trạng. Mà lần này lời nói, chỉ cần gút cùng gáp cùng tạm giam hải quân giao tiếp, chúng ta liền có thể thừa cơ đánh bất ngờ, đem Snack cùng Raisin cứu ra. Chính phủ thế giới bên kia, để Vinsmo gia tộc thông tri tốt là được. Ừm. Chắc ló Linh Linh ngẫm lại, gật đầu nói. Vậy liền theo lời ngươi nói làm, làm thỏa đáng nó, Perospepo, nghĩ cách cứu viện ra ngươi đáng yêu bọn đệ đệ. Vâng. Ta nhất định hoàn thành. Perospepo nói ra. Còn có cái kia. Cái gì các hải quân, hắn phải bị giáo huấn. Chắc ló Linh Linh nói, mù mù, đó là Rushi lao thủ hạ. Kataki nhắc nhở. Ồ, liền cái kia xử lý rất phiêu hải quân sao? Thì tính sao, ta thế nhưng là Big Mom A, à, trừ cái kia Cas bên ngoài, ta cũng phải để hắn nhận giáo huấn. Chắc ló Linh Linh cười ha ha. Không nhất định phải dùng chiến tranh phương thức, chúng ta có thể dựa vào ưu thế quá nhiều, giao cho ta đi, mụ mụ, ta sẽ để cho cùng du cắt có quan hệ người, nhận trừng phạt. Perosepo liếm liếm trong tay kẹo que, âm hiểm cười nói. Tần thế giới, bản bộ, nguyên soái văn phòng lão phu không đáp ứng. Sakajiki đối điện thoại trùng tại này cùng hống, giao cho hải quân tạm giam hoàn toàn không có vấn đề, tại sao phải lâm thời giao cho chính phủ thế giới? Cái gì? Chính phủ có chính phủ cân nhắc, lão phu không đồng ý, sơ nát thế nhưng là 600 triệu treo giải thưởng phạm. Từ sen cùng gáp tạm giam, tuyệt đối có thể đến im theo đao. Đáng giận. Sakajiki một thanh cúc điện thoại, quyền đầu chỗ đốt bốc cháy, biến đến đỏ bừng một mảnh. Cửa, Kiyaru cầm một cái trà túi đi tới, nói ra a à, tức giận như vậy nha sakajiki phi mã đảo sự tình ngươi hẳn là rõ ràng đi bosalino sakajiki cắn răng nói phía trên muốn để cho chúng ta đem người giao cho bọn hắn nói là vì phòng ngừa lần thứ hai cuộc chiến thượng đỉnh bạo phát cái này cũng không có gì không tốt hải quân hiện tại kinh không tầm thường lần thứ hai đây khi yaru nhúng nhúng vai ngồi vào một bên trên ghế salon móc ra hai cái cái chén đối sakajiki nói muốn tới một chén sao tạ sakajiki gật gật đầu tiếp lấy vừa giận nói cái gì tứ hoàng chỉ cần là hải tặc lão phu sẽ không để cho bọn họ muốn làm gì thì làm hải quân cho tới bây giờ liền chưa sợ qua hải tặc nhưng là ngươi bây giờ không phải là đang chủ trì thế giới trưng binh sao khi đến một câu sakajiki nghe vậy quyền đầu bắp càng chặt đáng giận khi đem trà phao xong chính mình lấy trước lên một chén uống một ngụm sau đó cười ha hả nói chuyện quan trọng đương nhiên là trước làm biết mom bên kia tạm thời không cần để ý tới, để bọn hắn tại tân thế giới chính mình chơi liền tốt, tuy nhiên lão phu không cảm thấy sẽ có lần thứ hai trên đỉnh. Sakajiki nhắm mắt lại, nặng nề hô hấp mấy lần, vậy liền giao cho phía trên. Còn có chuyện, liên quan tới Yukats, tại phi mã đảo chống cự Senak, Sengut cùng Gap đã báo cáo đến, chuyện này, chúng ta không thể bạc đại hắn. Rushi Cloud đã bị đặt tại Sampo, lão phu vô pháp sách hắn, nhưng là hắn bộ hạ, lão phu vẫn là có biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nha. Kiyaru ha ha cười nói. Lão phu đối cái này không ý kiến. Vậy cứ như thế xử lý, Yukats, bảo vệ hải quân vinh dự, tăng một cấp, vì thượng tá đi. Cũng coi là cho Rushi Cloud đền bù tổn thất. Sakajiki chậm rãi nói. Hắn tự giác thua thiệt Rushi Cloud rất nhiều, nhưng là hắn gần nhất thăng không chức, nhưng hắn cấp dưới lại có thể. Cax thăng. Sampo, văn phòng. Lao quải điệu bàn công tác điện thoại, hơi có chút ngay người. À. Vida hướng hắn nhìn lại, tràn đầy nghi vấn. Vừa rồi bản bộ điện thoại tới, cho ta biết, nói ta cấp dưới Ducax, bởi vì chống cự tứ hoàng Big Mom dưới cờ ban đầu, tứ tướng tinh, một trong snack, bảo vệ hải quân vinh dự, cho nên bị tăng một cấp, thành thượng tá. Lao cắn xì gà, nói. Tin tức ngầm là, lần này Sen Gúc cùng gáp tại bản bộ bên kia cho các thỉnh công, cho nên mới có thăng. Rất tốt nha. Vida gật gật đầu, này các tương đương chính thức tiếp nhận phi mã đảo. Không sai biệt lắm, dù sao cũng là thượng tá, may mắn, việc này cùng ta không có quan hệ gì, nếu là ngay tiếp theo ta đều thăng. Nghĩ đến cái này hậu quả đáng sợ, lao đánh cái giật mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tử liền đi đem tô tô len cho nổ. Hải quân thượng tá, không quan tâm là chi bộ vẫn là bản bộ, đều là một chỗ cơ địa trưởng quân hàm phù hợp. Các có thể tới vị trí kia, lao ngược lại là thẳng không quan trọng, không mang tới hắn là được, thậm chí còn có chút vui vẻ. Cấp dưới thăng chức hắn khẳng định là không đi ngăn cản, mà lại cắt đến thượng tá, này cơ bản cũng là thỏa thỏa đóng đinh tại phi mã đảo. Cái này để hắn bất đắc dĩ nam nhân, cuối cùng là không kề cận hắn. Hắn cũng không cần mỗi ngày nằm hảo hảo nghe được tin tức liền kinh hải ngồi dậy, sau đó phát hiện không có việc gì liền lại chuyện trò vui vẻ lại một ngày. Rất lợi hại tâm mệt mỏi thật sao? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 449 Mâu Cùng Thuẩn Nguồn Mê Truyện Audio com Nửa tháng sau Một chiếc tàu chiến dừng sát ở Sampo địa cảng khẩu. Một đám hải quân mang theo một tên ăn mặc đầu bếp phục người đi xuống, đây chính là Sampo địa A. Olga đánh giá này nổi giữa không trung sau đó vỡ tan thất thải phao phao, lại nhìn lấy người đi đường, có chút nghi nói. Nghe nói Sampo địa rất náo nhiệt, cái này nhìn lấy làm sao có chút vắng vẻ. Sampo địa tại hắn trong ấn tượng, nên là phi thường náo nhiệt mới đúng, mà bây giờ, cái này phồn hoa trình độ để hắn có chút mê hoặc. Đó là bởi vì, sớm tại đoạn thời gian trước, Lao Tiên Sinh, cũng chính là tòa đảo này cơ địa trưởng, phát động một trận nhằm vào hải tặc cùng hát bang đại thanh tẩy, bên cạnh hắn một cái đại hồ tử mang theo điểm sùng bái nói. Không khác biệt đối phạm tội phần tử tiến hành giết hại, bốc lên đắc tội quyền quý mạo hiểm, giết hơn một vạn người, cũng phải trả Sampo địa một cái hòa bình, phần này mục tiêu, phần này ý chí, thật sự là để cho người ta khâm phục. Đồng cảm. Sau lưng đại hồ tử, một cái ông thập văn tự thương tráng hán gật gật đầu, nói. Sơ nghe nói lúc, tại hạ cũng cảm giác sâu sắc bội phục. Một vạn. Oga nghe được cái số này, đôi mắt trừng lớn, chảy xuống mồ hôi lạnh, Loại kia sát nhân ma vương một dạng người, là người cấp trên. Ngươi rất lợi hại sùng bái hắn, thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít thư hữu đại bản doanh đề cử ngươi ưa thích tiểu thuyết, lĩnh tiền mặt hồng bao. Cái gì gọi là sát nhân ma vương? Đại hồ tử có chút khó chịu nói. Lao tiên sinh, thế nhưng là vì chính nghĩa các loại bình tài sở làm hết thảy, ngươi không hiểu không quan hệ, nhưng xin đừng nên chửi bới. Thật có lỗi. Oga kịp phản ứng, đối đại hồ tử làm ấy nấy. quy Cax. Đột nhiên phía trước vang lên thanh âm. Chỉ gặp Kuro mang theo một đám hải quân tới gần, rất lâu không gặp. a à, là Kuro tiên sinh. Các hướng hắn kính cái lễ, rất lâu không gặp, Kuro tiên sinh. Kuro gật gật đầu, hướng các eo sườn nhìn một chút, thương thế thế nào. Cảm tạ quan tâm, đã tốt không sai biệt lắm, ta càng thêm ấy nấy là, không có trước tiên có thể bảo vệ ở phi mã đảo, còn muốn dựa vào hắn hải quân viện thủ, thật sự là hổ thẹn lao tiên sinh hy vọng. Các ấy nấy cúi đầu. Loại chuyện đó, lao tiên sinh không phải cho ngươi khuyên giải qua ngươi sao, để ngươi không cần để ở trong lòng. Kuro nói, bỗng nhiên suy nghĩ gì, nhưng người để sau lưng hải quân nhường lại, giới thiệu nói. Đây là uy bua thượng tá, Sampo địa hải quân trụ sở quân quan, trước mắt xem như lao tiên sinh phụ tá, hắn vẫn muốn gặp ngươi. Vừa dứt lời, hải quân bên trong liền hiện lên một đạo bạch sắc gió xoáy, cực nhanh đi vào Cass bên người, Cass còn không có kịp phản ứng, một đôi tay liền bị dẫn dắt đi lên chỉ gặp so với hắn thấp một cái đầu một cái uy mạnh hán tử kích động cầm tay hắn ngươi tốt ngươi chính là du cát thượng tá đi lao thiếu tướng thuận, ta là uy bua muốn trở thành lao thiếu tướng mâu năm nhân a à. cát hai mắt tỏa sáng trái lại nắm chặt uy bua tay thì ra là thế ngươi có được dạng này chí hướng a để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a cát tiền bối uy bua kích động nói xin cho ta học tập như thế nào việc lao thiếu tướng làm việc gọi ta cát liền tốt tại việc lao tiên sinh hiệu lực trong chuyện này, không có cái gì tuần tự phân chia. Các nhiệt huyết nói. Để cho chúng ta việc lao tiên sinh mỹ hảo ngày mai phấn đấu. Cax thượng tá. Weibo lệ nóng doanh trồng. Weibo thượng tá. Các cũng tương tự lệ nóng doanh trồng. Quá. Quá làm cho người cảm động. Một bên đường nạp đức cũng vì một màn này kích động không kềm chế được. Này này, với, các ngươi quay đầu chính mình làm. Kuro cái tráng toát ra một đạo hắc tuyến, ai là Oga, là ta Olga đi tới, gãi gãi đầu nói, đi theo ta Rida tiểu thư muốn ăn ngươi làm điềm điềm vòng Ta dẫn ngươi đi hải quân căng tin Mặt khác, cũng cho chúng ta đầu bếp trưởng quan sát quan sát Kuro đẩy tới kính mắt, nói Cax, về phần ngươi, không phải muốn tìm Cloud Tiên Sinh sao? Ta muốn đi tìm Cloud Tiên Sinh Cax kịp phản ứng, lưu luyến không rời buông ra uy bua tay Cùng hắn cùng nhau đi theo Kuro hướng hải quân trú đi tới Cax đương nhiên không có ở sample địa nhận chức hắn chỉ là qua bản bộ lĩnh một chút chính mình thượng tá quân hàm mà thôi vừa vặn thuận đường đến một chuyến sampo lao biết tin tức này về sau dứt khoát để hắn đem cái kia nổi tiếng lâu đời toga mang lên hắn cũng không cần đi một chuyến phi mã đảo trong văn phòng lao ngồi đang làm việc bàn nhìn lấy một tên hải quân mang tới một phần hải quân nội bộ phát cắn xì gà phun ra một điếu thuốc sương mù hừ lão tử liền biết vấn đề này liền mẹ nó thảo đảng lao đem phát buông xuống khinh thường cười cười làm sao Vida ở một bên hỏi. Áp giải sơ nắc cùng trai xin thuyền, bị Big Mom hải tặc đoàn cho tập kích, người bị cứu ra. Lao nói ra. Sen gúc cùng gáp tại tình huống dưới. Vida kinh hãi một chút. Dĩ nhiên không phải. Lao lắc đầu. Người đã giao cho chính phủ thế giới, kết quả chính phủ thế giới thuyền bị tập kích, cái này mẹ nó cũng quá nhanh, liền bản bộ đều không qua, thuyền ngay tại tân thế giới bị tập kích, cái này bên trong nếu là không có chuyện ấn ở bên trong, ta đều không tin, bất quá. Rất bình thường chính phủ thế giới nha, duy vững vàng nha, thật muốn bắt sờ nắc, ai biết cái kia bác gái có thể hay không nổi điên đến muốn làm lần thứ hai trên đỉnh, thật muốn làm, vậy ta tất nhiên sẽ bị chinh triệu. Tứ hoàng nha, để bọn hắn tại tân thế giới cho cắn chó là được. Hiện tại tân thế giới rất hỗn loạn đâu, mấy cái siêu tân tinh đột nhập đi vào, u rút đánh bại sờ nắc, cái kia tóc đỏ kíp cũng đoạt mấy chiếc linh linh thuyền, rất lợi hại có ý tứ A à, để bọn hắn chơi đi, dù sao tân thế giới, không phải hải quân có thế quản hạt địa phương. Chính phủ thế giới quản hạt địa phương, chỉ có tân thế giới một chút xíu tới gần redliner phương vị. Bọn họ cơ bản cùng tại tứ hải cùng đại hải trình, sớm mấy chục năm chính phủ thế giới có ý tưởng, nhưng là tại tân thế giới đầu nhập quá nhiều kết quả không có bất kỳ cái gì hiệu quả, liền co vào phòng tuyến. Cho nên việc này, chớ nói Cloud không muốn quản, muốn quản cũng không có quan hệ gì với hắn. Cloud tiên sinh. Cửa bị gõ vang một trận, sau đó Kuro đẩy cửa tiến đến, nói: "Các thượng tá tới. Cloud tiên sinh." Các kích động đi đến trung ương thẳng tắp xong lao kính cái lễ, nước mắt không tự giác liền lưu lại. Dù các hướng ngươi đưa tin. Ngừng ngừng ngừng. Lao vừa nhìn thấy cái này đại hộ tử liền không khỏi dịu đau đầu, hắn xoa xoa mi tâm, khoát tay nói. Đến là được, không muốn như thế chính thức. Thương tổn thế nào? Nhờ ngài phúc, hiện tại đã không có gì đáng ngại, phi mã đảo vận chuyển cũng rất tốt, sau ngài tại thời điểm, còn muốn càng thêm phồn hoa. Các trịch địa hữu thanh. Lời nói này. Lão tử tại chẳng lẽ liền không tốt lao trận mắt trừng một cái, tốt là được, lưu lại ăn cơm rau dưa, xong ngươi liền trở về đi. Vâng. Lao tiên sinh. Các không khỏi kích động lên. Ăn cơm. Lao tiên sinh thế mà lưu hắn ăn cơm. Hắn lại bị Lao tiên sinh thừa nhận một bước. Ngoại giới, hải quân trụ sở. Mấy cái hải quân đảo nhắm mắt ngã trên mặt đất, y phục đã bị lột sạch. Mấy tên ăn mặc hải quân chế phục người đứng ở nơi đó, bên trong một người sửa sang một chút cái mũ, cái mũ bóng mờ che đậy ánh mắt hắn, chỉ lộ ra tràn ngập nhe răng cười bờ môi bắt đầu hành động chương 450 ám sát nguồn mê truyện audio.com hải quân căng tin chỗ Oga bị Kuro mang vào lúc này hải quân căng tin có đại lượng đầu bếp tại này xử lý nguyên liệu nấu ăn đại hải trình loài cá loại thịt rau quả đều bị xử lý chỉnh chỉnh tề tề bếp sau một bức náo nhiệt chi tượng đây chính là hải quân trong phòng ăn ngươi muốn làm điềm điềm vòng ngay ở chỗ này làm cũng có thể làm nhiều một điểm Kuro nói ra. Ta cũng muốn nếm thử, làm cho nhớ thương món điểm tâm ngọt, vị đạo đến như thế nào. Không có vấn đề, ta đến cũng là làm cái này. Oga cuốn lên tay áo, để cho ta tới làm một vố lớn đi. Kuro dẫn hắn sau khi tiến vào trù, chỉ một cái hất lên hải quân áo choàng, nhưng là mang theo đầu bếp mũ nữ nhân, đây là Kikyo, là hải quân thiếu úy, đồng thời cũng là khu vực đầu bếp trưởng, ngươi lần này chỗ phục vụ Rida tiểu thư, là nàng cấp trên, làm điềm điềm vòng thời điểm, nếu như có thể, cũng có thể làm cho nàng quan sát, hoặc là giữ cách điều chế lại, dạng này Rida tiểu thư muốn ăn thời điểm, ngươi cũng không cần mỗi lần đều đi một chuyến. À, cái gì? Ngươi muốn uống canh? Kikio quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Kuro. Không phải. Ta không có nói chuyện với ngươi. Kuro giật nhẹ khóe miệng. Canh còn muốn hóa. Canh vốn chính là hóa A. Kikio không rõ ràng cho lắm. Nữ nhi này có cái gì mau bệnh sao? Oga đầu hiển hiện một đạo hắc tuyến. Kuro thở dài, nói, tóm lại chính là như vậy nàng lỗ tai có chút không tốt ngươi tại bên cạnh nàng làm liền tốt đối với trù nghệ nàng phân rõ minh bạch oga gật gật đầu xong kikio nói vậy liền xin chỉ giáo nhiều hơn uống xong muốn đi tiểu kikio nhướng mày ghét bỏ nhìn lấy oga ngươi người này rất lợi hại buồn nôn oga giao cho ngươi kuro giống như là bại một dạng vội vàng rời đi oga nhếch miệng đứng ở kikio bên cạnh tìm cao gân bột mì bắt đầu chế tác vừa nhìn thấy Oga bắt đầu nhu diện đoàn, Kikyo ánh mắt ngưng tụ, có chút hăng hái nhìn sang. Nàng là nghe không rõ nam nhân lời nói, nhưng là nữ nhân lời nói nàng vẫn có thể nghe rõ, Rida nói qua, có cái chế tác điềm điềm vòng ăn cực kỳ ngon người muốn đi qua, muốn nhờ nàng học hội. Nam nhân này, cũng là chế tác điềm điềm vòng người sao. Sau 2 giờ, không sai biệt lắm nhanh ăn cơm. Lao đứng người lên, đối một bên Rida nói. Đi, cơm khô qua. À, cơm khô lạc. Rida reo họ nói hôm nay có điềm điềm vòng. Có người thích ăn, bình tĩnh điểm. Lao đi tới, tức giận sờ sờ Rida cái đầu nhỏ, đúng, các bọn họ đây. Không biết, mới vừa rồi còn nhìn hắn cùng Uy Bua tại này nói chuyện phím tới. Vida trật trật đầu, né tránh Lao tay, đi về phía trước. Kuro, Kuro. Lao ra cửa phòng làm việc, tại gọi là lấy. Lao tiên sinh. Kuro không biết từ trong góc xuất hiện, đẩy tới kính mắt, ngươi tìm ta. Qua đem các kêu lên, ta mời hắn qua căng tin ăn một bữa lao nói. Minh Bạch. Kuro nhếch miệng, rời đi qua tìm Cass. Nói thực ra, hắn thời gian dài đi theo Lao bên người, đều không hưởng qua Kikyo mấy lần cơm, cái này đầu bếp trưởng cơ bản cũng là cho Lao cùng Rida thiên vị, ngẫu nhiên hắn cũng có thể ăn vào một điểm. Cass có tài đức gì, vừa đến đã làm cho Lao ra lệnh, để Kikyo vì thế làm lớn bữa ăn. Không công bằng. Cực độ không công bằng. Kuro vừa ra cửa, chỉ thấy một tên hải quân đứng tại này, cúi chào nói. Kuro trung tá, Cass trung tá tìm ngài. Từng. Ta vừa vặn muốn đi tìm hắn, hắn tìm ta làm gì? Kuro vặn lông mày nói, cái này. Ta không rõ ràng. Hải quân trù trừ nói. Được thôi, dẫn đường. Kuro lắc đầu, đi theo hải quân đi qua. Đồng thời, Cass thượng tá, lao thiếu tướng sự tình tìm ngài. Một chỗ khác, một tên hải quân tìm tới Cass. Từng. Tìm ta. Tốt, lập tức liền quá khứ. Các tinh thần chấn động, đối một bên uy Bua nói Tóm lại, uy Bua thượng tá, sự tình chính là như vậy Lao tiên sinh lấy tự thân chính nghĩa dẫn đạo ta thành tựu, ương ngành chính nghĩa Muốn việc Lao tiên sinh làm tốt sự tình, mê mang là tuyệt đối vô dụng Nói, hắn từ trong ngực móc ra một bản sách bìa trắng, trịnh trọng giao cho uy Bua Đây là ta cho tới nay ghi chép, chính nghĩa trích lời ngươi không có việc gì lật qua nhìn Nói không chừng hội dẫn đạo ra bản thân chính nghĩa, nếu như vẫn là mê mang lời nói vậy ta sẽ đem ta, ương ngạnh chính nghĩa, cũng giao cho ngươi đến cổng phụ, tóm lại, cùng một chỗ việc lao tiên sinh tương lai nỗ lực a à. Cảm ơn, cảm ơn. uy bua như nhặt được chí bảo tiếp nhận quyển kia sách bìa trắng, cảm động rơi lệ. Ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu, nhất định sẽ trợ giúp cho lao thiếu tướng. Cùng một chỗ nỗ lực. Các dùng sức nắm nắm Uy bua tay, hướng hắn kính cái lễ, về sau đi theo này hải quân rời đi. Mà Uy bua thì là không kịp chờ đợi lật ra tờ thứ nhất, tờ thứ nhất chỉ có một hàng chữ, ngập cả trương trang sách. Nhân loại bài hát ca tụng cũng là dũng khí bài hát ca tụng. Rushi Cloud. Đây là nơi nào? Kuro nhìn lấy một cái ngõ cục, đối phía trước hải quân hỏi. Không phải nói cách tìm ta sao? Này làm sao là cái ngõ cục? Đương nhiên, cách sẽ tìm ngươi, tại cùng một nơi. Suy. Một cổ nhói nhói từ hắn phía sau truyền đến, Kuro đồng tử co rụt lại, vô ý thức hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một tên đồng dạng ăn mặc hải quân chế phục người, dùng một cây chủy thủ đâm vào hắn phía sau. Không có phát hiện. Hắn không có phát hiện có người sau lưng khí tức. Những người này, là ai? Phốc. Ngay tại Kuro ngay người trong nháy mắt, ở ngực cũng truyền tới một cổ nhói nhói, phía trước hải quân lúc này đột tiến đến hắn trước mặt, một cây chủy thủ liền đâm tiếng hắn trong lòng ngực. Tại trong địa ngục, các ngươi hội gặp nhau. Cái này hải quân cười gằn nói. Một bên khác, đồng dạng ngõ cục, các đối phía trước dẫn đường hải quân hỏi, lao tiên sinh ở chỗ này sao? Ừm, lập tức ngươi liền gặp được. Này hải quân thanh âm, trở nên trầm thấp đứng lên. Hắn xoay người, thẳng nhiên nói. Ở phía dưới, ngươi gặp được. Hưu. Một tiếng rất nhỏ súng vang lên, tại chỗ cao vang lên. Làm sao làm sao? Mà lúc này, vội vàng cát quay người bốn phía nhìn lấy. Phốc. Theo hắn quay đầu, một đoàn huyết hoa từ bả vai hắn ra bắn ra mở, cát thân thể một trận lay động, thất thần nói. Ngươi trước đó phương hải quân cấp tốc đột tiến một chân đá trúng các cái cổ đi đứng treo hắn cắm tới mặt đất trên mặt đất đâm vào một cái hố to hải tặc đoàn thế nhưng là nỗ lực giá tiền rất lớn đương nhiên sẽ không để cho các ngươi còn sống hải quân dẫm lên cát cười tủm tỉm nói lúc này lao cùng rida mới đi ra khỏi cửa lao thiếu tướng rida trung tá bốn tên hải quân lúc này chờ ở cửa nhìn thấy hai người cúi chào nói Kuro trung tá có chuyện tìm các ngươi à lao nhíu nhíu mày cu tìm lão tử để chính hắn tới không phải tự như là một kiện đại sự không tiện lắm cái này hải quân lộ ra khó tả biểu lộ chuyện gì không tiện lắm lão tử không phải nói cho hắn biết để hắn hô người tới dùng cơm sao để hắn tự mình giải quyết lao trận mắt trừng một cái hiện tại sampo địa còn có thể có cái gì không dễ giải quyết sự tình hải tặc hắn vừa giải quyết xong một đợt lúc này không khả năng sẽ có hải tặc đổ bộ thiên long nhân uống tại Marifort còn không có xuống tới đâu, muốn xuống tới cái thứ nhất thông tri cũng là hắn. Như thế liền không có chuyện phiền toái gì. Lao khoát khoát tay, ra hiệu cái này bốn tên hải tặc tránh ra, phối hợp đi lên phía trước. Mà này bốn tên hải quân liếc nhau, bàn tay đến sau thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía đi tại phía trước Lao cùng Rida. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Đi đến một nửa, Lao chép miệng một cái, quay đầu lại hỏi nói. Thật sự là không bớt lo, Kuro ở đâu, mang ta qua. Lời còn chưa dứt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo một trái một phải xông về phía mình, mà đổi thành bên ngoài hai đạo, làm theo nhắm chuẩn bên cạnh hắn Rida. Bốn cái hải quân, lúc này nắm dao găm, hiển thị rõ dữ tận. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đồng hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 451 Lão tử bộ hạ cũng không yếu. Nguồn Mê truyện audio com Khi lao quay đầu thời điểm, mấy tên hải quân cũng là cả kinh, nhưng kịp phản ứng về sau, tốc độ càng thêm mãnh liệt. Đi chết Một trái một phải công kích hải quân, một cái ở bên trái bên trên, dao gầm nhắm ngay lao đầu, một cái bên phải dưới, trực tiếp đâm hướng lao phía sau ở bên trái thượng hải quân chủy thủ hướng xuống giữ tận quát lao biểu lộ trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt đứng lên cánh tay hắn nhất động đang muốn hướng lên bắt lấy suy a à. đột nhiên rida truyền đến một tiếng kêu đau chỗ cánh tay bị một tên cầm dao găm hải quân cho cắt chém ra một vết thương oanh một cổ sát khí cơ hồ ngưng tụ thành dòng máu từ lao quanh thân tràn ra dốc sức tuôn hướng bốn tên hải quân bị sát khí tấn công một đòn bốn người này thân hình nhất thời cũng là trì trệ không có choáng 3. Lao bắt lấy này ở trên công tới hải quân cổ tay, cái này vừa chạm vào đụng, cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, chỉ là không đợi hắn phản ứng, đôi mắt liền chạm đến một đôi máu hai mắt màu đỏ. Ánh mắt kia. Để cho người ta không tự giác phát run. Cạch. Lao trên tay kéo một phát, chỉ nghe thấy một tiếng cốt cách dòn vang, hải quân cánh tay rõ ràng thành dài một chút, chỉ nghe hắn kêu đau một tiếng, liền bị lôi kéo vứt xuống đất, trùng điệp ngừng lại trên mặt đất. Xuy suy suy. suy đồng thời ba đạo thổ thứ từ mặt đất cấp tốc kéo dài đâm xuyên còn lại ba tên hải quân bụng giống như là xuyên thịt một dạng thổ thứ duỗi cao đem bắt đầu xuyên các ngươi tại nói đùa lão tử lao bạo trống một tiếng cước bộ hướng phía trước nhắm ngay này ngã sắp xuống hải quân một cánh tay khác trùng điệp đạp mạnh liền nghe một tiếng thanh thúy cốt cách vang một cánh tay khác cũng bị hắn giẫm cái vỡ nát này hải quân đau nhức mồ hôi lạnh chảy ròng hai chân co lại đang muốn đi lên bật lên đào tẩu chỉ thấy lao năm ngón tay một nắm dưới người hắn thổ địa đột nhiên quay cuồng lên hình thành từng đầu dài mảnh hình, đem hắn cho trói buộc chặt, giống như là cột một dạng. Đây hết thảy, chỉ là tại trong điện quan hỏa thạch. Rida, ngươi thế nào? Lao hỏi hướng Rida. Không có việc gì. Rida khoanh tay cánh tay, hướng xuống đè ép, tinh khí phản hồi. Này bị mổ ra vết thương, tại tinh khí chữa trị dưới, dần dần khép lại. Chủ quan A, Lao. Rida tại này hải quân kinh hải dưới con mắt vẫy vẫy hoàn hảo như lúc ban đầu tay, nói. Ta thế mà đều không kịp phản ứng, đừng bảo là ngươi. Ta đều chủ quan một điểm. Lao nheo mắt lại, trong khoảng thời gian này thái thuận, hơn nữa còn là đang bị hắn thanh tra qua sampo, hắn căn bản vô dụng kiến văn sắc, bản thân cũng ở vào buông lỏng trạng thái, đại khái tự như là lúc ấy có thể bị môn ca một búa ném lăn gáp như thế. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, chậm lưu giữ đọc sách, offline lãng. Người nào mẹ nó có thể nghĩ đến, tại sampo địa hắn có thể tao ngộ ám sát. Ám sát a, à, cái thế giới này thế mà còn có một bộ này bất quá tự như là có. Nơi này chính là có hắc ám thế giới, đương nhiên là có sát thủ cái nghề nghiệp này. Cái kia crocodile thủ hạ, Đa Boni Tư, năm đó trừ thờ săn tiền thưởng bên ngoài, còn kim chức sát thủ. Bất quá phong cách khác biệt, những người này rất lợi hại chuyên tinh tại ám sát, chỉ ít lao tại bọn họ công kích thời điểm, đều không có thể phát hiện sát khí. Thực lực không kém. Không có việc gì là được. Lao xác định Rida không có việc gì, nhìn xuống cái kia bị hắn chói chặt lại hải quân, từ trong ngực móc ra một điếu xi si gà đốt như vậy nói cho ta biết ngươi mẹ nó đến là ai a à? phun ra khói bụi ngưng tụ thành một đoàn trôi hướng cái này sát thủ miệng mũi tiến vào bên trong khụ 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 cái này sát thủ mạnh mẽ ho khan sắc mặt bị tăng đỏ bừng hai vai vô ý thức lắc lư tự hồ là muốn dùng tay đến ngăn lại này chui vào khói bụi chỉ là cánh tay bị phế vô luận như thế nào cũng không nhấc lên nổi thẳng đến hắn mặt từ đỏ chuyển tử khói bụi mới từ hắn trong miệng mũi bay ra trên không trung tản ra ha. Ha! Sát thủ thở mấy hơi thở, nước miếng cùng nước mắt vô ý thức chảy xuống. Lần này bị sặc không nhẹ. Ta có thể giống như vậy để ngươi vĩnh viễn cảm thụ ngạt thở nhưng lại không chết cảm giác, người tốt nhất ngoan ngoãn nói ra, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Lao lạnh lẽo nói, ha ha ha. Sát thủ thấp giọng cười nói. Chúng ta là Dragon Gia Ecker lo thủ hạ, tiếp là đến từ hải tặc đoàn nhiệm vụ, là phải dạy cho ngươi một bài học, bởi vì ngươi bộ hạ Yucas phá hư sẽ nắc nhiệm vụ. Tuy nhiên ngươi không chết, nhưng là chúng ta mục đích cũng đạt thành một nửa, vô dụng, hết thảy đều vô dụng, ngươi vô pháp ngăn lại chúng ta, ngươi bộ hạ Kuro, cùng Yukas, lúc này đã qua địa ngục. Dragon và Ecker Law. Đại thủ tấn dụng cụ sư. Lao lông mày nhíu lại. Con hàng này không phải buôn bán nhân thể bộ phận à, ám sát nghiệp vụ cũng làm a. À. Hắn chép miệng một cái, đôi mắt sông huyết sắc hơi hơi lóe lên, kiến văn sắc bao trùm toàn đảo, tiếp theo, hắn nhìn chầm chầm cái này sát thủ, ngón tay nhấc câu, trói lại hắn thổ đầu đi đến thích chặt, đồng thời dọc theo từng đạo từng đạo thổ thứ, tất cả đều đâm vào cái này sát thủ thể nội. Ách! Sát thủ sắc mặt đỏ lên, hai chân dãy dụa lấy đông đưa, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Ngươi làm một điểm. Lao lạnh lẽo theo dõi hắn nói. Lão tử bộ hạ, cũng không phải tầm thường ám sát liền có thể xử lý A Miu A Cẩu. Rống! Theo hắn lời nói, hải quân trụ sở mổ một chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Cái gì? Trong hẻm nhỏ, đột nhập Kuro ở ngực sát thủ sau này chấn động, ngã rơi xuống đất, nhìn người trước mắt này dần dần hóa thành một đầu cao hơn 5 mét người sói, tràn đầy chấn kinh. Suy. Chỉ là hắn chấn kinh chỉ dừng lại ở trên nét mặt, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe sáng, hắn thân thể liền bị cái này hàng quang xé nát rơi. Kuro thu hồi móng vuốt, đầu lưỡi liếm hướng trên móng vuốt huyết dịch, con mắt khép hờ một hồi, lại tiếp tục mở ra, nhìn hướng phía sau một mặt kinh hại sát thủ. Thì ra là thế, ẩn nặc khí tức, thu liễm sát khí, là sát thủ A, khó trách ta không có phát hiện. Kuro thử khai phong lợi lại dài răng nanh, trầm giọng nói. Thật sự là làm rất tốt a, à, muốn lúc trước ta, rất có thể sẽ bị giết chết đây. Quái vật. Sát thủ lui lại một bước, cổ họng chỗ nuốt khô một chút. Gia hỏa này ở ngực cùng phía sau, máu tươi đều đã khô cạn, vết thương hoàn toàn không thấy, không phải không thụ thương, mà chính là cái này mạnh mẽ thể phách, hoàn toàn không có đem vết thương này coi ra gì. Vung. Kuro tiến lên trước một bước, giữ tận nói. Ta nên như thế nào giải quyết ngươi đây? Kết thúc. Một chỗ khác, một chân đem cát đá tiếng mặt đất sát thủ dẫm lên đầu hắn, từ trong ngực móc ra một thanh súng lục giảm thanh, nhắm ngay cát, vung nha na lạp. Gấp 10 lần. hãm xuống mặt đất đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay tại sát thủ muốn bóp cò nháy mắt, sau lưng của hắn, đột nhiên bắn ra một đoàn huyết hoa. Si găng liên hoa. Mặt đất bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái này sát thủ thanh âm, truyền đến thanh âm. Đốt 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 đốt. Quyết hoa tại hắn phía sau lưng nở rộ ra chỉ một cái chớp mắt sát thủ con mắt trắng giả ngã xuống các khóe miệng chảy máu dáng người thẳng thẳng tắp đem mang theo máu tươi ngón trỏ chỉ hướng phòng trên kiến trúc nóc nhà ta nhưng là muốn trở thành lao tiên sinh chi thuẫn nam nhân làm sao có thể tùy tiện ở chỗ này ngã xuống chính nghĩa sẽ không hướng tà ác khuất phục càng sẽ không cúi đầu trước bàn môn tà đạo phía trên ti tiện người xuống tới cùng ta đánh một trận đàng hoàng mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 452 Tà Ru Si Cloud, không thiệt thòi Nguồn Mê truyện audio.com Lao tiên sinh, lao tiên sinh hóa thân thành cự đại người sói Kuro trong tay nắm lấy một cái sắp chết sát thủ, đi vào đại lâu văn phòng trước mặt, vừa vặn trông thấy lao cùng Rida. Ta phát hiện vết. Cái kia lời nói đều chưa nói xong, ánh mắt chính là kinh ngạc, nhìn thấy tại lao bên cạnh, ba cái bị làm thành xuyên đốt bộ dáng ăn mặc hải quân chế phục người, mà mặt đất cũng có một cái bị thổ đầu buộc chặt, quanh thân không ngừng chảy máu hải quân thi thể. Mà đứng tại này cắn xì gà thanh niên tóc đen sắc mặt, rất khó coi. Lao biểu lộ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến có thể khiến người ta liên tưởng tới trước cơn bão tố ngột ngạt cùng yên tĩnh. Từng ực, ừ, Kuro nuốt khô một chút, thuận tay bóp chết bị hắn bắt lấy sát thủ, cái đuôi đều đạp kéo xuống, cúi đầu nói, là ta làm việc bất lợi, không có trưởng quản thân quá sống, dẫn đến sát thủ xâm lấn. Với ngươi không quan hệ. Vida, Lao trầm giọng nói. À. Vida đi đến Kuro trước người, đập hắn một chút, giải trừ biến thân đi, lớn như vậy hình thể, ta trị liệu rất lợi hại tốn sức. Chen một câu thực tình không tệ, đáng giá trang cái, vậy mà Android táo điện thoại di động đều Kuro nghe vậy, vội vàng giải trừ biến thân, hóa thành nhân hình hình dáng, trong tay sát thủ, cũng bị hắn tiện tay vứt bỏ. Tinh khí phản hồi Vida tại Kuro trên thân ấn vào, tinh khí hóa thành khí đoàn liền từ trên tay nàng nhét vào Kuro thể nội, để bộ ngực hắn cùng sau thắt lưng vết thương, dần dần khép lại mở. Thực không cần, ta là hệ doan, sinh mệnh lực rất mạnh, điểm ấy thương thế không cần thiết. Kuro đẩy tới kính mắt, nói, vậy ngươi nói sớm a. À? Rida trợn mắt trừng một cái, duỗi ra nắm tay nhỏ tại Kuro trước mặt quơ. Ta trị liệu xong ngươi mới nói loại lời này, có tin ta hay không đánh ngươi? Ách! Kuro gãi gãi sau gáy, nói sang chuyện khác, nói. Lao tiên sinh, bọn này sát thủ trước đó là dùng các lấy cớ để tìm ta, các hắn hội không lại. Không cần đến lo lắng. Lao đôi mắt hơi khép, thản nhiên nói. Cát tới. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa liền tạo nên một đạo bạch sắc hư ảnh, tốc độ nhanh giống như tàn ảnh, cấp tốc tiếp cận lao bọn họ. Này hư ảnh dừng lại, lộ ra các thân hình. Lúc này cắt cái trán, khóe miệng, bả vai đều có thương thế, hắn một tay mang theo một cái đã bị đánh ngất xỉu quá khứ sát thủ, một cái tay khác mang thương tay đi lên cúi chào, lao tiên sinh. Ta phát hiện sát thủ, hắn. Âm. Uhm. Lao ngón trỏ bắn ra, một cái bay si găng liền xuyên thủng sát thủ kia trắng. Các kinh ngạc đem sát thủ thi thể buông xuống, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Lao. Lão tử không muốn người sống, lao âm trầm nói, nói, hắn đưa tay nhất câu, chỉ thấy các mày nhăn lại, từ bả vai hắn vị trí, một quả con thoi hình viên đạn từ trong vết thương bay ra, bay đến lao thủ trưởng này. Một cái cũng không cần. Này viên đạn, bị lao cầm thật chặt, phát ra âm thanh trầm đục, lại buông tay ra thời điểm, viên đạn đã bị bóp thành ngay ngất đê mê, theo hắn buông tay, rơi trên mặt đất. Trước trị liệu cho ngươi đi, Cass. Vida lúc này đi vào Cass trước người, một cái tinh khí phản hồi để thương thế hắn khỏi hẳn đứng lên. Cát kinh dị bày động cánh tay một cái, trừng to mắt nói. Đây chính là Rida tiểu thư năng lực nha, thật sự là thuận tiện. Nói, hắn lại rơi lệ, bởi vì liền loại trình độ này đều không có cách nào ứng đối mà thụ thương ta trị liệu, Rida tiểu thư, ngài thật sự là thái thiện lương. Tại nói cái quái gì? Rida giật nhẹ khóe miệng, rồi cái này cái không khỏi kích động đại hồ tử xa một chút. Lao thiếu tướng. Lúc này, Quy Bùa mới mang theo một đám hải quân thở hồng hộc chạy đến bên này. Ta vừa mới nghe được có thú hống, cái này hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy chung quanh thi thể, đôi mắt trừng lớn. Các thượng tá, ngươi làm sao? Còn có Kuro trung tá, ngươi cũng khắp nơi đều là máu, làm sao? Thương thế là được chữa trị, nhưng là vết máu đều là tại. Bao quát Rida, cánh tay nàng vị trí, cũng in nhụm một đoàn máu tươi. Ta lọc vào ám sát. Các nói thực ra lấy, tiếp lấy đón đến, không chỉ là ta, Kuro tiên sinh, Rida tiểu thư, bao quát lao tiên sinh, tự hồ cũng lọc vào ám sát. Ám sát, cái này. Quy vua giật mình, làm sao có thể, lại có thể có người lại ở Sampo địa thứ giết hải quân. Quy vua. Lao thấp giọng nói. Triệu tập toàn thể hải quân. Vâng. Quy vua vô ý thức nghiêm, sau đó mới hỏi. Lao thiếu tướng, ngài là muốn. Lục soát. Lao nheo mắt lại, từ giờ trở đi, Sampo đường đi nhập cảnh giới kỳ, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý đi ra ngoài, phát ra mệnh lệnh về sau, sở hữu tự tiện đi ra ngoài đều cho lão tử bắt. Phát hiện không đúng liền xử bắn, không cần hỏi thăm bất luận kẻ nào, cũng mặc kệ hắn là thân phận gì. Kuro. Tại. Kuro một cái giật mình, đứng thẳng thân thể. Mở điện Mariford, từ giờ trở đi không cho phép thả một cái thiên long nhân xuống tới, liền nói có sát thủ tại Sampo, không phải vậy. Lao lạnh lẽo cắn răng, lão tử không bảo đảm những ngu ngốc đó có thể hay không chết ở chỗ này. Rida lúc này im lặng, không dám nói lời nào, bởi vì Lao là thật nổi giận. Hơi hiểu biết Lao một điểm liền biết hắn không cho thiên long nhân xuống tới mới không phải cái gì sát thủ duyên cớ mà chính là hắn hiện tại tâm tình cực độ không tốt vạn vừa gặp phải cái gì thiên long nhân phạm xuẩn hắn hội thu lại không được tay không gặp hiện tại Lao con mắt đều là đỏ nha người nào lúc này dám rủi ro ám sát tuyên bố xong mệnh lệnh lao ngẩng đầu nhìn lên trời lá gan thật sự là đủ lớn đại thủ tấn dụng cụ sư lão tử nhớ kỹ ngươi còn có Weibo, qua mở điện marinfo để hắn cho ta toto lên vĩnh cửu kim đồng hồ Tô Tô Len. sững sờ, hỏi. Là. Tô Tô Len. Thế giới còn có cái thứ hai Tô Tô Len sao? Lao hướng hắn trừng một cái. Thế nhưng là, Lao tiên sinh. Chúng ta cũng không có Tô Tô Len vĩnh cửu kim đồng hồ, tân thế giới địa phương, riêng là tứ hoàng thế lực, hải quân không có phương diện này vĩnh cửu kim đồng hồ. Weibo trung thực đáp. Người nào có? Lao nói thẳng. Ngươi liền nói cho ta biết, người nào mẹ nó có. Tính toán, ta biết người nào có, nam nhân kia khẳng định có, qua, đem sô -so -so vĩnh cửu kim đồng hồ lấy tới. Vâng. Quy bua kính cái lễ, cấp tốc chạy đi, rất nhanh, hắn liền mang theo một cái vĩnh cửu kim đồng hồ chạy tới. Lao một thanh tiếp nhận vĩnh cửu kim đồng hồ, tiếp lấy thân thể hiện lên, chậm rãi lên tới bầu trời. Uy, Lao, ngươi muốn làm gì đi? Vì đà hô lớn. Nhất tuyệt hậu hoạn. Lao thăng càng ngày càng cao, thanh âm từ không trung truyền xuống, không cho cái giáo huấn, đối phương đại khái hội không về không, Ám sát lão tử cùng lão tử cấp dưới là muốn trả giá đắt. Lao tiên sinh, nếu như là vì ta thụ thương lời nói, rất không cần phải như thế tức giận a. À. Kuro có chút cảm động hô to, cùng ngươi có cái cái rắm quan hệ. Lao phản chữ một câu, để Kuro trong nháy mắt suy bại xuống dưới. Ánh mắt của hắn tại Rida nhúng máu tay áo này nắm liếc một chút, mượn phanh một tiếng, trên không trung đẩy ra một đoạn khí quyển, thân thể tốc độ cao phi hành mở, trong nháy mắt trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tám sát loại vật này, nếu như không làm cho đối phương có cái khó mà quên giáo huấn lời nói, vậy khẳng định là một lần không thành còn sẽ có lần thứ hai. Lần này nhằm vào mấy cái còn có chút chiến lực, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất bọn họ nhất thời chủ quan lại bị đâm vết đâu, người nào mẹ nó nguyện ý ten ten lo lắng hải hùng. Lại nói, ta Rushi Cloud, không thiệt thòi. Tô tô lên. Không trung, đón gió nói cho phi hành Clau nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ. Chát ló linh linh. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương 453 con ruồi ta cũng phải biết nó được cái nguồn mê truyện audio com lao tiên sinh Cax nhìn lấy chỉ có vân vọng tản ra bầu trời, lầm bầm. Rất ít gặp đến cái biểu tình kia a, à, người trước kia gặp qua. Kuro hỏi. Cax gật gật đầu. Trước kia còn tại Đông Hải thời điểm, ta đã từng thấy qua một lần, khi đó Cloud Tiên Sinh vẫn là một tên binh nhất, ta lúc ấy là binh nhì, hắn nhớ lại. Hẳn là tại 6 năm trước, lúc ấy một cái hải tặc đoàn đánh bất ngờ một cái thôn trấn, trong trấn người tất cả đều bị giết, chúng ta đến lúc đó, chỉ có một cái sắp chết bé trai nói ra di ngôn, sau đó Cloud Tiên Sinh biểu lộ liền biến, sau đó thì sao? Kuro tiếp tục hỏi. Không biết, Cát lắc đầu nói. Cái kia hải tặc đoàn sớm liền rời đi, bất quá Lao Tiên Sinh tại gặp được hòn đảo kia sau sinh mấy ngày giả, sau khi trở về biểu lộ mới trở nên bình thường nói đến, về sau cũng chưa từng nghe qua cái kia hải tặc đoàn tin tức. Vida cùng Kuro đồng thời giật nhẹ khóe miệng, này còn phải hỏi, khẳng định là đã sớm chìm biển chứ sao? Bất quá đoạn thời gian kia Lao Tiên Sinh rất lợi hại đáng sợ, lúc ấy ta nhìn thấy hắn liền rất lợi hại kinh hồn bạc vía, hiện tại xem ra, này chính là cường giả uy thế đi. Các sùng bái nhìn hướng lên bầu trời, nắm chặt quyền đầu, đáng giận. Không có cách nào cùng Cloud Tiên Sinh kệ vai chiến đấu, quả thật ta các sĩ nhục nhục. Cloud Tiên Sinh, ta nhất định nhanh chóng đuổi theo ngài cước bộ, vì chống cự hậu phương hết thảy nguy hiểm. Còn có ta. Weibo bị các lời nói cũng làm có chút cấp trên, hét lớn. Ta cũng phải việc lao thiếu tướng dọn sạch phía trước hết thảy chướng ngại. Weibo. Cax. Hai đại hán tương đối đối mặt, bắn ra kích tình tia lửa vẫn là trước hoàn thành Cloud tiên sinh mệnh lệnh đi, ta cũng không muốn trở về nhìn thấy tấm kia nổi giận mặt. Kuro đẩy tới kính mắt, nói ra. Sampo địa gian nào đó trong tử quán. Sa bớt đại nhân. Mắt xoa xoa tay, một mặt cười lấy lòng đối ngồi ở kia uống rượu ăn cơm Sa bớt nói. Nhờ ngài phúc, Sampo địa thế giới dưới lòng đất đã chỉnh đốn hoàn tất, đây là một chút tấm lòng, xin hãy nhận lấy. Hắn hướng một bên thủ hạ nháy mắt, thủ hạ kia liền không người thân thể, đem vali sách tay để lên bàn, mở ra, tràn đầy đều là berry. Sa bớt nhìn cũng chưa từng nhìn dùng cái xiên cuốn lên một đoàn mang theo tôm bốc vỏ mặt bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy nói từ đâu tới yên tâm không có mạnh chinh bất luận cái gì bảo hộ phí ta là làm buôn lậu sinh ý không thu bảo hộ phí số tiền này là chinh phạt những cái kia không phục quản hát bang tích lũy xuống xa bớt đại nhân gần nhất vất vả một điểm thù lao là nên mát cười đầu lại càng thêm thấp trong khoảng thời gian này nếu như không có cái này hải quân bọn họ muốn nhất thống sampo địa thế giới dưới lòng đất đoán chừng muốn phí rất nhiều công phu. Tuy nhiên những cường lực đó hắc bang không phải là bị treo cổ cũng là bị xử bắn, nhưng là còn lại hắc bang, đối bọn hắn mà nói cũng không phải như vậy có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng cái này hải quân có thể làm được. Hắn liền một người nhất quyền, liền dọn sạch những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắc bang, mà còn lại những cái kia không có cốt khí, nghe được đây là Rushi Cloud yêu cầu, liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại. Cái kia danh hào, nơi khác phương hắn không biết, nhưng là tại Sampo, thậm chí so thiên long nhân còn có tác dụng ưng. Ừ. Sa bớt cấp tóc lay xong trong mâm, bưng chén rượu lên uống mấy ngụm, thuận tay đem vali sách tay cho đắp lên, làm không tệ, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, vậy ta liền trở về, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, thời gian dài như vậy ngươi còn không có giải quyết lời nói, có phải hay không cân nhắc muốn biến thành người khác? Không đến mức, không đến mức, ta đây không phải hoàn thành rất tốt sao? Mát bôi một thanh trên đầu mồ hôi, cười làm lành nói, thay người hoáng mệnh đi. Một khi bị trước mắt hải quân phán định không hợp cách lời nói, vậy hắn liền chỉ có tử vong đầu này đường có thể đi may mắn, hắn làm đến. Hồi báo lời nói, cũng là Sampo địa toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được sự tình A, à, tuy nhiên hiệu quả cùng trước kia không cách nào so sánh được, nhưng vẫn như cũ là thống trị Sampo địa. Coi như bị chửi làm là Rusi lao Chó, hắn cũng không quan trọng. Có thể làm Rusi lao Chó là ta mát vinh hạnh, không giống có chó hoang, liền chủ nhân đều không có, ngay tại này sủ loạn. Mỗi lần đối mặt dạng này tiếng mắng, hắn đều sẽ rất lợi hại tự hào qua phản bác làm rất tốt, đi trước. Sa bớt kêu căng hướng hắn nhìn một chút, đứng người lên, cầm lên cặp da liền muốn ra cửa. Sa bớt. Đột nhiên, cửa liền đi tới một cái hất lên hải quân áo choàng ăn mặc hát sắc trang phục chính thức mang theo kính mắt mặt người sắc lạnh lẽo nhìn lấy sa bớt. Này bày biện kêu căng thần sắc sa bớt, nhất thời một cái cơ linh, lắp bắp nói. Khắc, cu rô tiên sinh. Cu rô trung tá, ngài tới nơi này là. Mắt xoa xoa tay chính muốn tới gần, chỉ là lời nói không có chưa nói xong, liền bị cu rô lạnh lẽo nhìn một chút, cái nhìn kia dinh, mắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngừng lại tại này không dám chi âm thanh. Sa bớt tâm lý thì càng hoảng. Kuro gọi hắn, sa bớt. Cái này nhưng mà cái gì nhìn thẳng vào hắn bắt đầu gọi hắn họ, mà chính là thật nổi giận a à, không phải vậy lời nói, bình thường đều sẽ gọi hắn, lao. Chẳng lẽ nói, hắn cảm thấy mình làm việc bất lợi. Vẫn là sa bớt liền tranh thủ vali sách tay vứt bỏ, nghiêm nói. Báo cáo. Ta không có thu hối lộ, đây là, đây là hắn cố gắng nhét cho ta, không quan hệ với ta. Sa bớt đại nhân, mắt Trừng to mắt, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Im miệng. Cũng là ngươi ý đồ hối lộ ta, ta chuẩn bị đưa trước đi làm chứng cứ. Sa bớt nhìn hắn chằm chằm. Ai hỏi ngươi cái này? Kuro lãnh đạm nói. Sa bớt khiến cái này hắc bang phát động, phối hợp hải quân từng nhà thông tri tất cả mọi người, tại hải quân không có tuyên bố giải cấm mệnh lệnh trước, tất cả mọi người không được đi ra ngoài. Mặt khác, du khách đều tập trung lại, lên tới 80 tuổi lão giả dạ xuống đến 3 tuổi ấu đồng thân phận tất cả đều hàng tra rõ ràng, liền xem như một con ruồi, ta cũng phải biết nó là được hay là cái. Vâng. Sa bớt vô ý thức trả lời, mượn kinh ngạc, Kuro tiên sinh, đây là phát sinh cái gì? Lúc này, hắn mới chú ý tới, Kuro trên quần áo, giống như có vết máu. Phát sinh cái gì? Kuro đẩy tới kính mắt, trên tấm kính phát ra hàng mang, chúng ta lọc vào ám sát, lao tiên sinh. Rất lợi hại phẫn nộ. Ta đoán ngươi sẽ không muốn nhìn thấy Lao Tiên Sinh phẫn nộ biểu lộ tin tưởng ta, liền xem như ta, nhìn thấy Cloud như thế tức giận như thế biểu lộ, cũng sẽ cảm thấy e ngại. Nào chỉ là e ngại, hắn tại Cloud bên người thời gian dài như vậy, sở hữu nổi giận sự tình, đều không lần này lớn. May mắn hắn bay đi, phàm là còn muốn ở chỗ này, Kuro tâm lý áp lực sợ là đến bạo phá chân trời. Dù là như thế, hắn hiện tại cũng nhất định phải làm tốt. Vạn nhất Sampo địa còn có sát thủ, nếu là không có xử lý sạch sẽ, ra lại chút gì ám sát ngoài ý muốn bị Cloud tiên sinh biết, người khác không biết, hắn khẳng định là muốn lục lớp da. Chỗ có thân phận không rõ, tất cả đều tập trung nhìn quản. Kuro trong lời nói mang theo mảnh liệt sát khí, còn có những cái kia hướng tới cái gọi là tự do hát bang hoặc là chỗ nào bỏ sót tiểu hải tặc, đụng phải liền xử bắn, không cần báo cáo, cũng không cần cân nhắc, sampo, cần tuyệt đối an toàn. Chương 454 Nhiều không, trời tối Nguồn Mê truyện audio.com Sampo, tiến vào toàn thế giới nghiêm kỳ, tại hải quân cùng hải quân khống chế dưới hắc ban thanh tra dưới, mọi người lại một lần nữa trong nhà không ra khỏi cửa. Lần này, không ai cầu nhau. Nói đùa, cái kia, sát nhân ma vương, lần trước thế nhưng là tại Sampo để xử lý mấy vạn người, lần này cần là chống lại mệnh lệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Bởi vì lần này giới nghiêm trình độ, so với lần trước còn lợi hại hơn. Những dân chúng này tận mắt thấy, những du khách đó là hét lấy vô dụng về sau, vẫn như cũ bị hải quân cưỡng ép mang đi, cũng không biết mang đi nơi nào. Này nghiêm túc bộ dáng, để cho người ta rung lẫy bẫy. Ngay tại Sampo địa giới nghiêm thời điểm, trên bầu trời, một cái tốc độ cao phi hành, đột phá không khí để không khí hình thành lưu tô thân ảnh cấp tốc bay vụt lấy. Phiêu phiêu quả thực tốc độ phi hành, thật muốn thi triển ra, đương nhiên là không thấp, tăng thêm cloud đối, phong, có chỗ nghiên cứu, hai bên kết hợp phía dưới, lấy dạng này siêu tốc độ bay được, quá mức đơn giản. Chỉ là bình thường thời điểm, hắn không cần dùng đến mà thôi. Redliner, tùy tiện bay qua. Thông qua vĩnh cửu kim đồng hồ, lao thẳng hướng Resoso phương hướng bay đi. Resoso, lúc này bầu trời trong trẻo. Tại này tối cao hình trụ phía trên, là bây giờ Resoso vương cung chỗ. Trong đình viện, một cái hất lên phân hoa hồng vũ mau áo khoác nam nhân nằm tại trên ghế nằm, khóe môi nhếch lên tại dị mỉm cười, tại này phơi nắng, thỉnh thoảng nghĩ đến cái gì, phát ra, phất phất phất, quái dị tiếng cười. Người này, là trên đại dương bao la ở vào đỉnh điểm một trong mấy người, vương hạ thất vũ hải, Doflimo, Don Quixote cũng là Resoso đương nhiệm quốc vương tại hắn một bên, Don Quixote gia tộc các cán bộ tề tụ một đường. Baby, nằm, Diamati cũng là vì ngươi tốt, những người kia cũng chỉ là lừa ngươi mà thôi. Một người mặc trẻ sơ sinh phục sức, mang theo trẻ sơ sinh khăn trùm đầu béo ụt ịt nam nhân miệng chảy giải ròng ròng, một tay lôi kéo nước mắt chảy ngang người hầu gái, vừa nói. Đó là lão nương vị hôn phu, hắn nói hắn cần ta. Ăn mặc người hầu gái cao gầy mỹ nữ chảy nước mắt, một cái tay khác chuyển hóa làm súng lục, nhắm ngay phía trước cái kia hất lên đại hồng phi phong nam nhân, lão nương sẽ không tha thứ ngươi, đi Amati. Đại hồng phi phong người, là Don quýsto gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ, khối lập phương, quân thủ lĩnh, ban đầu tiền truy nã 99 triệu berry Diamati. Amati. Hắn ngồi ở kia, bắt chéo hai chân, chậm rãi tại này uống vào hồng trà. Cái loại người này cũng là tên lừa đảo A, Baby, năm không nên đem tâm tư đối hướng những người kia. Diamati Amati nhấp một thanh hồng trà, nói. Ta sớm giúp ngươi giải quyết hết những tê dại đó phiền, chẳng lẽ không được không? Không thể tha thứ phanh một tiếng. Baby, nằm cánh tay hóa thành súng lục đánh ra một quả viên đạn, thẳng đến Diamati. Diamati tránh đều không tránh, chỉ là duỗi ra một cái tay, tại viên đạn xà kích khi đi tới đợi, ngón trỏ điểm lên, nhẹ nhàng tại ai chỉ đánh phía trên một chút một chút. Cứng trắng viên đạn, tại thời khắc này mềm mại, trở nên nhẹ nhàng, theo Diamati tùy tiện vung tay lên, viên đạn liền sẽ bị trùng lực cho vung ra qua, rơi trên mặt đất về sau, cùng mặt đất va chạm ra một vành lửa. Ta thế nhưng là tung bay quả thực, năng lực giả, chạm đến khí tức, liền trở nên nhẹ nhàng, bất quá chất lượng sẽ không thay đổi. Diamati chậm rãi nói. Không tệ lắm, Diamati. Dofilimo nụ cười càng tăng lên. Đâu có đâu có, ta còn có đề bạc đây. Diamati khiêm tốn nói. Không, ta là thật cảm thấy ngươi không tệ. Không có không có, ta còn rất yếu. Diamati liên tục khoát tay. Tốt à. Đã ngươi nói như vậy, này ta liền là rất không tệ. Diamati ưỡn ngực, tự tin vô cùng nói, phất 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 phất. Dofelimo cười rộ lên. Nhiều không? Đột nhiên, một cái dinh dính buồn nôn cự đại vật thể tới gần, bóng mờ che lại hắn nửa người. Đó là một cái hất lên làm sắc chăn bông nhếch nhác đại thúc, cầm trong tay một cây quải trượng, đi trên đường giống như là kéo được. Don Quixote gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ một trong Mai Hoa, quân lãnh tụ, Trebon. Dophelimo sắc mặt đổ dưới, Trebon, ngươi cách ta quá gần. Trebon không có chút nào phương diện này giác ngộ, ngược lại cách thêm gần, dùng một loại sắp xỉ si hán nữ khí sền sệt nói, nhiều không, cái này một nhóm quả thực chuẩn bị cho tốt. Loại sự tình này, ngươi phụ trách làm là được, ta nói, quá gần. Doflimo cái tráng hiện lên một tia hắc tuyến. Tốt, nhiều không, vậy bọn ta kỳ hạn đến lại đi xử lý nó. Trời bôn lúc này, mới cách Doflimo xa một chút. Nhiều không, tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta liền sẽ càng ngày càng mạnh, cách ngươi giả tâm, cũng càng gần một bước. Lúc này, một cái sắc nhọn như con nít âm thanh vang lên nhưng mà phát ra âm thanh lại là một cái gần 5 mét khôi ngô cự hán hắn mang theo một cái hình chữ thập kim sắc đầu khôi phát ra âm thanh lại dị thường buồn cười bất quá đang ngồi cán bộ lại đều tập mãi thành thói quen từng cái sắc mặt như thường không người dám cười sớm tại mười mấy năm trước những cái kia đã cười nhạo người này thanh âm tiểu hài tử đều bị đánh cho nhiều đòn thậm chí có bị đánh chết pika đồn quyết sô cán bộ cao cấp nhất bộ một trong hắc đào quân lãnh tụ ban đầu tiền truy nạ 95 triệu phất 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 giả tâm a Doflimo thẳng lên nửa người đón dương ánh sáng nhìn lên bầu trời hắn vươn tay đối trên trời thái dương trùng điệp một nắm tại hắn trong tầm mắt mặt trời kia bị hắn năm ngón tay bị nắm chặt trở nên một mảnh đen kịt uy nhiều không trời tối trời bôn thanh âm truyền đến thiên tài không có hắt là tay ta Doflimo cái trắng lần nữa hiển hiện một đạo hắt tuyến không thật trời tối diamati ngơ ngác nhìn lên bầu trời nỉ non trong đình viện sở hữu cán bộ, giờ khắc này đều quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, có chút ngu ngơ. Doflimo chần chờ dời tay, lúc này mới phát hiện, cũng không phải là tay hắn che kín thái dương, mà chính là cái này trước kia sáng sủa bầu trời, hoàn toàn biến âm. Thiên âm, mọi người liền về. Diamati còn muốn nói điểm nhẹ nhõm lời nói, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền gặp được Doflimo chảy xuống mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chầm chầm bầu trời. Ui, nhiều không, người đó là cái gì biểu lộ? Diamati vừa nói xong lời này, chính mình đôi mắt nhất thời trường lớn trên mặt mồ hôi lạnh chảy rộng vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời phương hướng lúc này hắn mới phát hiện cái kia mây đen không phải lập tức liền biến thành đen mà chính là từ một cái hướng khác không ngừng tập tới che lại thái dương mây đen áp thành bao phủ toàn bộ Dressroso. sát khí diamati kinh ngạc nói uy nói đùa cái gì loại trình độ này sát khí người nào đến tốt thật đáng sợ một cái mang giày cao gót cùng quần ngắn ngư nhân tộc hỗn huyết nam hài sắc mặt tái nhợt, ngu ngơ nhìn lên bầu trời, thân thể không tự giác đang phát run. Cái này sát khí ta gặp được. Dophelimo từ trên ghế nằm nhảy lên, nhìn thẳng bầu trời không ngừng khuếch tán mây đen, gia hỏa này, đến chỗ của ta làm cái gì? Chương 455 Cái thế giới này, đã bắt đầu bạo tẩu. Nguồn Mê truyện audio.com Mây đen không ngừng khuếch tán, mà ở phía xa, một cái đem không khí chen thành sóng xung kích kiểu dáng thân ảnh cấp tốc tới gần. Thân ảnh kia vẽ ra trên không trung một đạo lưu tuyến, thẳng hướng lấy Resoso nơi này tới gần. Chỉ nghe lạch cạch rơi xuống đất âm thanh, thân ảnh kia đáp xuống định viện bên trong, phía sau màu trắng áo choàng, theo hạ lạc động tác đi lên tung bay, để một bộ phận người nhìn thấy áo choàng bên trên tung bay chính nghĩa hai chữ. Hải quân. Đây là sở hữu cán bộ phản ứng đầu tiên. Mà chính diện nhìn thấy thân ảnh kia người, nhào nhào chảy xuống mồ hôi lạnh một cái bạo tạc đầu mang theo mặt nạ nam nhân vô ý thức lui lại một bước, cả kinh nói. Rushi Cloud. Nghe được tên, trừ Dofilimo bên ngoài, sở hữu cán bộ đều lộ ra tư thế chiến đấu, hiện lên hình vòng vây lại nam nhân này. Lao quét bọn họ liếc một chút, từ trong ngực móc ra hộp xì gà, xuất ra một điếu xì gà thả ở trong miệng đốt, phun ra điếu thuốc sương mù, mới nói. Nhà, các vị tốt a. À. Ngữ khí âm u, sắc mặt âm trầm. Kẻ đến không thiện. Phất 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 phất, Doflimo ngược lại là cười rộ lên. Làm sao phát lớn như vậy tính khí, ta Dresoso, giống như không có có đắc tội ngươi địa phương đi. Lao liếc hắn một cái, sát khí nồng nặc để Doflimo cái trán đầy mồ hôi. Hắn duỗi ra hai ngón tay, nói: "Hai chuyện, thứ nhất, giúp ta xử lý sạch đại thủ tấn dụng cụ sư cái này hỗn trướng, thứ hai, đem Toto lên vĩnh cửu kim đồng hồ cho ta." "Uy, ta cũng không phải ngươi cấp dưới a, Rusi Cloud." Doflimo cái trán tuôn ra một đạo gân xanh. Lao đôi mắt hơi khép thủ trưởng nâng lên, nhẹ nhàng hướng xuống vừa rơi xuống. Bầu trời tại cái này phía dưới, càng lộ ra ẩm đạm vô quan, một mảnh đen kịt, đem định viện hoàn toàn bao phủ. Giống như bầu trời cuốn ngược một dạng, cái này đen nhánh bầu trời rõ ràng chìm xuống. Trong bóng tối, phản phất có vật không rõ nguồn gốc chất treo trên bầu trời. A à, a. À. Trời bôn ngẩng đầu nhìn, chỉ phát ra vô ý thức gọi tiếng, dài rộng mà dinh dính thân thể, đã là run rẩy không thôi. Kim chế, trầm thấp, phản phất có thể phá hủy hết thảy khí tức tại những cán bộ này trong lòng vần quanh. Lúc này mỗi người đều là mồ hôi đầm đìa, lại lại không dám động đậy. Đối phương là Rushi Cloud, cái kia giải quyết Redfield gia hỏa. Đại lục. Người cái tên này. Doflimo kinh ngạc ngẩng đầu, thần thái ở giữa ẩn ẩn có chút sợ hãi, người muốn làm cái gì? Cán bộ có lẽ biết ít một chút, nhưng là hắn biết tối đa, gia hỏa này đã là cái quái vật. Từ trên đỉnh lúc ấy, liền hiển lộ ra quái vật manh mối đi ra ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi tốt nhất đừng chọc ta, Doflimo. Lao thản nhiên nói. Đại thủ tấn dụng cụ sư, cùng Tô lên vĩnh cửu kim đồng hồ, ta biết ngươi có con đường. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Doflimo cắn răng nói. Ta cũng không sợ ngươi, Rushi Cloud, ta là thất vũ hải. Cloud không nói gì, chỉ là sắc mặt lạnh hơn, thủ trưởng lần nữa hướng xuống vừa để xuống, này đen nhánh giống như cả mảnh trời chỗ trống, lần nữa chìm xuống. Giao dịch. Doflimo nói ra. Hai chuyện này ta cũng có thể làm, nhưng là ta muốn ngươi một cái nhân tình. Nghe vậy, lao nhau mắt lại. Hắn chủ yếu mục đích không phải đối phó Doflimo, đối phương không chỉ có là thất vũ hải, cũng có cái thiên long nhân thân phận tại cái này treo. Uy hiếp có thể, nhưng cái này muốn hạ xuống qua, hắn sợ không phải sẽ không bị giáng chức, mà chính là trực tiếp bị trục xuất hải quân. Mà lại thật muốn đánh đứng lên, Doflimo thêm hắn những này thủ hạ, cũng đầy đủ phiền phức. Lại thêm cái này hỗn trướng thật là cầm tân thế giới những quái vật kia xiềng xích người, hắn bại, thăng bằng liền đánh vỡ. Lao ngón tay đi lên vừa nhất, hắt chìm bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa, đồng thời cũng làm cho người áp lực nhẹ đi. Có thể, chỉ cần ngươi vẫn là thất vũ hải, tại không vi phạm ta chuẩn tắc tình huống dưới, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Lao thản nhiên nói. Thành giao. Đô âm trầm nói. Uy, trê bôn, qua cho hắn Tô Tô lên vĩnh cửu kim đồng hồ. Vâng, nhiều không? Lúc này, trời bôn nơi nào còn dám nói nhiều ngọn ngoại thân thể tiến vào vương cung phất 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 đã giao dịch đạt thành lời nói có thể hay không đem sát khí của ngươi thu vừa thu lại đâu ta bộ hạ thế nhưng là rất lợi hại sợ chứ Doflimo lúc này cười nói đều nói ta hiện tại tâm tình thật không tốt lao âm trầm nói ngươi cứ như vậy muốn ta đem nổ khí vẫy trên người ngươi à don Quixote sô hứ Doflimo nhếch miệng thở ra một thanh trọng khí Piero già hỏa kia ta sẽ giải quyết nhiều không lấy tới. Lúc này, trê Bôn ngọn ngoại từ đại môn xuất hiện, mang tới một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Dophelimo tiếp nhận, hướng lao này ném một cái, người muốn đồ vật. Lao ngón trỏ nhất động, này ném qua đến vĩnh cửu kim đồng hồ ngay tại nửa đường trôi nổi đứng lên, quay chung quanh tại hắn quanh người. Đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, lao nguyên địa bắn ra một đoàn khí lãng, mang theo vĩnh cửu kim đồng hồ tốc độ cao bay khỏi, trong mắt mọi người dần dần biến mất. Này khí lãng thổi cái này trong định viện công trình khắp nơi tung bay, bàn loãng xoảng khi thanh âm khắp nơi vang. Nhiều không, cái năng lực kia là... Diamati nuốt khô một chút, chần chờ nói. À phiêu quả thực, người cấp trên. Doflimo tráng nổi gân xanh, gắt gao nắm chặt quyền đầu, cái này hỗn đảng, quả thực năng lực đã bị hắn khai phát đến cảnh giới như thế sao? Vừa rồi cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ, tên hỗn đảng kia liền đụng đều không có đụng, liền có thể để trôi nổi. Nhưng là hắn mới đến quả thực bao lâu kim sư tử hẳn là năm ngoái chết chỉ là thời gian một năm hắn liền khai phát đến khủng bố như thế tình trạng âm trầm sau một lúc Doflimo đột nhiên lại cười rộ lên phất 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 thế giới a à, có trò vui nhìn hắn là muốn đi tìm biết mom sao uy qua tìm tình báo ta muốn biết phát sinh cái gì biết thiếu chủ Gờ là đích nghi vẫn hỏi này đại thủ tấn dụng cụ sư tìm tới hắn hành tung tiêu diệt hắn không ta tự mình đến Dofelimo cười gằn nói. Một cái quái vật nhân tình, cái này được thật tốt lợi dụng a, à, tên hỗn đảng kia, Rusiklau, Cloud, hắn giống như ta tại nhẫn nại lấy chính mình giả tâm, sớm muộn có một ngày hắn hội bạo phát. Bắc Hải sự tình ta thế nhưng là biết, hắn bộ hạ du cát đoạt Vinsmo thành quả, hắn nhất định tại mưu cầu lấy cái gì? Làm ăn nha, khẳng định phải hướng hành động lớn, một cái hắc ám thế giới, đế vương, cái này sinh ý, rất lớn. Nhưng là, hắn qua tìm Big Mom, hẳn là không có chuyện gì tốt, có thể còn sống sao? ăn mặt trẻ sơ sinh phục sức xe no hỏi. Phất 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 phất. Vậy liền nhìn hắn bản sự. Doflimo hai tay mở ra, gia hỏa kia hành động là bản bộ tín hiệu sao? Vẫn là nói bị đặt tại Sampo để chính mình tìm kiếm phá giải biện pháp, bất kể nói thế nào, cái thế giới này đã bắt đầu bạo tẩu. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 456 Tại sao có thể có người bay trên trời? Nguồn Mê truyện audio com Tô Tô lên vương quốc Vị trí tân thế giới mổ một chỗ Ở chỗ này, đã không thể đơn thuần lấy hải tạc đoàn cái thân phận này qua phân chia. Big Mom hải tạc đoàn, tại nơi này chính là quốc gia biểu tượng, không giống với cướp đoạt chính quyền thành công Doflimo, cũng khác biệt vu mổ cái cướp đoạt chính quyền không thành công, hiện tại không biết ở đâu lang thang Crocodile. Toto Len, là Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng, chắc ló Linh Linh nhất đau nhất thương chính mình làm ra tới. Liên trị quốc đại thần, hành chính quan liêu, đều là chính nàng sinh. Đặt ở đời trước cái kia chính là tân thời đại nữ tính điển hình. Tứ hoàng bên trong, cai khống chế nước Oano nhưng lại có tai họa ngầm. Tóc đỏ khống chế bàn so sánh Phật hệ, cơ bản dựa vào bọn họ tự trị, chỉ là treo lá cờ râu đen. Lao không rõ lắm, chắc hẳn còn tại càng quét hắn trước khi thuyền trưởng địa bàn. Chỉ có chát ló Linh Linh, nàng vương quốc Tô Tô Lên là một cái duy nhất có thể tại tân thế giới được thừa nhận vì mạnh đại quốc gia tồn tại. Đối dạng này tồn tại, như không tất yếu, Lao thật không muốn gây cái phiền toái này. Nhưng bây giờ, vì về sau an toàn, còn có. Đừng quá càng rỡ. Lao từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ, thân thể trên không trung đột nhiên bất ngờ, dùng càng nhanh chóng hơn độ xông phá không khí. Tứ Hoàng Tứ hoàng không nổi a, à, một đám tàn tật thêm bệnh thần kinh, có cái gì không tầm thường. Bên này không phải đoạn cái tay, bên kia cũng là trên bụng có tổn thương, bên này không phải thiếu cái răng, bên kia cũng là cái bà điên. Bất kể nói thế nào, lần này không để bọn hắn lòng còn sợ hãi, hắn lao đừng nghĩ qua ngày tốt. Tô tô lên quốc gia này là lấy Big Mom đại bản doanh bánh kem đảo làm trung tâm hướng ra phía ngoài bức xạ rộng lớn khu vực, tổng cộng 35 tòa đảo, hiện lên hình vòng đem bánh kem đảo cho bảo vệ ở mặc dù không có nước qua nô loại kia biến thái tuyệt hảo thiên nhiên địa lý vị trí, nhưng muốn bằng vào tàu thuyền đột phá đến bánh kem đảo, vậy cũng theo giống như nằm mơ. Bảo vệ nó 34 tòa đảo, cái kia chính là 34 khỏa vệ tinh, đã sớm đem uy hiếp tiêu diệt ở bên ngoài. Mà tại cái này 34 tòa đảo trung tâm vị trí, bánh mì nướng đảo, càng là 34 tòa trong đảo quân sự hòn đảo một trong. Hán đảo, có chút còn có hải tặc trì hạ bình dân ở lại, nhưng là bánh mì nướng đảo, cũng là một tòa thuần quân sự hòn đảo, trên hòn đảo sung mãn trấn, tất cả đều là hải tặc, cảng khẩu bên trên cũng tận là hải tặc xuất kích dùng tàu thuyền. Nơi này là chát ló Linh Linh con trai thứ bốn, chát ló Ao ẩn trụ sở. Uy, Ao ẩn, sờ nát giống như trở về. Lúc này, trụ sở bên trong, một cái vóc người cường tráng cao lớn, có hoàng sắc tóc ngắn, mang theo khuyên tai, ăn mặc làm sắc miên áo, bên hông buộc lấy một cái cùng loại thần đăng tiêu chí đai lưng nam nhân nói. Chát ló Đai Fuku, Cu, chát ló Linh Linh con thứ ba. Ở trước mặt hắn, làm theo là có loại như ngọn lửa, chia cắt thành ba đạo phủ nhận hình kim chanh sắc tóc nam tử, hắn trên cầm có sợi râu, mang theo bao tay, nhìn mười phần nghiêm túc, cùng người nói chuyện trên mặt lạnh lùng hiện ra phát triển trái ngược. Nhưng trên thực tế, bọn họ là thân huynh đệ. Cùng Kataki ba người, cùng là tam bào thai. Sơ nắc. Hắn trở về liền tốt, dù sao cũng là chúng ta đáng yêu đệ đệ. Ao ân nói. Đại phu cu khinh thường nói. Đánh bất ngờ một cái tay hải hải quân trụ sở, thế mà còn biết thất bại thật sự là có nhục hắn ban đầu tứ tướng tinh thân phận đối phương dù sao cũng là xen gúc cùng gác liền xem như mụ mụ cũng chống cự không bọn họ đi ao ẩn đến một câu trở về là được không có xảy ra chuyện là tốt nhất từ daifuku sờ lên cầm nói nghe nói đóng giữ phi mã đảo hải quân là cái kia rushi cloud thủ hạ ta nghe nói perot tư ca tìm hắc ám thế giới sát thủ việc này mụ mụ đồng ý rushi cloud ao ẩn sững sờ là cái kia xử lý Redfield hải quân đúng, cũng là hắn. Dai Phu Cu cười lạnh nói. Bất quá Redfield đã lão, xử lý một cái lão gia hỏa để đám kia hải quân hỗn đảng tuyên dương lâu như vậy, chiến trận so râu trắng còn muốn lớn, biển quân đều là một đám tên xảo trá. Đợi đến Rushi Cloud chết, nhìn đám kia hải quân xử lý như thế nào chuyện này. Không có dễ đối phó như vậy. Ao ân lắc đầu. Dù sao Redfield, là để mụ mụ đều coi trọng người, chỉ là một đám sát thủ lời nói, không thể lại tiêu diệt hắn. Để hắn cấp dưới chết mất cũng được, đây là một cái cảnh cáo. Đai nói ra. Để hắn hiểu được, đắc tội Big Mom là phi thường khủng bố một sự kiện. Âm âm. Vừa dứt lời, bầu trời liền phát ra tiếng vang. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bầu trời không khỏi âm trầm xuống. Là muốn mưa sao? Đai Phu vương tay, ngược lại là không có cảm giác đến giọt mưa. Xét đánh, đại khái là có mưa to. Ao ân quét mắt bầu trời, đối phía trước những chuyện lạc vặt kia động hải tặc gào thét qua trên thuyền đem mỏ neo thuyền cố định lại, đừng để bảo táp đem thuyền làm hư. Vâng. Ao ân đại nhân. Hải tặc nhóm cùng nhau nói một tiếng, đang chuẩn bị tiến về cảng khẩu. Cái này mưa to thiên, nói đến là đến A, à, bất quá tân thế giới vẫn luôn là dạng này. Một tên hải tặc nhúng nhúng vai, vô ý thức hướng bầu trời nhìn lại, nhưng chỉ liếc một chút, hắn liền đông lại, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nơi đó, là có người hay không a? À? Hắn chỉ bầu trời, chần chờ nói. Nào có người? bên cạnh một tên hải tặc lấy tay che khuất cái trán đồng dạng nhìn sang nhìn một hồi về sau hắn mới cau mày nói không thấy được người a à, ngươi là uống nhiều sao không ta không ta rất lợi hại vững tin nơi đó liền đứng đấy một người này hải tặc chỉ phương hướng kia kiên định nói ngươi nhìn càng ngày càng gần ngươi đang nói đùa gì vậy tại sao có thể có người bay ở thiên 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 này người nói chuyện vừa muốn phản bác nhưng sau cùng lời nói chết sống đều nói không ra miệng hắn nhìn thấy trên bầu trời một cái giống như là người một dạng thân ảnh dần dần hiển hiện mở rộng tại hướng xuống hạ xuống đồng thời theo hắn hạ xuống còn có càng ngày càng âm thiên khoảng không đen kịt, giống như bầu trời khuynh đảo một dạng đai fuku cái kia là ao à, ần lúc này cũng gắt gao nhìn chầm chằm bầu trời kiềm chế khí tức trong nháy mắt đắp đến trên tòa đảo này để hòn đảo chỉnh thể đều đang phát trung. uy nói đùa cái gì a à? thứ này đai fuku lúc này cũng không kềm được tấm kia lạnh khóc mặt kinh hãi nhìn chầm chầm trên không hắn chú ý lực đã không tại cái kia tại hạ xuống bầu trời dưới cái kia lộ ra mịt mù bóng người nhỏ bé càng nhiều là chú ý đến cái này phản phất huynh đảo bầu trời vật kia chậm rãi từ đen nhiệt dưới tầng mây hiển lộ ra đầu tiên là hiển lộ một tầng nham thạch mặt ngoài ngay sau đó này mặt ngoài từ dưới tầng mây phi tóc khuếch tán dần dần để cho người ta thấy không rõ giới hạn đại lục đây là nguyên một tòa đại lục đến rơi xuống Scythia đến rơi xuống sao? Ao ẩn kinh hải trống to. Không. Người kia, Hắn là. Dai Fuku lúc này mới chú ý tới cái kia càng ngày càng hướng xuống thân ảnh. Người kia một thân kim sắc Âu phục, màu trắng áo choàng tại cái này kình phong phòng lên phía dưới tùy ý tung bay, tán loạn mái tóc màu đen dưới, này trương tuấn tú mặt cắn một điếu xì gà, khói bụi theo bốc lên bên trên, che lại biểu lộ. Nhưng là gương mặt kia, là bị Dai Fuku nhận ra. Rushi Cloud. Tại hắn nhận ra người đến đồng thời, trên không thân ảnh, đại thủ hướng xuống nhấn một cái, từ tầng mây hiển lộ ra đại lục, rõ ràng gia tốc không ít, sông mở không khí mà sát ra một đoàn cự đại tia lửa, giống như vẫn thạch, rơi đập hướng hòn đảo nhỏ này. Chương 457 Tiến thêm một bước giác tỉnh sẽ như thế nào? Nguồn Mê truyện audio com Cự đại đại lục, giống như vẫn thạch đồng dạng từ không trung hạ xuống, nhanh chóng rơi xuống. Lao chính mình cũng không biết hắn thiên chi bảo khố đến cao bao nhiêu. Dù sao mariford nơi đó không nhìn thấy. Vượt qua skipia Vậy khẳng định là vượt qua. Đến ngoài vũ trụ, này cũng là vô dụng hắn dù sao không phải cười một tiếng năng lực không giống nhau một cái là vận dụng trọng lực thông qua kiến văn sắc trực tiếp hướng xuống rồi phạm vi năng lực đại năng hù chết người lao năng lực có thể còn chưa tới loại kia có thể giác tỉnh cấp độ hắn đã từng đem phiêu phiêu quả thực làm ba bước cái thứ nhất là phát động năng lực cần thể lực để duy trì thứ hai là như là kim sư tử như thế phát động năng lực hao phí một một ít thể lực về sau duy trì liền không cần mà cái thứ ba cũng là hắn trong dự đoán quả thực giác tỉnh không cần đụng vào phạm vi năng lực cũng sẽ theo kiến văn sắc mở rộng mà giống cười một tiếng như thế chỉ này chỗ nào liền có thể phát động năng lực hiện tại cloud đại khái sợ đến cái này biên giới bất quá là thông qua tiếp xúc không khí đến thực hành niệm lực đau hệ liệt cũng là dùng cái này khai phát ra chiêu thức nhưng là tiêu hao thể lực nha ngược lại là so trước đó nhiều quá nhiều nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình muốn tại cái này trên đại dương bao la sinh hoạt an toàn không nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên như vậy sao được hắn nhưng là nhớ kỹ tiếp qua một năm, cái kia bên trên hải tặc vương vừa xuất hiện liền chấn kinh toàn thế giới. Hắn xử lý Doflimo. Nói đùa cái gì? Hiện tại chiêu mộ thất vũ hải lao lười nói, nhưng là lâu năm thất vũ hải, thật không có một cái yếu. Đây cũng là lúc trước hắn tại Resroso rõ ràng rất có nộ khí, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm cái kia hỏa liệt điểu phát cáu. Đầu tiên là tính khí phát xong kình liền không có, hắn một mình đến đây tìm Big Mom, thế nhưng là dẫn theo dũng khí. Thứ hai, Doflimo xác thực khó đối phó, hắn khi thất vũ hải sớm đã có suy nghĩ, năm đó liền có như vậy đại danh tiếng, năm đó nếu không khi thất vũ hải, tiền thưởng không biết cao đi nơi nào. Về phần tiền thưởng thứ này, nghe một chút liền tốt, lao là một mực không thể nào tin, giá trị 100 berry cũng có thể xử lý mấy trăm triệu, giá trị mấy trăm triệu, có thể bị một cái 3.000 vạn đánh ngã. Tiền thưởng quyết định thực lực. Này theo trò cười không có gì khác biệt. Hiện tại tân thế giới những quái vật này nhóm, cái nào không phải trải qua nhiều năm lâu ngày, mới dùng thực lực xông ra này to như vậy tiền thưởng tiền thưởng là đối thực lực bọn hắn tán thành, mà đối với mới ra nói, hoặc là không có tiếng tâm gì, cũng hoặc là cùng loại tiền thưởng định chỉ lâu năm thất vũ hải, tiền thưởng không phải là thực lực. Doflimo rất lợi hại phiền phức, đó là thật rất lợi hại phiền phức. Cho nên tăng cường thực lực là phi thường có cần phải. Chứ đừng có thể làm cho mình cảm thấy an tâm thiên chi bảo khố, cũng là rất lợi hại có cần phải. Khai phát năng lực, này càng là trọng yếu nhất. Hắn cũng không muốn giống Shiki lão già đáng chết kia một dạng, nhất thời chủ quan kết quả bị bảo táp ăn mòn sau đó bị bánh lái đập vào đầu phiêu phiêu quả thực sự bảo táp năm đó kim sư tử thế nhưng là tùy ý đùa bẩn nước biển nước biển cùng mưa có cái lông khác nhau về phần phong ta rushi cloud chuyên nghiệp chơi phong vô minh thần phong lưu cũng tốt hắn dùng cái này khai phát kiếm thuật cũng tốt đều là phong làm căn cứ cho nên hắn nhanh tuy nhiên không có lão gia tử nhanh như vậy nhưng cũng đã rất nhanh bao quát hiện tại, phiêu phiêu quả thực bản thân tốc độ không chậm, nhưng muốn muốn đến hắn loại này tốc độ cao chế độ máy bay, hắn biết hắn chỗ nhận biết kim sư tử làm không được, bất quá đỉnh phong thời điểm, hắn cũng không biết. Có thể khai phát năng lực, đó là nhất định phải khai phát, đã năng lực còn có con đường phía trước, vậy liền cho nó đi đến, còn có rảnh rỗi Haku, vậy liền cho nó lấp đây. Thẳng đến đạt tới Cloud trong lòng, giác tỉnh. Này chính là không có gì không bị khống chế, tâm niệm nhất động, sơn hải vân vụ, tất cả đều nơi tay, thiên hạ chi gian, không có gì không khống đến lúc đó mới là tuyệt đối an toàn cái gì viên đạn a vũ khí gì a chỉ cần là không phải sinh mệnh thể là hắn có thể cầm cho ngươi xem sinh mệnh thể cũng không quan hệ điều khiển không khí hắn có thể làm được sự tình không nên quá nhiều liền hiện tại chiêu kia sư tử giảo dùng năng lực thể hiện chiêu thức không phải cũng là đánh vỡ phiêu phiêu quả thực giới hạn biến tướng ảnh hưởng đến sinh mệnh thể nha từ hắn lần thứ nhất khống chế nước biển bao vây lấy hải sản hải sản hải quái tăng lên thời điểm hắn khi đó liền có chỗ minh ngộ sinh mệnh thể không thể khống chế, nhưng là có thể biến tướng ảnh hưởng. Cũng không nhất định phải xoán suýt tại kim sư tử lão đầu kia thao khống phương thức, tuy nhiên hắn đã thành thói quen, đồng thời dùng rất lợi hại thuận tay. Kiếm thuật tạm thời không thể dựa vào đơn thuần vô minh thần phong lưu tiến hành khai phát, dù là ta nếm thử netero phương pháp, vẫn là phối hợp năng lực cùng đến từ Redfield tốc độ làm đến, cường giả chân chính, nên là thể thuật kiếm thuật năng lực lăng lộn làm một thể, không cần phân loại hắn, có cao thấp cũng chỉ là đối với cấp bậc kia cường giả mà nói, đồng thời loại kia khiếm khuyết, hoàn toàn không cần để ý. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mễ mễ duyệt APP dựt sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Lao nhìn lấy tay mình, nỉ non tự nói. Giống như quân há giật, cuộc chiến đấu kia lao toàn bộ hành trình quan chiến. Sakajiki cùng cô gia, riêng phần mình đều không yếu, nhưng Sakajiki càng tăng lên một bậc địa phương ở chỗ hắn là đường đường chính chính thời đỉnh cao, mà cô gia còn có thể lại trưởng thành trưởng thành. Bất quá bây giờ đoạn một cái chân lời nói, trưởng thành giới hạn nên là hàng thấp không ít. Nhưng là cái này giảm xuống, là đối với đại tướng tứ hoàng cái này trần nhà cấp bậc người mà nói. Cấp bậc này, không quan trọng cường nhược, cứng trắng đổi cái 10 ngày 10 đêm 20 ngày 20 đêm đại khái có thể phân cái thắng bại, xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Nhưng cái này dù sao không phải quyết đấu. Không phải hải quân nội bộ luận võ, nhất định phải tranh cái cao thấp. Hải quân cùng hải tặc, sao có thể tranh cao thấp? Đánh không lại chạy đi thêm. Không có ai sẽ nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống, tất cả mọi người là vì chính mình cái này hữu sinh lực lượng hải quân muốn đã kích càng nhiều hải tặc mà hải tặc thì là phải có mệnh hoàn thành càng nhiều giả tâm không phải vậy ngươi xem một chút cai đu vì cái gì còn không chết a à, thật chẳng lẽ là bạo lý long Giado không nổi a à, người ta là điên không phải ngốc trà trộn đại hải nhiều năm như vậy hiện tại còn sống không có một cái ngốc ngốc đều chết không phải chết đang bị thời đại đào thải cũng là chết ở trong tay chính mình cho dù là roger cũng là nhiễm bệnh mới đem giấc mộng này giao phó cho đời sau nếu là hắn còn sống. Tính toán, hắn vẫn là khác còn sống. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Nói đùa cái gì a? À? Ngay tại Cloud suy nghĩ tung bay thời điểm, dưới tiểu đảo truyền đến một tiếng bạo rống, chỉ gặp này cái đầu như hỏa diễm rượu một dạng người, toàn thân đốt bốc cháy, hiện ra đỏ bừng khí thể, cặp kia quyền trực tiếp đốt ra hỏa, Xong chững dơ lên trời, tự hồ muốn ngăn cản được cái này hạ xuống vẫn thạch. lao quét hắn liếc một chút, nói. Người này ai vậy? Có thế bốc hỏa. Đốt đốt không đúng, đốt đốt hiện tại còn không biết ở chỗ nào, lại là một cái hạ cấp sao. Nhưng có thể bị khai phát thành dạng này, cũng rất lợi hại, quả nhiên. Tân thế giới hải tặc không có một cái dễ sống chung. Chương 458 Một đập tức hợp Nguồn Mê truyện audio.com Ao ẩn hai tay mở ra, kích phát từng đoàn từng đoàn nhiệt lượng, đem rơi xuống khỏi nham thạch mặt ngoài đốt đỏ bừng. Hắn là thâm nóng quả thực, năng lực giả, đồng thời năng lực đã khai phát đến một cái cực kỳ cao cấp độ sâu, có thể cự ly xa đối vật thể tiến hành xử lý nhiệt tiến hành biến tướng thiêu đốt chỉ là lực lượng này ở cái này đem bọn hắn đảo hoàn toàn bao trùm nhiều lớn bao nhiêu đảo trước mặt không có ý nghĩa đại cũng là đẹp đại cũng là lực tuyệt đối hình thể bản thân liền là một loại sức mạnh dai fuku đến giúp đỡ ao ẩn quay đầu hô to chỉ là hắn xong bào thai huynh đệ giờ phút này đều chuẩn bị triệt thoái phía sau vẫn là mau chạy đi dai fuku kêu lên vật này không có khả năng ứng đối, hải quân đến công kích, chúng ta muốn đem tin tức truyền cho Mụ Mụ. Ngươi muốn cho ta vứt bỏ tòa đảo này sao? Vứt bỏ Mụ Mụ cho ta nhiệm vụ, vứt bỏ tòa này có thể phòng vệ Mụ Mụ an toàn đảo tự sao? Ao Ần giận dữ hét. Ngu ngốc, đây chính là nhân lực có thể làm được, bảo toàn tánh mạng đi hướng Mụ Mụ báo cáo mới được a. Đai Phu cu vội la lên. Nói đùa cái gì, loại vật này, làm sao có thể chạy trốn đến a? À? Ao Ần rút ra phía sau trường bính đau lưỡi đao, trên lưỡi đao phát ra thiêu đốt hỏa diễm hắn cao cao lên nhảy, thẳng đến hạ xuống đại đảo chém tới. Đáng giận. Đai Phu Cu thấy thế, sờ một chút tự chính mình đai lưng, từ đó phun ra một làn khói mù, hóa thân thành một cái cầm đao tử sát cự nhân, theo Đai Phu Cu cùng nhau công hướng này nham thạch to lớn. Oanh. Đại đảo hạ xuống, đâm vào bánh mì nướng ở trên đảo, theo một trận cự đại vang, nước biển sốc lên một đạo cự đại sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán, quyển giống như là biển gầm, hướng phía chung quanh dốc sức mở theo biển động dần dần giảm xuống ba đào hung dũng nước biển dần dần hướng tới bình ổn bánh mì nướng đảo trước kia phương vị bị một tòa càng đại đại hơn nham thạch thay thế mà tại đại nham thạch phụ cận bánh mì nướng đảo hòn đảo toái phiến cứ như vậy thất linh bát lạc treo có lẽ theo thời gian lâu ngày những mảnh vỡ này lại biến thành hòn đảo phụ cận đá ngầm làm một cái thiên nhiên đổ bộ phòng ngự mà tồn tại nhưng đó là về sau lao thủ trưởng nhấc lên một chút cự đại đảo nhất thời từ trong nước biển dâng lên mang theo những cái kia bị đụng nát hòn đảo toái phiến cùng nhau thăng chức lần nữa ẩn vào bầu trời. Âm. Uhm. Ngay sau đó, lao thân thể liền trên không trung sông mở một đoạn khí lãng, thẳng tắp hướng bánh kem đảo bay đi, một tòa đảo mà thôi, không đáng hắn chú ý, hắn mục tiêu cũng không phải tòa đảo này, ngay tại lao rời đi không lâu, trên mặt biển, mấy cái cái đầu người bỗng nhiên xông tới. Đó là con sống hải tặc. Sớm tại này cự đại đảo hạ lạc thời điểm, bọn họ thấy tình thế không ổn, liền từng cái nhảy vào đại hải. Chỉ là ở trên đảo nhiều người như vậy, bây giờ vận khí tốt không có bị xung kích sóng cùng biển động tách ra, cũng liền vụn vặt lẻ tẻ mấy cái như vậy. Uy, tìm tới ao ẩn đại nhân. Trên mặt biển lại thoát ra một cái đầu người, hắn một tay ông một cái mình đầy thương tích đã ngất đi ao ẩn, hô to. Dùng cái này. Một tên hải tặc tìm tới trên mặt biển trôi nổi một khối đại thuyền tam bản, bơi tới, đem thuyền tam bản đẩy hướng này hải tặc, cái sau vội vàng tiếp nhận, đem ao ẩn nửa người trên đặt ở thuyền tam bản bên trên, tiếp lấy nhân tài leo đi lên, lại cùng này đẩy thuyền tam bản hải tặc cùng nhau đem ao ẩn mang lên qua. Còn sống không? trong nước hải tặc lo lắng hỏi này hải tặc lấy tay tìm kiếm hơi thở chỉ cảm thấy hô hấp cực độ yếu ớt tiếp lấy hai tay tại ao ẩn giữa ngực bụng nén đứng lên phốc khụ 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 trải qua qua một đoạn thời gian nén ao ẩn há mồm phun ra một đoàn nước lại ho khan vài tiếng hô hấp bắt đầu bắt đầu trở lên lớn còn sống hải tặc thở phào uy bên này tìm tới đại phúc đại nhân đột nhiên lại mấy tên hải tặc từ trên mặt nước ngoi đầu lên lớn tiếng hô hào bánh kem đảo kataki kaka rất đẹp a à. ở trên đảo Big mom ở lại trong vương cung một người dáng dấp đáng yêu ăn mặc dài rộng màu trắng tô điểm chấm đỏ điểm bồng váy nổi bồng bềnh giữa không trung nữ hài sùng bái nhìn lấy đi tới kataki à, là a là fu rang a vây quanh khăn quàng của kataki liếc nhìn nàng một cái nói cô bé này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bản thân lại không thấp thân cao gần 1 m 7 có thể trôi nổi đứng lên là nàng trên quần áo chứa khí cầu trang bị thứ này là mụn mù, mù tại hủy diệt nước khác nhà thời điểm đạt được ban cho cái này tương đối tiểu nữ nhi. Chắc ló phu rang, chắc ló linh linh thứ 36 cái nữ nhi. Cũng là trong gia tộc được hoan nghênh nhất nữ hài, là Tô Tô Lên, mật ông đại thần, trụ sở, mật ông đảo. Phu rang, ngươi không tại mật ông đảo, chạy tới đây làm gì? Kataki hỏi. Hi hi, năm nay mật ông chất lượng đặc biệt tốt, hướng mụ mụ hồi báo một chút. Phu rang hi hi cười nói. Cẩn thận một chút. Kataki ngẫm lại, nói. Không muốn câu lên mụ mụ muốn ăn, trước đó mới phạm một lần nghỉ ăn chứng. Ta biết, ta hội chú ý. Phu Rang ứng một tiếng, sau đó nhăn nhăn nhó nhó cúi đầu xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu lại nhìn Kataki liếc một chút, lớn nhất rồi nói ra. Kataki Kaka, đợi chút nữa có thời gian hay không, nếm thử ta ở trên đảo đặc chế mật ong. Kataki lắc đầu, ta không thích ăn mật ong, ngươi liền. Đột nhiên, hắn sững sờ một chút, đôi mắt thoáng chốc trận to, một vòng hồng quang, từ hắn trong con mắt cấp tốc phát tán. Trong đầu, không khỏi thêm một cái hình ảnh chỉ gặp trên tấm hình, vương cung đột nhiên sụp đổ, một cái nham thạch to lớn mặt ngoài từ vương cung trên đỉnh lộ ra đến, này nham thạch to lớn, hướng lấy bọn hắn nền xuống. Đây là... Kataki kịp phản ứng, trực tiếp ông lấy phu rang. Kataki kaka. Cái này một cái chớp mắt, phu rang tâm đều muốn hóa. Mà ông lấy phu rang Kataki, nàng quay người liền hướng về hành lang cực nhanh chạy tới. muộn muộn, Kataki lớn tiếng la lên. Từng. Hành lang chỗ sâu đại cửa còn không đóng, Kataki tiếng hô truyền vào đến, nằm tại này chát ló linh linh ngẩng đầu, chỉ thấy Kataki chạy tới kêu to. Mụ mụ, cẩn thận, có cái gì tới? Oanh! Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa sổ bầu trời đột nhiên hắt, nham thạch to lớn mặt ngoài từ ngoài cửa sổ thu vào Kataki tầm mắt. Tại thu vào hắn tầm mắt một khắc này, vương cung mái vòng bị ép phá, đồng dạng nham thạch mặt ngoài xuất hiện ở phía trên. Tại vương cung ngoại giới, mặc kệ là Homi, vẫn là hải tặc, đều ngơ ngác nhìn lấy trên không đột ngột buông xuống sau bánh kem đảo còn muốn đại cự đại đảo đây là cái gì a à? bánh kem đảo lực lượng thủ vệ là bánh bích quy binh lính mà lúc này một cái bánh bích quy binh lính bên trong một cái sau đầu ghim hai cái buông xuống biến tóc nhỏ tự phát nam nhân từ bánh bích quy bên trong trực tiếp phá xuất đến giật mình nhìn lấy chìm xuống đại đảo cái đồ chơi này cách bọn họ cơ hồ là cách nhau một đường rất nhanh liền bị tăng nhịp với nhau hòn đảo đến rơi xuống trên bầu trời lao án lấy tay cắn xì gà nhìn chăm chú lên bị đè sập cung điện, thẳng nhiên nói: "Cho lão tử chìm xuống đi." Uy nước. Nhưng vào lúc này, vương cung phía dưới truyền đến một tiếng hét lớn, này hạ Lạc Hòn đảo bị một cổ trùng kích cho chóng đi tới, rời xa bánh kem đảo, một lần nữa đến không trung, một cổ trong suốt sóng xung kích từ hòn đảo phía dưới trực thấu đi vào, từ hòn đảo trung tâm nổ tung. Bành. Hòn đảo tại tại thời khắc này vỡ vụn thành vô số khối, như là vẫn thạch vũ một dạng, hướng phía bánh kem đảo một lần nữa hạ lạc quá khứ. Phanh 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 bánh kem đảo kiến trúc, tại thời khắc này bị đập cho nát bét, đại lượng bánh bích quy binh lính tại vẫn thạch trùng kích vào bị nện lưa thư nát. Cắm truyền bá một cái app, hoàng mỹ xem. Trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp. Bộ ngực duyệt. Kiến trúc bên trong, này cự đại vương cung cũng không có may mắn thoát khỏi, bị một đám vẫn thạch vũ trùng kích ra, nện thành phế tích. Phế tích bên trong, một cái cự đại bóng người xuất hiện, một cái cao lớn hơn 8 mét bóng người to lớn, cầm trong tay một cây đao chui vì cái mũ trường đao, hung hăng nhìn chậm chậm trên không người. Rushi Cloud Chương 460 Do dự liền sẽ bại trận Nguồn Mê truyện audio com Gã cho nam nhân này Phu trước kia nghe được mụ, mụ lời nói Vô ý thức liền nhìn về phía Cloud Nam nhân này tự hồ rất cường đại Làm cho mụ mụ phản ứng đầu tiên là gã nữ nhi quan hệ thông gia Khẳng định không tầm thường. dáng dấp lại không tệ Nhìn rất lợi hại khóc Mặc dù không có Kataki Kaka khóc nhưng là thật muốn có thể lời nói. Ta nguyện ý. Phu Rang trong lòng hô hào. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, lao lời nói liền vô tình cho nàng phá phòng. Kataki Kaka, ta bị ném bỏ. Phu Rang một lần nữa vùi sâu vào Kataki lòng ngực, tiếp tục dựa vào trong suy nghĩ sùng bái nhất Kaka ấm áp ông ấp mà 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 nha, cự tuyệt ta đề nghị sao. Chắc ló Linh Linh cất tiếng cười to, nhìn thẳng Cloud, vậy ngươi liền đi chết tốt, uy nước. Nàng hai tay nắm chắc trường đao, lần nữa đánh ra một cái, uy nước mạnh đại trung kích sóng thẳng đến Cloud mà đi, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ lại ở. Quá tốt, mụ mụ xử lý hắn. Phu Rang vui vẻ nói. Đây chính là cự tuyệt ta đã giới. Mụ mụ, sau lưng. Đột nhiên, Kataki kêu một tiếng. Từ chát ló linh linh hậu phương, một bóng người nhanh chóng tăng lên, chỉ gặp một đạo hắc mang, hiện ra ánh trăng hình dáng thẳng đến nàng phần gáy. Che một câu, mễ mễ duyệt app dực thực tình không tệ, đáng giá trang cái, vậy mà Android táo điện thoại di động đều tàn ảnh nguyệt lung thuấn trảm rút đao. Âm. Chắc ló linh linh một cái tay khác cuốn lên vũ trang sắt, cứ như vậy dựa vào phía sau một chút, dùng cánh tay ngăn trở lao công kích. Hắc đao cùng cánh tay giao tiếp, phát ra một tiếng vang trầm. Mà 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 nha, tốc độ không tệ. Chắc ló linh linh cười hai tiếng, đôi mắt vừa mở, cánh tay hướng phía trước trung động. Lao cảm thấy một cổ tuyệt đại có giảng, trực tiếp bắn ra hắn đao, liền đới lấy thân thể đều hướng sau bay một trận. Hoàng đế kiếm. Bắn ra Lao về sau, chắc ló linh linh lại hai tay nắm ở Napoleon, mạnh mẽ nhất kích đánh tới. Phá phá lưỡi đao. Sưu. Một đao kia, vẫn như cũ là nhìn bên trong một cái tàn ảnh, chỉ gặp này tàn ảnh ở chung quanh mấy cái chớp liên tục, cấp tốc trở lại trước đó không trung phương vị. Báo trước tương lai. Lao quét mắt tại này một bên Kataki, thật đúng là phiền phức kiến văn sắc. Hắn đem xu dựng thẳng nâng, lập lên đỉnh đầu, nhắm ngay bầu trời, nhưng dạng này, người có thể dự tri đến sao? Bầu trời đột nhiên âm một chút, to như hạt đậu dọc mưa từ không trung hạ xuống. Thừa dịp này hai phiền phức hô mi còn chưa tới đạt, tiên hạ thủ vi cường. Mà 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 nha, tự hồ là rất lợi hại phiền phức mưa a. À. Chắc ló linh linh cười rộ lên, nhưng là, vô dụng. Mụ mụ. Oanh. Bánh kem đảo phụ cận hải vực, bỗng nhiên cuốn lên một đạo sóng lớn, như thiên chi tường cao đồng dạng đứng thẳng lên, hình thành biển động. Cái này biển động bên trong, có một trương nhân cách hóa hình dáng mặt, trực tiếp bao phủ nửa cái bánh kem đảo, ngăn trở chát ló linh linh phía trên bầu trời, mặc cho giọt mưa đáp xuống nó trên người, sau đó đồng hóa đi vào. Sóng biển hô mi. Qua, dìm nó chết. Chát ló linh linh chỉ lao nói, vâng. Mụn mụn. Này sóng biển hô mi hướng phía trước kéo dài, hướng phía lao đắp đè tới. Nước biển. Lao sững sờ một chút, nắm chặt xuôi hướng xuống vung lên, hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh. Trảm ba loạn. Xoát 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 vô số đạo kim sắc cảm kích lộn xộn tiến lên đem này sóng biển cắt thành vài đoạn cự đại sóng biển bị tách ra hóa thành cự đại thủy đoàn hướng xuống đập tới đại thủy đoàn từ trên cao đến rơi xuống lực phá hoại cũng không thấp chỉ là một đập liền đem còn hoàn hảo món điểm tâm ngọt phòng đập cho nát bét những hôn mi đó bị thủy đoàn rơi đập thành cái lưa thưa nát đem bánh kem đảo trở nên hỗn độn hơn đau 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 sóng biển hôn mi kêu đau đớn vài tiếng nhưng là hình thể bởi vì kết nối lấy bờ biển xung quanh hải vực, vẫn như cũ có thể vô cùng vô tận, vừa bị cắt mở thân thể, tại thời khắc này lại mở rộng thành nguyên dạng, tiếp tục hướng lao nuốt qua. Đoạn ngươi căng. Lao nhất đao trảm sóng hoành vung mà ra, trảm kích thẳng đến này kết nối lấy hải vực thân thể bộ. Uy nước. Một đạo như hồi toàn phiêu một dạng cử đại trảm kích, đánh vào kim sắc trảm kích bên trên, đem trảm ba cho chống đỡ trở về, đồng thời thẳng đến lao. Chắc ló linh linh sắc mặt dữ tợn, mà mạ nha, làm sao lại cho ngươi thời cơ hứ. Lao chép miệng một cái, nắm chặt xuôi, trên mặt hung ác, xuôi bên trên bao phủ bá khí, nhất đao vung mở, chống lại cái này, uy nước. Chỉ gặp đao nhận cùng sóng xung kích ma sát ra trận trận tia lửa về sau, lao mạnh mẽ hướng bên cạnh vung lên, đem sóng xung kích cho đánh bay, về sau thân thể bắn thẳng đến, bay về phía chát ló linh linh. Đến A, rất khác nhau lên bị chìm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể bị nước biển cho tập kích. Cái này nước biển, Hắn phản ứng đầu tiên là dùng giống nhau chiêu thức còn trở về, nhưng tưởng tượng vừa rồi dọc mưa tựa hồ cũng bị đồng hóa mất, nước biển đoán chừng cũng giống như vậy, mà cái này Homy trên bản chất đã thuộc về sinh mệnh thể, năng lực chính mình lại không thể trực tiếp ảnh hưởng sinh mệnh thể, thật muốn hạ xuống nước biển, cái kia chính là cho không, chỉ có hắn bạch chơi người khác, này có người khác bạch chơi hắn, vọt thẳng. Hiện tại không xong lời nói, chờ này hai phiền phức Homy đến, kia liền càng khó giải quyết, do dự liền sẽ bại trận, lão tử quả quyết một chút vô minh thần phong lưu ảo nghĩa thẳng bắn xuyên qua đồng thời lao hai chỉ tại trên lưỡi đau một vòng phát ra một đạo kim mang mà lúc này thấy lao tới chắc ló linh linh đầu lưỡi đều muốn lộ ở bên ngoài nàng dơ lên cao cao napoleon trên lưỡi đau phát ra như bạch hỏa một dạng bốc hơi khí thể đỉnh cấp vũ trang sắc thống hợp tiêu chí tay bên trong nhất đao chém thẳng vào lao huyền vũ trong suốt huyền vũ hư ảnh ra hiện tại hắn quanh người mặc cho napoleon nhất đao chặt qua công đao nhận chém vào quy sát phía trên, để quy sát trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng cái này một cái chớp mắt, chát ló linh linh công kích cũng bị ngăn lại. Đồng thời, này xoay quanh tại rùa đen quanh người đại xà, một đôi đồng tử thẳng hướng chắc ló linh linh trừng ở đây là. Chát ló linh linh giật mình, đôi mắt vừa trừng lớn, thân thể liền xuất hiện trong nháy mắt cứng nhắc. Xì xì. Kim sắc điện mang, tràn ngập tại thu trên nước. Lao hai tay cầm đao, xuôi bên trên ẩn ẩn xuất hiện một đầu thanh long hư ảnh, chỉ thấy hắn một chân co lại, thân thể như trượt, chuẩn bị dán chắc ló linh linh lướt qua. Một cái chớp mắt ngàn đánh, ảo nghĩa thuấn ngục. Oanh. Đột nhiên, một cổ tuyệt cường tinh thần áp lực bay thẳng cloud, để hắn động tác có trong nháy mắt đình trệ. Ngẩng đầu nhìn lên, chắc ló linh linh hai con ngươi chỉ thả phấn hồng, bá vương sắc bá khí tự thân tuần bắn ra, phấn hồng sắc khí tức như long quyển phong một dạng bao phủ chung quanh. Ô hoa. Furan kinh hô một tiếng, con mắt đảo một vòng, té xỉu ở Kataki trong ngực. Đồng thời, bánh kem đảo sinh vật, tại người bá vương này sắc ảnh hưởng dưới, nhào nhào té xỉu. Chỉ có một ít hình thể lớn hơn mạnh mẽ Homi, còn duy trì lấy đứng thẳng thân hình. Mụ mụ bá vương sắc. Kataki nhếch miệng, thế mà có thể đem mụ mụ bước đến loại trình độ này. Lúc này, chắc ló linh linh từ tê liệt bên trong tỉnh dậy, một cái tay khác nắm chặt quyền đầu, mang theo vũ trang sắc nhất quyền nền xuống tại nạn eo sườn chỗ lao. Lao chợt cắn răng một cái, thân thể vọt thẳng mở, nhất đao hướng về phía chắc ló linh linh eo sườn bào cắt. Cả hai động tác, cơ hồ là trong cùng một lúc tiến hành. Suy. Âm. Theo chát ló Linh Linh eo sườn váy đầm bị chặt phá, cả người hắn cũng bị cự quả đấm to cho đánh trúng, giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp nện rơi trên mặt đất, kích thích một đoàn bụi mù. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 459 Đem nữ nhi gã cho ngươi Nguồn Mê truyện audio com Ăn mặc váy đầm cự đại bóng người, cầm trường đao, ở chung quanh tạp vật bay tán loạn bên trong, cầm tức nhìn người trên không. Đây là Lao lần thứ nhất nhìn thấy Big Mom, thân cao gần 9 mét, hình thể dài rộng, ăn mặc phấn hồng liên y váy, mái tóc màu hồng phấn bên trên bao lấy khăn trùng đầu, trước khi thuyền trưởng mũ lúc này trong tay hắn hóa thành một thanh trường đao. Rất lợi hại bành trướng, cũng rất cường đại. Lao. Người tên tiểu quỷ này, ngươi hủy ta bánh kem đảo. Bị đánh nát hòn đảo để bánh kem đảo một mảnh hỗn độn, thấy cảnh này, chắc ló linh linh trường đao nhất chỉ Lao, tức giận nói. Ngươi có mặt nói. Lao cắn răng nói. Ngươi mẹ nó phái người ám sát lão tử, lão tử còn không thể tìm ngươi tính sổ sách. À. Chắc ló linh linh sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói mà 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 nha, thì ra là thế, cho nên ngươi qua đây, là tìm ta tính sổ sách. Không phải vậy đâu. Lao thủ trưởng nhấn một cái, bầu trời lần nữa bị che đậy, đại lượng vũ khí che lại bầu trời, hình thành thiết mạc. Ai ẩn cu tai, thẳng hướng lấy chát ló linh linh vọt tới. Dưới vương cung phế tích bên trong, Kataki ông Phu thấy cảnh này, lộ ra chấn kinh chi sắc. Kataki Kaka, thật đáng sợ a. À. Furang thừa cơ vùi vào Kataki trong lòng ngực, lộ bên ngoài bên mặt, hiện lên một cái khoa trương đường công, giống như si hắn. Cái kia cũng là Rushi Cloud. Xử lý rất phiêu hải quân. Kataki nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn mi đầu liền giãn ra, không có việc gì, phu rằng, muộn mụ, mụ sẽ giải quyết. Napoleon. Nhìn thấy không trung đại lượng thiết mạc. Ai gần cu tay, chắc ló linh linh nắm chặt trường đao trong tay, duỗi dài điểm. Vâng. Mụ mụn. Trường đao trong tay của nàng, rõ ràng dài hơn rất nhiều, chỉ gặp nữ nhân này hai tay nắm ở, nhắm ngay lao mạnh mẽ đi lên vung lên. Uy nước một đạo tuyệt cường sóng xung kích thẳng đến lấy lao mà đi về phần những cái kia hạ xuống thiết mạc ai ẩn cu tai căn bản không có bị nàng để vào mắt Trạm ba đang trùng kích sóng xuất hiện dây lát kia lao quốc ra xuôi tại trên lưỡi đao cuốn quanh hắc khí từ trên xuống dưới một đạo vung ra bá khí từ trên lưỡi đao tách rời biến thành tiền đen sắc cảm kích cùng cái kia đạo quy nước va chạm bên trên quanh trong không khí ở giữa nổ tung một đoàn cự đại khí lãng đẩy ra một vòng sóng xung kích mà lao lúc này làm theo hướng bên cạnh lập lòe chỉ gặp một đạo sóng xung kích từ chung quanh hắn bắn đi ra hứ kém một chút sao cảm ba uy lực cách uy nước còn kém chút dù sao cũng là cự nhân tộc đắc ý kỹ vẫn là có chỗ thích hợp ngay tại lao hiện lên mở này còn sót lại uy nước thời điểm hắn không trung đã kích cũng công hướng chát ló linh linh phanh 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 chỉ là tại này đầy đặn dưới thân thể mặc kệ là nhiều sắc bén vũ khí vừa mới tiếp xúc liền bị bắn ra tại này dưới thân thể bình thường vũ khí đã kích căn bản là vô dụng mà 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 nha, vô dụng. Chát ló linh linh cười rộ lên. Sắt thép khí cầu. Lao cắn răng, tay đi lên vừa nhất, tiếp tục xạ kích vũ khí đình chỉ ở, cùng mặt đất tản mát rơi vũ khí cùng nhau lên thăng. Hắn thu đao vào vỏ, đầu hơi thấp, nắm chặt chui đao âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền thử một chút cái này đi. Sư tử thật thiên thiết tốc Xoát 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 xoát. Đại lượng hỗn loạn tiền đen sắt trảm kích, bị lao vung ra nhất đao về sau, tản mát chạy về phía chát ló linh linh. Loại này trảm kích, để chát ló linh linh sắc mặt biến hóa nàng hai tay cầm đao một vòng vũ trang sắc bá khí tràn ngập tại đao nhận lấy một cổ tuyệt đại trùng kích nắm chặt hướng phía trước vung lên cạch không khí tại thời khắc này phản phất đều vỡ vụn ra này vô số đạo tiền đen sắc trạm kích tại thời khắc này giống như bể nát pha lê một dạng đứt gãy rơi biến mất trong không khí Shiki. Chắc ló Linh Linh nhìn về phía lao, nói. Mà 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 nha, ngươi gặp được gia hỏa kia sao? Đúng, ngươi đây là phiêu phiêu quả thực năng lực, ngươi giết hắn, còn được đến hắn quả thực. Shiki. Nghe được nàng lời nói, Kataki sững sờ, quay đầu nhìn về Cloud. Shiki, đó là truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử, danh hào. Lúc trước mụ mụ cùng thuyền người. Thế mà bị cái này hải quân cho xử lý sao? Không chỉ có là quả thực năng lực, hơn nữa còn có cái kia đại hải tặc chiêu thức, nói cách khác, gia hỏa này tại lúc ấy, liền có được xử lý kim sư tử lực lượng. Thành danh không chỉ là giải quyết Redfield sao? Vậy tại sao đến bây giờ còn nghe nói hắn danh hào? hải quân tại ẩn giấu cái gì mà bây giờ nam nhân này xuất hiện chỉ là vì ám sát chuyện này perot tư ca tính sai kataki nói ra nam nhân này quá mạnh ta cũng không phải là đối thủ cho dù có mù mù tại thế nhưng là tòa đảo này chiến đấu loại vật này người yếu còn tốt cường giả chiến đấu đều là có thể thay đổi địa hình bao quát chính hắn thật muốn đánh đứng lên cải biến địa hình cũng rất đơn giản càng không nói đến mù mù loại này cấp bậc nếu là ở chỗ này thật đánh nhau bánh kem đảo chỉ sợ muốn xong. Mụn mụ không có khả năng vẫn luôn có thể giữ vững cái này đảo, chỉ bằng vào cái này hải quân vừa rồi này từ trên trời giáng xuống một tay, chỉ cần có rảnh rỗi khe hở, bánh kem đảo sớm muộn hội bị hủy diệt. Mà loại trình độ kia, Kataki là chống cự không? Chỉ có giống mụn mụ dạng này mới có thể đem đại đảo hoàn toàn cho hủy đi. Mà lại dùng vẫn là quy nước. Cự nhân tộc tuyệt chiêu. Cái này, có chút phiền phức. Kataki cái trán chảy ra mồ hôi tới. Lão thái bà, hiện tại mới phát hiện sao? Lao sách một tiếng, hắc đau nhất chỉ chát ló linh linh, người ám sát ta sự tình, hôm nay không nói cái như thế về sau, việc này không xong. Hắn đương nhiên sẽ không giống Kataki muốn một dạng, một mạch đem hàng tồn đều ném xuống. Hủy bánh kem đảo không có trứng dùng A, à, mà lại hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cơ bản lý trí vẫn là có. Hắn nhớ kỹ, lão thái bà này có thể bay. Này một đám mây cùng một phần mặt trời, hiện tại cũng còn không có ra sân đây hắn cũng không giống như cái kia đầu lâu, dựa vào quả thực năng lực có thể có được trảm hồn, một dạng đặc tính. Bánh kem đảo nện, chiến tranh kia liền thăng cấp. Nhưng đối phó với đối phó cái con mụ điên này, để cho nàng về sau đối với mình dùng kế mưu thời điểm ước lượng lấy điểm, ngược lại là có thể. Nói đến, cái thế giới này người, vẫn tương đối thẳng. Mà 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 nha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Chắc ló Linh Linh há miệng cười vài tiếng, biết hắn dùng là phiêu phiêu quả thực, về sau, nàng nhìn Cloud ánh mắt cũng có chút thưởng thức, thì ra là thế ngươi đạt được shiki hết thảy a à, vì cái gì không có khi hải tặc đâu làm cái hải quân thật sự là thật không có chí khí ta rất lợi hại thưởng thức ngươi a à, đến cùng ta đi ta đem nữ nhi gã cho ngươi phu rang thế nào nàng chỉ tại kataki trong ngực phu rang nói tuổi tác tương tự chỉ cần ngươi qua đây nàng cũng là ngươi cái này mẹ nó đều làm sao lao cái trắng nhăn ra một đạo hát tuyến cai đu cái người điên kia muốn đem nữ nhi gã cho ta ngươi cũng đem nữ nhi gã cho ta để cho ta khi hải tặc loại sự tình này ta có thể làm không được a à? cái gì cai đu chưa nói qua lời này lão tử mặc kệ ta liền ngầm thừa nhận hắn muốn đem nữ nhi gã cho ta